lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng nam. chương 71, kẻ thao túng đằng sau vụ tai nạn. Lý Văn nắm chặt hai tay, thở dài với hạ vũ mặc, phục sát đất rồi, ông trời con, sau này cậu không dám chơi khăm con nữa, con cũng đừng chỉnh cậu nữa được không hả? Lý Văn gần như muốn quỷ luôn xuống đất rồi. Giờ anh ta hoàn toàn không có chỗ đứng trong gia đình này. Lý Mộc Sinh và Lưu Tuyết Lam chỉ luôn muốn có một đứa con gái làm chi kỷ, nhưng bởi vì sức khỏe không cho phép nên luôn tiếc hận. Bây giờ nhận Tô Yên làm con gái nuôi rồi, địa vị của Lý Văn lại càng bị hạ thấp hơn nữa, hiện tại lại thêm một Hạ Vũ Mặc, địa vị của Lý Văn trực tiếp xuống thấp nhất. Mấu chốt là anh ta còn tìm trò đùa dai, lúc trước chỉ là con cóc không cách nào dọa được Hạ Vũ Mặc mà ngược lại dọa bản thân mình đến sợ chết khiếp. Hạ Vũ Mặc ôm mặt, bất cần vỗ vào má, cười đến vô hại cậu. Chúng ta là đàn ông con trai, không thể không có khí phách thế được. Lý Văn, Hạ Vũ mặc thở dài, giọng điệu tha thiết cậu, cậu nói xem cậu cũng hai mấy tuổi đầu rồi, lại giống như con mọt gạo ở nhà ăn rồi chờ chết, cậu không cảm thấy mất mặt à? Lý Văn sừng sốt, lửa giận dâng lên tận lồng ngực, nhưng không lâu sau lại hạ xuống. Bởi vì lời Hạ Vũ mặc nói là sự thật. Tu nhỏ đến lớn anh ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên vừa kiêu ngạo vừa kiêu căng, không đặt ai trong mắt, cũng chẳng có ai dám dạy dỗ anh ta, người bên cạnh đều thổi phồng, ca ngợi anh ta. Sống hơn 20 năm, hôm nay lại bị một đứa con nít dạy dỗ. Audio điện tử võ tấn bền Ai bảo cậu là mọt gạo, Lý Văn cũng có sĩ diện, bị hạ mặc vũ khích như vậy, thẳng cổ nói cậu, cậu chẳng qua là không có cơ hội thể hiện mà thôi. Hạ vũ mặc khinh thường đáp, cậu à, con đã bốn tuổi rưỡi rồi cũng không phải là đứa con nít ba tuổi cậu lừa một đứa trẻ con thì hay lắm à sao cậu lại lừa con được chứ cậu có bằng thạc sĩ thông thạo ba thứ ngôn ngữ bằng cấp học tập là dùng mua được đi hạ vỗ mặc nhếch miệng bà xinh đẹp và ông đẹp trai vất vả như vậy cậu nói xem cậu không phải một gạo chỉ biết ăn uống chơi bời làm người không thấy nhục à lý văn bằng cấp của anh ta thật sự là dùng tiền mua được nhà cậu có nhiều tiền cho dù cậu có tiêu cả đời, cũng tiêu không hết, trừ việc ăn uống chơi bời cậu còn có thể làm gì được nữa chứ? Thật đáng xấu hổ. Nửa đêm Tô Yên nhớ đến Hạ Vũ Mặc, lại nghe thấy tiếng Lý Văn và Hạ Vũ Mặc ở ngoài cửa. Nghe thấy Hạ Vũ Mặc lại khích Lý Văn, Tô Yên định đi vào ngăn lại, đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại. Là Lưu Tuyết Lam. "Mẹ." Lưu Tuyết Lam lắc đầu ra hiệu Tô Yên tiến lên một bước nói chuyện. Từ khi dọn đến nhà họ Lý, vợ chồng lý mục sinh đối xử với tô yên và tiểu vũ rất tốt mâu thuẫn của hạ vũ mặc và lý văn tô yên cũng không phải là không rõ hạ vũ mặc thông minh lại nghịch ngợm lý văn thường phải chịu thiệt có điều mọi người đều nhìn ra được lý văn bị hạ vũ mặc chơi khăm không ít lần nhưng lưu tuyết lam và lý mục sinh trước nay chưa từng ngăn cản ngược lại còn nuông chiều hạ vũ mặc hơn chuyện này làm tô yên rất nghi ngờ tô yên nhận lỗi mẹ con thành thực xin lỗi tiểu vũ nghịch quá rồi Lưu Tuyết Lam cười đáp, mẹ biết con muốn nói gì, Tiểu Yên, bọn ta thực sự thích Tiểu Vũ, đứa trẻ này rất thông minh lại hiểu chuyện, thời gian này nó chơi khăm lý văn mấy lần, mẹ đều biết, nhưng con có biết tại sao mẹ lại không quản hay không? Tô Yên lắc đầu, Lưu Tuyết Lam cười rồi thở dài, nói, Lý Văn là đứa con trai duy nhất của mẹ và Lý Mộc Sinh, chính vì chỉ có một đứa như nó cho nên xem nó như bảo bối mà nuôi lớn, lại nuông chiều nó thành đứa ngang bướng coi trời bằng vung, gây rắc rối khắp nơi. Bây giờ mẹ và cha nó còn có thể bảo vệ nó dược, nhưng đợi đến sau này cha mẹ không còn nữa thì ai sẽ bảo vệ nó nữa đây? Tô Yên hiểu ra, mẹ muốn để Tiểu Vũ thay đổi Lý Văn. Ừ, Lý Văn cô độc lại kiêu ngạo, Tiểu Vũ thì hoạt bát thông minh, vừa hay chỉ được cái tính cái nét của Lý Văn, con cũng thấy rồi đấy, Lý Văn đi cầu hòa, hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên mẹ thấy Lý Văn cúi đầu. Lưu Tuyết Lam vừa vui vừa mừng, gia nghiệp nhà họ Lý sớm muộn gì cũng giao vào tay Lý Văn, nếu như nó vẫn chỉ giống như con mọt gạo như thế thì thực sự là đồ bỏ đi. Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy cũng đã biết thương mẹ và Lý Mộc Sinh rồi, còn Lý Văn trước nay lại chưa từng đau lòng vì bọn ta, thật đúng là hổ thẹn, đây đều là do cách giáo dục của bọn ta có vấn đề. Hạ Vũ Mặc thực sự quá hiểu chuyện, biết yêu thương người khác, tôi yên nhớ đến chuyện Hạ Vũ Mặc thay cô dạy dỗ sở hướng nam trong lòng không khỏi ấm áp. Tiểu Vũ thật sự rất giỏi, thật sự không biết sao cha mẹ ruột của nó lỡ lòng bỏ rơi nó nữa. Tô Yên nhớ đến thân thế của Hạ Vũ Mặc, lại thấy chua xót cùng đau lòng. Lưu Tuyết làm đáp, Tiểu Vũ gặp được con cũng là cái phúc của nó. Hôm sau, lúc ăn sáng, Lý Văn đột nhiên tuyên bố cha, con muốn đến công ty học tập. Lý Mộc Sinh đang đọc báo, nghe nói Lý Văn chủ động muốn đến công ty, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hồi lâu cũng không có phản ứng lại lưu tuyết làm nhịn xuống sự kích động trong lòng hỏi con trai con có thật sự muốn đến công ty à đừng nhất thời nổi hứng muốn chơi đùa đến công ty cha con học tập vất vả lắm đấy con không hề chơi đùa con nghiêm túc đấy lý văn nhìn lý mục sinh cha có để con đi không cha nói một câu được hay không lý mục sinh vui mừng không thôi hài lòng nói được có điều nếu con muốn đến hưởng phúc hay chơi cho vui thì nên buông bỏ cách nghĩ này đi quản lý công ty không phải chuyện đơn giản hơn nữa con là người mới, cũng không thể có đặc cách gì, phải bắt đầu từ dưới đi lên. Không phải là quản lý công ty thôi sao, có gì khó chứ? Lý Văn liếc nhìn Hạ Vũ Mặc, rồi nói với Lý Mộc Sinh, con sẽ không để một số kẻ coi thường mình. Tiểu Vũ uống sữa liếm khóe miệng cậu, ba tháng, nếu cậu chịu không nổi thì nhớ lấy giao hẹn của chúng ta đấy, có chơi có chịu. Còn yên tâm, không phải ba tháng thôi sao, có gì mà không chịu nổi chứ? Lý Văn khịt mũi, khinh thường. Anh ta đường đường là cậu cả nhà họ Lý, không phải đi làm 3 tháng thôi à, có gì mà không khó cơ chứ. Bạn của Lý Văn gọi điện đến, "Cậu Lý, đến chơi đi có người đẹp đấy." Lý Văn nghiêm túc từ chối, "Sau này mấy loại tụ tập kiểu ấy đừng tìm tôi nữa, tôi phải đến công ty cha làm việc." "Tôi không nghe nhầm chứ cậu nhỏ Lý, cậu đi làm á? Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Cậu đừng chọc tôi cười nữa, bọn tôi chờ cậu đến bắt đầu trò chơi." người đầu dây bên kia như đã nghe được câu chuyện hài hước nhất. Lý Văn trực tiếp cúp điện thoại. Vợ chồng Lý Mục Sinh nhìn nhau, xem ra lần này là thật rồi. Vợ chồng Lý Mục Sinh thầm giơ ngón tay cái với Hạ Vũ Mặc. Hôm đó Lý Văn đến công ty, Hạ Vũ Mặc cũng đi nhà trẻ, Lưu Tuyết Lam tìm cho Hạ Vũ Mặc một nhà trẻ hàng đầu. Tô Yên nghỉ mấy ngày cũng quay lại công ty làm việc. Về phía Lục Cận Phong lại không có tin tức gì, cô cũng không liên lạc vãn nhất. Tô Yên luôn thất thần, thường xuyên ngồi đờ đẫn trước máy tính. Lưu Hạo thấy Tô Yên để hồn đi tận đâu thì hỏi, Tô Yên, có phải không thoải mái không, cần tôi duyệt cho nghỉ phép mấy ngày không? Tô Yên suýt chết trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường trở về từ đảo Đào Hoa, mọi người trong công ty đều biết chuyện. Quản lý Lưu, không cần đâu, có thể là do nghỉ ngơi không tốt thôi. Tô Yên ổn định tâm tư, cố ý hỏi, quản lý Lưu, tổng giám đốc lục có đến công ty không? Mấy ngày tổng giám đốc Lục không đến công ty, Lưu Hạo nói, cũng ít không tổng giám đốc Lục đến công ty, sao vậy? Không có gì. Tô Yên cười cười, tôi đi WC một chút. Ừ, Lưu Hạo dặn dò, chú ý sức khỏe. Cảm ơn. Tô Yên đến nhà vệ sinh, Tần Nhã Hân thấy Tô Yên đi về phía nhà vệ sinh, đặt đồ trong tay xuống, vừa định đi theo, đột nhiên bị người kéo vào văn phòng phụ cận. Hân Hân, đừng trách tôi không cảnh cáo cô. Anh cả đã điều tra vụ tai nạn xe rồi, cô còn dám làm ra chuyện gì với Tô Yên nữa thì tự mình gánh lấy hậu quả. Chương 72, Sở hướng Nam và Lục Cận Phong so tài lãng mạn. Tần Nhã Hân thấy rõ người đến là Lục Minh Khánh, trong nháy mắt sắc mặt không được tốt lắm, hất tay Lục Minh Khánh ra. "Chuyện của em, không cần anh quan tâm." "Hân Hân, anh đưa em vào công ty, không phải là để cho em gây chuyện, lúc trước em đã đồng ý với anh cái gì?" trong giọng nói của lục minh khánh xen lẫn tức giận em nói em sẽ tập trung làm việc nhưng em đã làm gì anh đã cảnh cáo em không được đi gây sự với tô yên làm sao anh cũng rung động với người phụ nữ kia tần nhã hân cười khẩy nói lục minh khánh anh đã đồng ý với chị em phải chăm sóc cho em nếu để anh cận phong biết chuyện tai nạn xe cộ là do em làm em chống mắt lên xem anh làm sao đối mặt với chị em quá hồ đồ lục minh khánh tức giận Lần này suýt chút nữa em đã hại chết Đại ca và Tô Yên, vậy mà một chút tỉnh ngộ em cũng không có. Làm sao em biết được anh Cận Phong sẽ đi theo cơ chứ? Tần Nhã Hân thấy Lục Minh Khánh thực sự tức giận, thái độ nhanh chóng thay đổi, đè nén lại, giật giật tay Lục Minh Khánh, "Anh Minh Khánh, em chỉ là thấy không đáng thay cho chị, chị em là vì anh Cận Phong mới xảy ra chuyện, bây giờ chỉ mới vài năm, anh ấy đã quên chị em, cho nên em muốn dạy dỗ Tô Yên này một chút." không ngờ tới sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ em muốn đại ca vì chị em mà thủ tiết cả đời lục minh khánh cảm thấy có chút buồn cười anh ta cũng không phải không có nguyên tắc lạnh giọng cảnh cáo hân hân nể mặt nhã nhược lần này anh thay em gánh lấy nhưng không có lần sau anh sẽ không giúp em nữa đâu lục minh khánh bỏ lại những lời này xoay người đi ra ngoài tần nhã hân gọi anh ta lại anh minh khánh anh chưa từng nặng lời với em như vậy có phải anh đã thật sự yêu Tô Yên kia rồi không? Lục Minh Khánh dừng bước, "Đừng nói lung tung, Tô Yên là người phụ nữ của đại ca. Anh cận phong vì Tô Yên, ngay cả tính mạng cũng không cần, anh ấy sẽ cưới Tô Yên có phải không?" Tần Nhã Hân chưa từ bỏ ý định hỏi, cô ta sẽ không giống với những cô dâu được gả cho anh cận phong kia, chết một cách không rõ lý do đúng không? Ai dám động vào một sợi tóc của Tô Yên, tự gánh lấy hậu quả. Lục Minh Khánh nói, tập đoàn Trịnh Thị và đứa con của Chu Hoàng Long chính là kết cục rõ nhất. Tần Nhã Hân khiếp sợ đứng tại chỗ, Lục Cận Phong thế nhưng lại vì Tô Yên mà làm được đến mức này. Tần Nhã Hân cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Cô ta lo lắng đi tới đi lui hai vòng, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, muốn biết chân của anh vì sao lại bị mất không. Tô Yên từ trong nhà vệ sinh đi ra, ở trong phòng tài liệu tìm tư liệu, có một phần tư liệu quá cao đặt ở trên kệ cao nhất, Tô Yên nhón chân lên cũng còn thiếu chút nữa mới với tới. Tô Yên nhảy lên trên, với tay lấy, đột nhiên tư liệu đều rớt xuống, ngay cả giá đỡ cũng lung lay. Cẩn thận, Lục Minh Khánh tiến lên, nhanh chóng đỡ lấy kệ. Tô Yên, có sao không? Tô Yên bị tư liệu đập vào đầu, cũng không phải rất nghiêm trọng, thấy rõ người tới là Lục Minh Khánh, cảm thấy không ngờ đến. Lục, Lục Nam Thần, sao anh lại ở đây? lục minh khánh không phải ở công ty con sao tôi đến trụ sở chính nhìn một chút lục minh khánh nhặt tư liệu từ dưới đất lên ở trụ sở chính có thích ứng được không rất tốt tô yên nói cảm ơn anh không cần khách sáo đổi lại là nhân viên của công ty khác tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ lục minh khánh biết rõ còn cố hỏi nghe nói thời gian gần đây cô xảy ra tai nạn giao thông cơ thể có khỏe không rất tốt cảm ơn lục nam thần quan tâm trong phòng tài liệu chỉ có hai người họ, Tô Yên cảm thấy có chút không được tự nhiên, ôm tư liệu nói: "Tôi còn có công việc, xin phép ra ngoài trước." "Được." Lục Minh Khánh lại bổ sung thêm một câu: "Đừng cố sức quá, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất." Tô Yên nở nụ cười, "Tôi biết rồi." Trở lại trên ghế ngồi, một anh trai chuyển phát nhanh đang ôm một bó hoa hồng đứng ở cửa hỏi: "Xin hỏi ai là cô Tô Yên?" "Là tôi, Tô Yên rất buồn bực." "Xin chào cô Tô đây là hoa của cô, xin ký nhận. Anh trai chuyển phát nhanh ôm một bó hoa lớn như vậy đi tới, dẫn tới sự chú ý của nhiều đồng nghiệp khác. Có người trêu ghẹo hỏi, Tô Yên, bạn trai tặng à? Cô và Lục Cận Phong đều đã chia tay, từ đâu nhảy ra một bạn trai nữa? Hơn nữa, tình trạng của Lục Cận Phong lúc này còn không biết như thế nào, sao có thể tặng hoa được? Tô Yên hỏi anh trai chuyển phát nhanh, xin hỏi là ai tặng vậy? Là một vị họ Sở tặng sở, sở hướng nam, bên trên hoa tươi còn có tấm thiệp. Tô Yên mở ra nhìn một cái, trên đó viết, em là muôn vàn vì sao của anh, là xương sườn mà anh lỡ tay đánh mất. Thật đúng là buồn nôn. Tô Yên lấy tấm thiệp trả về, ngại quá, xin hãy đem hoa này trở về. Sở hướng nam đúng là chỗ nào cũng thấy mặt, lần trước thì đưa hoa đến bệnh viện, lần này thì tới công ty. Đồng nghiệp đùa giỡn, Tô Yên, là người theo đuổi cô đó, hoa này đẹp như vậy, không lấy thì thật lãng phí, từ bó hoa này cũng có thể nhìn ra đối phương là một người lãng mạn à nha. Anh trai chuyển phát nhanh đau khổ nói, cô Tô, cô hãy nhận đi, hoa này nếu trả về, khách hàng khiếu nại, tôi phải nộp tiền phạt, một ngày đi làm không công, làm không cẩn thận ngay cả công việc cũng không còn. Làm việc bên ngoài như này cũng là vì sống qua ngày, không dễ dàng gì. Tô Yên Trần trừ ký nhận, đồng nghiệp cười nói, Tô Yên, nếu cô không thích thì lấy trang trí văn phòng đi cũng không lãng phí được vậy anh cầm xử lý giúp tôi đi tôi yên trực tiếp đưa hoa cho đồng nghiệp một màn này bị lục minh khánh và tần nhã hân thấy được tần nhã hân cười lạnh trong lòng thật đúng là một người phụ nữ là lơi ong bướm lục minh khánh thật ra không có ý kiến gì ngược lại rất hâm mộ người có thể quang minh chính đại theo đuổi tôi yên kia sở hướng nam gửi hoa đến công ty như vậy ảnh hưởng không tốt tôi yên đi đến ban công gọi điện thoại cho sở hướng nam điện thoại lập tức được kết nối giọng nói vui vẻ của sở hướng nam truyền ra từ trong điện thoại tiểu yên nhận được hoa chưa có thích không sở hướng nam đừng làm những chuyện như vậy nữa anh làm như vậy ngoại trừ càng làm cho tôi có thêm phản cảm không có một chút tác dụng nào tô yên thực sự rất gai mắt tiểu yên anh biết lúc trước đã tổn thương em quá sâu đập bây giờ mỗi ngày anh đều sẽ tặng hoa đến cho đến khi nào em tha thứ cho anh mới thôi Tô Yên thực sự rất đau đầu, cô cảm giác việc mình đang làm hoàn toàn là đàn gảy tai châu. Tùy anh, vừa hay trong văn phòng cũng đang thiếu cái trang trí, lấy để trang trí cũng không tệ. Anh ta thật sự cho rằng cô không dám nhận sao. Tô Yên nói xong lập tức cúp điện thoại, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Tần Nhã Hân. Tô Yên, sao vậy? Nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ của cô, là đang cãi nhau với bạn trai sao? Tần Nhã Hân cười tủm tỉm đi qua, Vừa nãy tôi cũng đã nhìn thấy rồi, một bó hoa lớn như vậy, bạn trai cô thật đúng là một người lãng mạn, khi nào mới có thể chân chính gặp mặt đây. Bình thường Tô Yên và Tần Nhã Hân không có giao lưu gần gũi gì, Tần Nhã Hân đột nhiên lại nhiệt tình như vậy muốn nhìn bạn trai của cô, như thể hai người rất thân quen vậy. Không phải là bạn trai gì cả, Tô Yên cũng không muốn nói nhiều, tôi còn có công việc, đi trước nhé. Được, cô đi đi, trên mặt Tần Nhã Hân mang theo nụ cười chờ Tô Yên quay người rời đi, nụ cười đó rất nhanh bị dập tắt, ánh mắt nhìn Tô Yên lạnh như băng. Chuyện Tô Yên nhận được hoa tươi ở công ty, rất nhanh đã chuyển đến tai Lục Cận Phong. Vẻ mặt Lục Cận Phong âm trầm, vạn nhất, đặt cho tôi một bó hoa lớn mang qua. chương 73, Nguy rồi tự tin quá mức rồi. Bình giấm chua đã đổ. Sở hướng nam này thật đúng là thừa nước đục thả câu. Dĩ nhiên, tâm trạng của Lục Cận Phong cũng không khá hơn chút nào anh lại hỏi, sở hướng nam tặng bao nhiêu đóa hoa hồng. Vạn nhất ngồi uống trà, ngoan ngoãn nói, Emily nói là 99 đóa. Emily chính là tai mắt của lục cận phong sắp xếp vào công ty. Chỉ có 99 đóa, keo kiệt bùn xỉn. Lục cận phong cười khẩy một tiếng, đặt trước 9999 đóa hoa hồng cho tôi. Vạn nhất đang uống trà suýt chút đã phun thẳng ra ngoài, sặc đến ho khan hai tiếng, đại ca, hơn 9.000 đóa, vậy phải dùng xe tải cỡ lớn mang tới đó. Làm sao cô tô có thể đỡ được? Lục Cận Phong cảm thấy cũng có lý bèn nói, vậy thì ít hơn một chút, 999 đoá là được rồi, đặt trước loại hoa hồng tươi nhất. Được thôi. Vạn nhất ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, đại ca, nếu như sở hướng nam lại tặng thêm thì sao? Vậy thì chúng ta cũng tặng theo. Sở hướng nam tặng cái gì thì cứ nhân lên gấp 10 lần cho tôi. Lục Cận Phong cảm thấy trên phương diện theo đuổi con gái, khí thế của anh không thể thua được. Vậy có cần viết chút gì đó cho cô Tô không? Vạn nhất đề nghị, ví dụ như một vài lời tỏ tình mùi mẫn chẳng hạn, có thể xúc tiến tình cảm giữa hai người. Không cần, Yên Yên sẽ hiểu được lòng của tôi. Lục Cận Phong rất đối tự tin. Nhưng mà sự thật chứng minh, anh đã tự tin hơi quá rồi. Tô Yên bận rộn cả ngày, lúc xử lý hết công việc, vừa vội vã muốn tới nhà trẻ đón Hạ Vũ Mặc, đột nhiên lại có shipper tới đưa hoa. Hơn nữa, lần này lại là mấy người mang tới cùng một lúc. Mấy đồng nghiệp không ngừng ngưỡng mộ, đặc biệt là đồng nghiệp nữ. Tô Yên, thật sự ngưỡng mộ. Ở đây có 999 đóa hồng đó, trường tồn dài lâu, thật là lãng mạn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mang tới bó hoa hồng lớn như thế, thật sự rất đẹp. Tô Yên nhìn bó hoa tươi kia, lại càng thêm đau đầu đúng là dai như đĩa đói. Tô Yên trực tiếp quy kết là của sở hướng nam tặng, sau khi ký nhận đã lập tức tặng lại cho các đồng nghiệp, mọi người xử lý đi. Có đồng nghiệp nam cười nói, Tô Yên, tôi xin vài đóa để mượn hoa kính Phật, về tặng cho vợ tôi nha. Cứ lấy đi, Tô Yên hào phóng nói, mọi người ai thích thì cứ lấy đi, đừng khách sáo. Cảm ơn, vậy tôi cũng mượn mấy đóa hoa để tặng cho bạn gái của tôi. Tôi cũng mượn vài đóa nha. Tôi cũng muốn nữa. Cuối cùng, hoa hồng lục cận phong tặng đều được chia lại hết cho đồng nghiệp. Tô Yên đúng giờ tan làm, sau đó đi đón Hạ Vũ Mặc. Lưu Tuyết Lam đưa cho cô một chiếc xe. Nhà xe của nhà họ Lý đều là xe sang, loại xe rẻ nhất cũng là năm, sáu chục ngàn dành cho người làm đi mua thức ăn. Lưu Tuyết Lam bảo cô tùy ý chọn một chiếc, không thích thì có thể mua xe mới. Tô Yên chọn chiếc xe của người làm dùng để mua thức ăn, bởi cô cũng không muốn khoa trương. Lưu Tuyết làm đối xử với cô rất tốt, khiến cô cảm nhận được tình thương của một người mẹ dành cho mình. Lúc Tô Vân vừa mới đủ tuổi thành niên, Tô Đình Nghiêm đã mua cho cô ta một chiếc xe thể thao giá 3 triệu trong buổi tiệc mừng cô ta trưởng thành. Mà tiệc mừng trưởng thành của cô, Tô Vân và Tần Phương Linh lại chúc thuốc, sắp đặt sẵn để cô ngủ với một người đàn ông. Tô Yên ở nhà trẻ đợi Hạ Vũ mặc lại nhớ tới chuyện cũ, trong lòng có chút cảm giác chua sót không nói được nên lời. Nếu như con của cô còn sống, thật sự tốt biết bao. Đang nghĩ ngợi, Tô Yên nhìn thấy Hạ Vũ Mặc nhảy chân sáo chạy về phía cô. "Chị Yên." Hạ Vũ Mặc gọi Lưu Tuyết Lam là bà nội, gọi Lý Văn là cậu, nhưng mà vẫn luôn gọi Tô Yên là chị, làm sao cũng không đổi được. "Tiểu Vũ, hôm nay ở trường học có ngoan ngoãn nghe lời cô giáo không?" Tô Yên nhìn Hạ Vũ Mặc mũm mĩm, trong lòng lại mềm nhũn. Khoảng thời gian ở nhà họ Lý Hạ Vũ mặc được vỗ béo quá tốt, nhìn mắt thường cũng có thể nhìn thấy cậu nhóc mũm mím, tròn trịa hơn rất nhiều. Dáng người trắng nón, khuôn mặt nhỏ đáng yêu lộ ra hai cặp má hồng, nhìn vô cùng đáng yêu. Chị, cô giáo giảng bài dài dòng quá, có rất nhiều chỗ nói sai. Em giơ tay sửa lại chỗ sai cho cô giáo, với trình độ như thế mà dạy người khác, không phải sẽ dạy hư học sinh sao. Hạ Vũ mặc bầy vẻ mặt ghét bỏ. Tô Yên nghe xong lại kinh hồn bạt vía. Hạ Vũ mặc mới lớn có chừng này, lại còn có thể chỉnh lỗi sai của giáo viên. Đến cả chuyện sẽ dạy hư học sinh cũng biết. Trước đó, Tô Yên chỉ cảm thấy Hạ Vũ mặc rất thông minh, nhưng mà bây giờ nhìn lại, đây không phải là loại thông minh bình thường nha. Khả năng học tập của Hạ Vũ mặc rất phi thường, còn chưa tới 5 tuổi đã có thể tự học được kiến thức trung học phổ thông. Đây là một thần đồng tí hon nha. Tiểu Vũ, sau này không được vô lễ như vậy, phải tôn sư trọng đạo. Biết rồi, Hạ Vũ mặc duỗi tay, lộ ra nụ cười giảo hoạt, "Chị, em muốn ôm một cái." Tô Yên, "Tiểu Vũ, bây giờ em nặng lắm đó, tự em không cảm nhận được à?" Hạ Vũ mặc đã sắp 25 kg rồi, mặc dù có hơi mũm mĩm một chút, nhưng lại không làm ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc. Nhìn cậu nhóc bây giờ lại càng đáng yêu và đẹp trai hơn nữa. "Chị, muốn ôm một cái mà." Hạ Vũ mặc làm đúng, trên người chỉ có mùi hương rất dễ chịu thơm lắm mềm lắm ngừng tô yên ôm lấy hạ vũ mặc dở khóc dở cười còn đùa thế nữa lần sau sẽ không ôm hạ vũ mặc ôm cái cổ của tô yên hài lòng nói chị tối nay muốn ngủ với chị không được tô yên từ chối hạ vũ mặc lúc ngủ rất quấy chị em sợ buổi tối hạ vũ mặc bĩu môi cậu muốn trả thù em em không đi chọc ghẹo cậu em thêm là mừng lắm rồi bây giờ lý văn đều rất sợ hạ vũ mặc Tô Yên tò mò hỏi, em với cậu em đã thỏa thuận chuyện gì rồi? Đây là bí mật của đàn ông." Hạ Vũ Mặc cười khi khi nói, "Nhưng mà tối nay em có thể nói cho chị biết." "Đây là thủ đoạn bịp bợm để ra điều kiện ngủ chung." Tô Yên thực sự là dở khóc dở cười. "Tối nay phải ngủ ngoan, không được quấy." "Vâng ạ." À, Hạ Vũ Mặc cười trộm. "Không nghe tin tức gì của Lục Cận Phong chính là loại tin tức tốt nhất." Lại có thêm Hạ Vũ Mặc bên cạnh tâm tình của Tô Yên cũng khá hơn một chút. Buổi tối, cô gọi điện thoại cho Vạn Nhất. Biết được tin Lục Cận Phong đã qua giai đoạn nguy hiểm, tảng đá đè nặng trong lòng cô mới được thả xuống. Mỗi ngày Tô Yên đều đi làm rất đúng giờ, sở hướng Nam và Lục Cận Phong lại rất đúng hẹn mà mỗi ngày đều tặng hoa cho cô. Một trước một sau như thế. Sở hướng Nam tặng hoa bách hợp, Lục Cận Phong sẽ tặng một bó bách hợp to hơn. Ngày nào cũng đều nhận được nhiều hoa tươi như vậy, cả văn phòng đều không chứa nổi nữa. Cuối cùng, Tô yên chỉ đành nghĩ tới biện pháp là sau khi tan ca sẽ ra ngoài bán lại mấy bó hoa này với giá khuyến mãi. Một đồng một đóa, rất nhanh sau đó đã hết sạch. Đây cũng là một khoản thu nhập thêm. Cũng không tệ lắm. Sở hướng nam biết được hoa mình tặng đều bị Tô yên mang đi bán, mặt đen như đít nồi, chiêu tặng hoa này xem như không xài được rồi. Chuyện Tô yên bán lại hoa cũng chuyển tới tai lục cận phong, Người bên đây lại mỉm cười nói, người phụ nữ này đúng là một kẻ hám tài. Tô Yên là người đầu tiên dám mang hoa anh tặng đi bán. Lúc Vạn Nhất biết được chuyện, cũng đã rất kinh ngạc. Một đóa hoa trị giá mấy vạn lại cứ thế mà bị Tô Yên bán sạch. Vạn Nhất phục thật sự. Đại ca, nói không chừng cô Tô còn đang giận anh đó. Lục Cận Phong trầm tư nói, cũng có thể là thế, tìm cho tôi một cái bệnh viện. Đại ca, chúng ta phải về Đế Đô cũng nên về rồi, Lục Cận Phong nói, còn không quay lại sẽ càng khó nói rõ mọi chuyện với Tô Yên. Được, vậy em đi hỏi Sa Thành Nghị một chút. Sa Thành Nghị là người phụ trách bệnh tình của Lục Cận Phong, anh có thể rời đi được hay không thì phải hỏi qua ý kiến của anh ta mới được. Vạn Nhất vẫn rất lo lắng, vậy mà Sa Thành Nghị thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói đã có thể rời đi từ lâu rồi. Vậy sao cậu không nói nói sớm? Cậu cũng đâu có hỏi sa thành nghị ném cho vạn nhất một cái liếc mắt từ băng ghế đứng lên nói cậu nói với lục cận phong bảo anh ta kiềm chế một chút còn chưa qua bao lâu đã bị tai nạn xe đến hai lần lần sau cũng không có may mắn vậy nữa đâu biết rồi biết rồi lắm lời quá cậu quan tâm anh ấy vậy sao không tự mình đi nói đi sa thành nghị hừ một tiếng ai quan tâm anh ta cậu đi nhanh đi đừng làm phiền đến tôi làm thí nghiệm Vạn nhất nhìn thấy Sa Thành Nghị bận biểu cũng không có phí lời nữa, anh ta đi tới cửa phòng thí nghiệm đã thấy Hạ Phi, mỉm cười chào, Hạ Phi. Hạ Phi mặt không cảm xúc nói, đại ca Lục phải đi. chương 74, Tô Vân lại bắt đầu dở trò rồi. Vết thương của đại ca đã tịnh dưỡng gần khỏe hẳn rồi, phải đi. Vạn nhất vỗ vào bờ vai nhỏ của Hạ Phi, hy vọng lần sau lúc chúng tôi tới, có thể nhìn thấy nhóc vượt qua kỷ lục của đại ca ở trên đảo yên tâm đi, không thành vấn đề. Hạ Phi vô cùng tự tin nói. Còn không bao lâu nữa, tôi nhất định sẽ phá vỡ được kỷ lục của đại ca lục. Có muốn tới thăm đại ca không? Vạn Nhất nói. Lần này chúng tôi đi, không biết lần sau gặp lại là vào lúc nào đâu. Không đi đâu, Hạ Phi nói. Tôi còn phải đi luyện tập. Nói xong, Hạ Phi xoay người đi tới phòng huấn luyện. Lục cận phòng đã rất nôn nóng muốn rời khỏi đảo, quay trở về đế đô. Thu dọn xong xuôi. Xế chiều hôm đó anh đã lập tức xuất phát. Ngoài miệng thì nói không gặp Lục Cận Phong, nhưng mà lúc anh đi thì Hạ Phi vẫn chạy tới. Cậu bé đứng ở bên bờ, nhìn thuyền chở Lục Cận Phong rời xa, trong lòng lại vẫn cảm thấy luyến tiếc không thôi. "Hạ Phi, sao thế, lưu luyến rồi à?" Chẳng biết từ lúc nào, Sa Thành Nghị đã đứng phía sau Hạ Phi lên tiếng hỏi. "Thầy Sa?" Hạ Phi ngẩng đầu nhìn Sa Thành Nghị trong khoảng thời gian đại ca lục dưỡng thương ở trên đảo đều là do nhóc chăm sóc có phát sinh cảm tình cũng là chuyện bình thường sa thành nghị lại nói nhóc không cha không mẹ lại sùng bái đại ca lục coi anh ta làm gương mà noi theo trong lòng cũng đã vô thức xem anh ta là cha rồi thầy sa tôi không có hạ phi phủ nhận cậu bé sẽ không để cho người khác nhìn thấu được suy nghĩ của mình sa thành nghị cười nói đừng quên tôi chính là thầy của nhóc đó môn tâm lý học này cũng đã có nghiên cứu qua rồi Thầy Sa, Hạ Phi bĩu môi nói, tôi chưa từng nhìn thấy cha mẹ mình, không biết bọn họ có dáng vẻ ra sao. Đại ca Lục nói sẽ giúp tôi đi tìm cha mẹ. Sa thành nghị hỏi, vậy nhóc muốn tìm thấy bọn họ không? Không biết, Hạ Phi lắc đầu. Cậu bé thật sự không biết, nhưng mà nhìn Lục Cận Phong rời đi, quả thật cậu cảm thấy có chút mất mát. Khoảng thời gian này là giai đoạn huấn luyện, Lục Cận Phong sẽ đi hướng dẫn, giống như một người thầy cũng giống một người cha cảm giác này khác hẳn lúc cậu được ông Tiết và Sa Thành Nghị dạy. Sa Thành Nghị nhìn con thuyền trở Lục Cận Phong, khẽ nói một câu, nhóc với Lục Cận Phong quả thật có rất nhiều điểm giống nhau, tựa như cha con vậy. Hôm nay, tôi yên cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Sở hướng Nam không có tặng hoa tới nữa. Mấy ngày nay thông qua chuyện bán hoa, cô cũng kiếm được tầm 10 ngàn, còn dự định tối nay sẽ mời An Hinh và Hạ Vũ mặc ăn một bữa no nê, Chuyện phẫu thuật của Tô Duy đã sắp xếp xong xuôi rồi, cũng là vào ngày mai, đây cũng là một tin tốt. Người có chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái, lúc Tô Yên thu dọn đồ đạc để tan sở cũng ngoác môi cười tủm tìm. Vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy một người quen, tâm trạng đang vui vẻ của cô bỗng chốc biến mất. Tô Vân đã đứng ở cửa công ty chờ một lúc lâu. Sau khi biết chuyện sở hướng nam ngày ngày đều tặng hoa cho Tô Yên, Tô Vân đã suýt chút kìm không được cơn tức giận chồng của mình đi tặng hoa cho người phụ nữ khác, Tô Vân không thể điên tiết sao. Vừa nhìn thấy Tô Yên, Tô Vân chỉ hận không thể đi tới xé xác người kia ra. Chị, nhận hoa của chồng người khác tặng có cảm giác gì vậy? Giọng điệu của Tô Vân quái gở, rõ ràng là đang rất tức giận nhưng vẫn cố nén. Vô cùng thoải mái, Tô Yên cũng cố ý khiêu khích Tô Vân, mỗi ngày đều tặng một bó hoa lớn như vậy, tâm trạng thật sự không tệ. Đúng rồi, sở hướng nam đã tặng hoa cho cô chưa hai ngày nữa là lễ tình nhân rồi nhớ nhắc nhở anh ta đó tô vân nghiến răng nghiến lợi tô yên chị không thể buông tha cho sở hướng nam sao anh ấy đã là chồng tôi rồi chị còn quấn lấy anh ấy làm cái gì chứ tô vân thật sự là hết cách rồi sở hướng nam không nghe lời cô ta bản thân cô ta cũng không thể ngăn cản được chỉ có thể tìm tới tô yên lúc trước cô bày mưu hãm hại tôi để gả cho anh ta đó phải nên nghĩ tới ngày hôm nay. Tô Yên cười lạnh, lúc cô đối phó tôi, bày mưu hãm hại tôi hết lần này tới lần khác thì sao? Một tên sở hướng nam, cô cũng không cầm trụ nổi rồi à? Thật ra, Tô Yên hy vọng Tô Vân có thể quản lý sở hướng nam cho tốt, bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Đầu óc của anh ấy đều ở chỗ của chị, tôi có thể làm gì chứ? Bây giờ chị là con gái nuôi của Lý Mục Sinh, sở hướng nam theo đuổi chị thì có thể mang tới lợi ích cho anh ấy, sẽ không dễ dàng buông tay đâu." Giọng nói của Tô Vân lộ vẻ bất lực, như thể sắp khóc tới nơi rồi, "Tôi cầu xin chị, nhường Sở Hướng Nam lại cho tôi đi. Chị cũng có bạn trai rồi, nên buông tha cho anh ấy đi." Tô Yên nghe được vẻ bất lực trong giọng nói của Tô Vân. Cô ta thật sự hết cách với tên Sở Hướng Nam mặt dày đó rồi. "Tô Vân, 5 năm trước, người đàn ông mà hai mẹ con cô đã sắp đặt đó là ai?" lần đầu tiên tô yên mở miệng hỏi tô vân đứa bé năm đó thật sự đã chết rồi sao chỉ cần cô nói thật tôi sẽ xem xét buông tha cho sở hướng nam tô yên không tin tưởng được tô đình nghiêm tần phương linh cũng đã mấy lần lấy đứa bé đó ra uy hiếp cô có thể đứa bé không có trong tay của bà ta nhưng không hẳn đã chết người đàn ông kia anh ta anh ta tô vân nhất thời không trả lời được năm đó cô ta hãm hại tô yên nhưng mà đều đã qua lâu như vậy rồi người đàn ông năm đó cô ta cũng không có giữ liên lạc nữa sao thế ấn đường tôi yên thoáng nhíu lại nói thật với chị đã qua lâu vậy rồi tôi cũng không biết làm thế nào để liên lạc với người kia lúc đó chỉ là tìm đại một người thôi tô vân nói còn chuyện đứa bé con của chị đó là do cha xử lý tôi không rõ nhưng mà mẹ tôi nói đứa bé đó còn sống thật sự còn sống trong lòng Tô Yên có chút kích động. Có thể là ở chung với Mạc Hạ Vũ đã lâu rồi, bản năng làm mẹ từ sâu trong lòng của cô trỗi dậy. Gần đây cô rất muốn lại đứa bé đó. "Tôi gạt chị làm gì, nhưng mà tôi cũng không biết đứa bé đó ở đâu." Tô Vân nói, dù sao thì vẫn là còn sống, nếu không thì ở bữa tiệc nhận thân đó, chúng tôi đã không tìm người giả danh rồi. Lời nói của Tô Vân và Tô Đình Nghiêm không giống nhau, cho dù ai là nói thật. Ai là nói dối thì cô cũng đều muốn Nick thân đi xác nhận. Tô Vân quan sát vẻ mặt của Tô Yên, lòng lại nghĩ ra một kế, nói có thể là đã bị người đàn ông năm đó mang đi không chừng. Tô Yên, chỉ cần chị trả sở hướng nam lại cho tôi, tôi có thể giúp chị đi tìm lại đứa bé. Tí nữa quay về tôi sẽ đi tìm người đàn ông kia, có lẽ có thể liên lạc được. Được, Tô Yên quá muốn đứa bé đó rồi. Buổi tối, Tô Yên có hẹn với An Hinh cô đi đón Hạ Vũ Mặc, đi thẳng tới nhà hàng. An Hinh vừa nghe được Tô Yên muốn mời mình ăn cơm, lập tức rất hào hứng. Tô Yên, một người 800 năm không hề mời người khác ăn như cậu, hôm nay phát tài rồi hả? An Hinh nhìn thấy Hạ Vũ Mặc, cặp mắt lại lóe sáng quao, wow, tiểu vũ, sao nhìn con lại tròn trịa như thế này? Đáng yêu quá đi mất, nào, để gì nựng mặt con một chút coi. Không được, Hạ Vũ Mặc lại trốn về phía Tô Yên, vểnh môi mà kiêu ngạo nói, chỉ có vợ tương lai của con mới có thể nựng mặt con thôi. Úi cha, còn nhỏ vậy đã muốn tìm vợ rồi. An hình trêu Tô yên, sau này cậu hưởng phước rồi, tiểu vũ sẽ rước về 18 cô con dâu để hầu hạ cậu. Hạ vũ mặc ôm Tô yên nói, sau này con sẽ để chị yên làm vợ của con. An hình sửng sốt, cười nghiêng cười ngả, chờ con lớn lên, chị yên của con đều già cả rồi. Tô yên, cậu là đang nuôi một ông chồng tí hon đó biết không? Tô Yên chừng mắt nhìn An Hinh, nói tiểu vũ ồn ào thì thôi đi, cậu cũng hùa với nó nói nhảm. Mau chóng gọi món đi, lần này dùng khoản tiền phi nghĩa cũng lấp không nổi cái miệng của cậu. Dùng khoản tiền phi nghĩa gì cơ? An Hinh thuận miệng hỏi. Tô Yên kể lại chuyện mình mang hoa đi bán, người ở đây lại ôm bụng cười nắc nẻ, chiều này thâm quá, mà cái tên sở hướng nam này cũng mặt dày thật, phải nên làm như thế. Bữa ăn hôm nay là dùng khoản tiền của sở hướng nam mời, vậy mình phải ăn thật thả ga. An Hinh thật sự không hề khách khí, chọn không ít món ăn. Hạ Vũ mặc cũng tự gọi món mình thích. Ba người thỏa sức mà ăn, lúc ăn xong cũng đã gần 9 giờ rồi. Tô Vân gọi điện thoại tới nói chị, tôi đã liên lạc được với người đàn ông kia rồi. Tôi đã hẹn anh ta tới, 10 giờ tối gặp ở đầu đường chỗ rừng cây đước. chương 75, bẫy trong bẫy. Tô Vân gọi điện thoại tới khiến tôi yên bỗng cảm thấy phấn chấn. Được, tôi lập tức tới. Tô Yên vô cùng kích động, lại cảm thấy rất phức tạp. Chỉ cần tìm được người đàn ông kia, nói không chừng có thể tìm được đứa bé. Nhưng tưởng tượng tới lúc đối mặt với người đàn ông kia, Tô Yên lại cảm thấy muốn thoái lui. Chuyện 5 năm trước là vết hằn mà cô đã che giấu ở sâu trong đáy lòng. Người đàn ông đó đã cường bạo cô. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng vết sẹo trong lòng đó vẫn chưa nguôi ngoai được. Tô Yên, làm sao thế, ai gọi vậy? An Hinh nhìn thấy sắc mặt người kia không được tốt lắm, có chút lo lắng hỏi tới. Tô Vân, Tô Yên nói, cô ta nói đã tìm thấy được người đàn ông 5 năm trước, hẹn gặp nhau ở chỗ rừng cây đước. Mình phải tới đó một chuyến. An Hinh vừa nghe đã lập tức nghiêm túc trở lại, dưới tình hình cấp bách đó lại thốt lên, Tô Yên, cậu đi gặp cái tên khốn đã cưỡng hiếp đó làm cái gì? Cậu ngốc hả, hơn nửa còn hẹn gặp nửa đêm, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao tô vân làm sao có thể có lòng tốt như thế chứ mình tự biết chừng mực cậu đưa tiểu vũ về nhà họ lý trước giúp mình nhé tô yên quay sang nói với hạ vũ mặc tiểu vũ em đi về cùng với dị an hinh nhé chị sẽ nhanh chóng quay về vâng ạ à, hạ vũ mặc vô cùng ngoan ngoãn mà đáp tô yên có chút bất ngờ dựa theo phong cách của hạ vũ mặc cậu bé sẽ không thể nào ngoan ngoãn nghe lời dễ dàng như thế đã sắp tới giờ hẹn rồi tôi yên phải nhanh chóng tới rừng cây đước cô dặn dò xong xuôi cũng lập tức chạy đi an hinh còn muốn cản lại hạ vũ mặc đã kéo tay của cô ấy lắc đầu một cái an hinh không hiểu cậu bé có ý gì đợi sau khi tôi yên rời đi rồi hạ vũ mặc mới nhanh chóng nhảy xuống ghế nói dì an hinh cho con mượn điện thoại của dì một chút con lấy điện thoại làm cái gì an hinh ngoài miệng hỏi nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho hạ vũ mặc chị Yên phải đi gặp mặt người xấu, dĩ nhiên là gọi viện binh rồi. Hạ vũ mặc liếc mắt nhìn An Hinh, trong ánh mắt kia chứa rõ sự rẻ biểu. Cậu bé không hiểu cưỡng hiếp là gì, cậu chỉ biết là chị Yên của mình sắp gặp nguy hiểm rồi. An Hinh đen mặt, cô ấy lại bị hạ vũ mặc khi dễ chỉ số thông minh của mình. Một thằng nhóc như con thì có thể gọi viện binh gì được. Tiểu vũ, con nên đưa điện thoại lại cho dì đi. Dì gọi cho mấy người bạn, an hình sốt ruột không thôi người tôi yên đi gặp chính là người đàn ông năm năm trước nghe theo lời nói của người phụ nữ có lòng dạ hiểm độc như tô vân tôi yên nhất định sẽ chịu thiệt thòi an hình còn chưa nói xong đầu dây mà hạ vũ mặc gọi tới đã kết nối được rồi cậu dắt theo vài người tới rừng cây đước ở rừng cây đước nơi này có hơi vắng vẻ rất tĩnh mịch thỉnh thoảng mới có vài người đi đường chạy ngang lúc tôi yên tới nơi cũng không thấy tô vân đâu cả sau khi nhìn quanh bốn phía, Tô Yên mới gọi điện thoại cho người kia. Cách đó không xa, Tô Vân đang ngồi trong một chiếc xe Ferrari màu vàng nhận điện thoại của Tô Yên. Từ chỗ này nhìn qua, cô ta có thể nhìn thấy rõ chỗ mà Tô Yên đang đứng bên kia. "Chị, chị đợi một lát đi, chúng tôi lập tức tới đây." Nói xong, Tô Vân cúp máy, khóe môi thoáng nở một nụ cười thỏa mãn vì thực hiện được ý đồ của mình. Tô Vân lấy ra 50.000 từ trong túi sách đưa cho người đàn ông bên cạnh, đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công sẽ thanh toán số còn lại, tôi muốn video thật rõ nét. Không thành vấn đề, người đàn ông lưu manh đó cầm lấy số tiền kiểm tra thật giả, lại cười nói, cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác, yên tâm đi, tôi xin cam đoan sẽ làm mọi chuyện thật đẹp đẽ. Người này chính là người đàn ông mà 5 năm trước Tô Vân đã tìm cho Tô Yên, tên là Trần Hạo, một tên lưu manh quen thói chơi bời lưu lỏng vừa khéo gần đây lại thiếu tiền, không ngờ Tô Vân lại tìm tới. Làm một lần là 10 vạn, chuyện tốt như vậy có ngu mới không đồng ý. Trần Hạo nhìn thấy Tô Yên đứng cách đó không xa, anh ta lại cảm thấy tiếc vì năm đó không chiếm được cô. Anh ta cũng không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề mà Tô Vân lại cho mình tiền, gọi anh ta làm phi vụ tốt như này nữa. Cầm được tiền rồi, dĩ nhiên Trần Hạo sẽ không nói ra chân tướng sự việc. Đã qua hơn 5 năm người kia lại tìm tới anh ta nhờ giúp đỡ, lại còn trả thêm tiền. Anh ta lại gặp may rồi. Trần Hạo cười híp mắt, cất tiền xong xuôi lại xoa xoa đôi bàn tay, thô tục đi về phía Tô Yên. Tô Vân ngồi trong xe, nở nụ cười đắc ý vì thực hiện được ý đồ. Tô Yên, chị lại dám tranh giành đàn ông với tôi, tôi sẽ cho chị nếm trải lại mùi vị đau khổ của 5 năm trước. Tô Yên bên này ngó nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân, cô cẩn thận đề cao cảnh giác. Cô Tô, đã lâu không gặp. Trần Hạo đút hai tay vào túi quần, mỉm cười tùm tìm đánh giá Tô Yên, bên trong đôi mắt kia hiện ra rõ sự thô tục, mấy năm không gặp, cô Tô trổ mã lại càng thêm quyến rũ. Tô Yên quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt, những đoạn ký ức 5 năm, năm trước không ngừng tuôn ra ồ ạt trong đầu. Là anh, Tô Yên không có thấy rõ được mặt mũi của người đàn ông kia ra sao, nhưng khuôn miệng cùng vóc người của người đàn ông này khiến cô có chút quen thuộc. "Là tôi, Trần Hạo vuốt cằm, cười nói, tôi nghe nói cô đang tìm tôi, không ngờ cô Tô lại nhớ tôi ra giết không quên tới vậy. Thực ra, tôi cũng rất nhớ cơ thể của cô." Trần Hạo ghé sát vào Tô Yên, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô lại càng khiến cõi lòng anh ta biến đổi. Thật khiến anh ta nôn nóng muốn thực hiện luôn ý định của mình ngay bây giờ. Trần Hạo bổ nhào về phía Tô Yên, ôm lấy cô, cô tô, đêm xuân đáng giá. Ngàn vàng, đoạn sau còn chưa nói hết, Trần Hảo đã kinh hãi không nói được nên lời, chỉ vì cảm nhận được trên eo của mình có một con dao lạnh lẽo đang chặn ngang. Tô Yên cười lạnh một tiếng, mấy người vẫn nghĩ tôi còn ngu xuẩn giống như năm đó, sẽ rơi vào bẫy của mấy người sao. Nói, đứa bé kia rốt cuộc ở đâu, có ở trong tay của anh không? Đứa, đứa bé. Trần Hạo vốn dĩ không có đụng chạm gì tới Tô Yên, anh ta làm sao biết Tô Yên mang thai đứa bé của ai chứ? Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Con dao trong tay Tô Yên di chuyển xuống dưới, dừng lại chỗ hạ bộ của người kia, lạnh lùng uy hiếp, tay của tôi bị rung, nếu như có làm bị thương, vậy cũng xin lỗi. Bà cô của tôi ơi, đừng đừng đừng, xin cô cầm cho chắc. Đã thương chỗ đó, thật sự không phải là chuyện đùa đâu. Trần Hạo sợ đến rung giọng thuận miệng nói bậy, đứa bé kia, tôi vứt vào viện trẻ mồ côi rồi. Đứa bé kia thật sự còn sống, ở viện mồ côi nào, nói mau, Tô Yên có hơi kích động, biết được đứa bé kia là con của tên bị ổi trước mặt mình nhưng cô cũng không thấy chán ghét, trong đầu chỉ muốn tìm lại đứa bé đó. Tôi nhất thời không nhớ được, Trần Hạo nhanh chóng động não, vô cùng giảo hoạt mà nói, cô Tô à, cô cất dao lại đã, để tôi suy nghĩ cẩn thận. Được, Tô Yên thoải mái đồng ý, thật sự cất dao đi. Trần Hạo rất ngạc nhiên, nhưng vì bị sắc đẹp làm mờ mắt, anh ta cũng không nghĩ gì nhiều. Nơi này hẻo lánh như vậy, bên cạnh còn có một rừng cây nhỏ. Hành sự ở đây, anh ta cũng không tin Tô Yên có thể làm được gì. Dục vọng tráng lại lá gan. Trần Hạo đưa ánh mắt dò xét nhìn Tô Yên một dọc, dáng người đẩy đà đường cong rõ nét, quyến rũ đến lòng cảm thấy ngứa ngáy. Gió đêm thổi mạnh, hương thơm đặc biệt của phụ nữ từ cơ thể Tô Yên bay vào trong mũi của Trần Hạo, anh ta không nhịn được nữa, muốn kéo người kia vào trong rừng cây. Nhưng anh ta chỉ vừa ra tay, Tô Yên đã bỗng nghiêng người tránh né, đạp một cước lên người của anh ta. Á, à, Trần Hảo hét một tiếng thê thảm, vẫn còn chưa kêu xong đã thấy hai người đàn ông từ sau xe của Tô Yên lao ra bịt miệng anh ta lại, sau đó nhanh chóng lôi lên xe. Tô Yên cũng leo lên xe, chiếc xe lập tức chạy vào sâu trong rừng cây. Tô Vân ở cách đó không xa nhìn không thấy rõ lắm chỉ đại khái nhìn thấy được Tô Yên đã lái xe vào trong rừng cây nhỏ kia. chương 76, Tô Yên đưa Tô Vân vào cục cảnh sát. Tô Yên biến mất ngay trong tầm mắt, Tô Vân cảm thấy có gì đó không đúng, xuống xe chuẩn bị xem xét. Tô Vân vừa xuống xe, có hai người đàn ông xông ra từ sau lưng, một người bịt miệng cô ta lại, một tay bắt lấy chân cô ta, cách thức giống y như bắt Trần Hảo lúc nãy. Hai người khiêng Tô Vân lên, mau chóng đi sâu vào trong rừng đầm lầy. Ở bên kia, Tô Yên ở trong một chiếc xe rừng bên trong khu rừng, Trần Hạo bị đạp một cái rơi xuống xe, sau đó lại bị người mà Tô Yên dẫn đến mau chóng trói lên cây. Bốn phía không có người, cho dù Trần Hạo có gào đến rách cổ hỏng cũng không có ai nghe thấy. Tô Yên ung dung xuống xe, cô không thể không cảm ơn Tô Vân đã tìm được một nơi tốt như thế này. Trần Hạo nhìn hai người đàn ông một trái một phải bên cạnh Tô Yên, cậu ta bị dáng điệu này dọa cho sợ hãi, cô Tô, tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi. Tô Yên lạnh lùng nhếch khóe môi, đi đến trước mặt Trần Hảo, rút tiền mặt từ trong túi cậu ta ra, cười khẩy nói, 5 ngàn tệ, Tô Vân đưa à? Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Cô Tô, tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi, huống chi tôi cũng không đâu có làm gì được cô đâu, cô rộng lượng tha cho tôi đi. Trần Hạo cầu xin một cách cợt nhả. Anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho người đã từng xâm hại tôi vào 5 năm, năm trước sao? Ánh mắt Tô Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hạo, trong mắt tràn đầy thù hận, bây giờ tôi hận không thể dùng một dao giết chết anh, anh thật sự nghĩ rằng tôi để Tô Vân tìm anh là vì muốn tìm đứa nhỏ đó sao? Trần Hạo phản ứng kịp, ánh mắt nhìn Tô Yên tràn đầy hoảng sợ, cô là vì trả thù. "Ha, à, ánh mắt của Tô Yên sắc bén nhìn Trần Hạo, Tô Vân chủ động tìm ra anh, tôi sẽ không cần tốn nhiều công sức nữa, vậy thì cớ sao mà không làm? Anh có biết năm đó sau khi tôi tỉnh dậy, Việc mà tôi muốn làm nhất là gì không? Tô Yên không để tâm mà nghịch cây dao trong tay, khi nhận được điện thoại của Tô Vân, hận thù 5 năm trước cũng bị moi ra lại. Cô gọi điện thoại cho Lý Mục Sinh để mượn bốn người, tối nay cô sẽ tự đòi lại công bằng cho bản thân mình. Cô Tô, tha mạng, cầu xin cô hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi không cần tiền nữa, đây đều là do em gái cô muốn hại cô, không liên quan đến tôi. Trần Hạo giấy ruộng nhưng hai tay hai chân của cậu ta đều đã bị trói lại vốn dĩ không thể dẫy ra được. Trần Hạo ân hận vì chuyện đã làm trước kia, cậu ta đã bị tiền che mờ mắt nên mới đồng ý với Tô Vân làm ra chuyện đó. Trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo, hôm nay cậu ta nằm trong tay Tô Yên, muốn thoát khỏi đây là chuyện vô cùng khó khăn. Tha cho anh, để anh lại đi giúp Tô Vân hại người à? Tô Yên nắm lấy cằm Trần Hạo, trong mắt lóe qua ý muốn giết người. Bây giờ tôi thấy anh. Trong lòng đã cảm thấy buồn nôn, là anh đã giúp Tô Vân hãm hại tôi, anh là đồng lõa, bây giờ tôi còn muốn giết anh nữa kìa. Dưới ánh trăng, con dao trong tay Tô Yên phát ra ánh sáng sắc lạnh. Trần Hạo bị dọa đến suýt nữa đã tè ra quần, "Cô Tô, cô bình tĩnh chút đi, năm đó tôi vốn dĩ không hề chạm vào cô, tôi gạt Tô Vân thôi." Thật không biết xấu hổ, dám làm mà không dám nhận. Tô Yên phẫn nộ nói, "Lúc nãy chính miệng anh thừa nhận, anh cảm thấy tôi sẽ tin anh nữa sao?" những gì tôi nói là thật. Trần Hạo gấp gáp giải thích, năm đó tôi đã nhận tiền, nhưng khi tôi vào phòng, bên trong lại không hề có người nào, tôi thật sự không chạm vào cô. Nếu tôi có nói nửa câu giả dối, tôi sẽ là cháu của cô. Năm đó, tôi yên bị Tô Vân bỏ thuốc, Trần Hạo vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi. Lúc đó, cậu ta đúng là rất thèm muốn sắc đẹp của Tô Yên, vẫn luôn đợi Tô Yên rơi vào bẫy, được đưa về phòng. Khi Trần Hạo nhận được tin nhắn của Tô Vân bảo cậu ta đến phòng 806, trong phòng vốn dĩ không có người nào. Sau đó cậu ta mới biết, bảng số phòng bị ngược nên cậu ta đi nhầm vào phòng 809. Số 9 biến thành số 6, đây cũng đâu phải là chuyện cậu ta có thể lường trước. Đã nhận tiền nhưng không làm được việc, năm đó Trần Hạo vốn định nói cho Tô Vân nghe, nhưng Tô Vân lại gọi điện thoại nói chuyện đã thành công, còn gửi luôn số tiền còn lại cho cậu ta nên sau đó cậu ta cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Những gì Trần Hạo nói không giống như đang nói xạo, nhưng năm đó Tô Yên đã thật sự bị xâm phạm. Tô Yên không tin, chỉ cho rằng Trần Hạo đang nói dối để phủi bỏ trách nhiệm. Tô Yên buông Trần Hạo ra, muốn tôi tha cho anh, cũng không phải là không thể. Thật sao, mặt Trần Hạo tỏ vẻ vui mừng, cô Tô, cô thật là người đẹp có tấm lòng lương thiện, vậy cô mau cởi trói cho tôi đi. Đừng gấp, Tô Yên nói, có thể thả anh, nhưng tôi có điều kiện, chỉ cần anh khai báo rõ không sót một chữ chuyện năm đó Tô Yên gài bẫy hãm hại tôi, và việc mua chuộc anh như thế nào, tôi sẽ buông tha cho anh. Trần Hạo cảnh giác, bất lực nói, cô Tô, năm đó tôi thật sự không chạm vào cô. Nếu thật sự khai ra, vậy cậu ta phải ngồi tù sao? Tôi và Tô Vân luôn bất hòa với nhau, cô ta năm lần bảy lượt muốn hãm hại tôi, lần này tôi cũng chỉ là trả đũa mà thôi, chỉ cần anh chỉ ra và xác nhận Tô Yên, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Không phải anh nói anh không có làm sao, vậy thì sẽ không cấu thành tội danh, anh sợ gì chứ? Trần Hạo không xâm phạm, nhưng là xâm phạm không thành, cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trần Hạo là một tên côn đồ sống lang thang, làm sao hiểu rõ luật pháp? Cậu ta cho rằng mình không làm, dù sao cũng là do Tô Vân sai khiến, chỉ cần đẩy hết trách nhiệm cho Tô Vân thì cậu ta sẽ không sao nữa trần hạo lập tức đồng ý được 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 tôi sẽ nói cô tô cô nói lời phải giữ lời đấy chuyện này thật sự không liên quan đến tôi lấy bút ghi âm ra ghi âm lại lời anh ta nói tô yên căn dặn hai người cô dẫn đến bút ghi âm đã được chuẩn bị từ lâu rồi vì để giữ lại tính mạng trần hạo cũng chỉ đành khai rõ hết chuyện năm đó nhưng trần hạo vẫn luôn nhấn mạnh bản thân mình không hề xâm phạm tô yên chuyện bỏ thuốc là do tô vân làm không liên quan gì đến cậu ta. Tô Yên đứng ở một bên nghe, lại trải qua nỗi đau 5 năm trước lần nữa. Nỗi đau đêm đó vẫn còn động trong tâm trí cô, chỉ cần nghĩ đến, sự phẫn nộ và nỗi đau khổ sẽ giống như thủy triều dâng lên, nhấn chìm cả người cô. Sự bất lực và do dự của đêm đó đều là do Tô Vân và người đàn ông trước mặt mang đến cho cô. Sự thù hận khiến cả người cô run rẩy, khiến lòng bàn tay cô lạnh ngắt. Sau khi ghi âm xong, Tô Yên mở mắt ra, trong mắt vô cùng lạnh lẽo. Rốt cuộc đứa nhỏ kia đã ném vào trại mồ côi nào? Cô Tô, tôi thật sự không biết đứa nhỏ nào cả, lúc nãy tôi không nghĩ mà nói bậy bạ thôi. Trần Hạo sắp khóc rồi, cậu ta thật là mồm thối, dẫn họa vào người. Tô Yên thấy Trần Hạo không thừa nhận, mở miệng là nói dối, sắc mặt của cô trầm xuống, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tôi thật sự không biết, làm sao tôi biết cô đã mang thai đứa con của ai chứ, tôi thật là oan ức mà, không ăn được thịt, còn dây họa lên người. Trần Hạo vội vàng giải thích, tôi không biết đứa nhỏ đó ở đâu, cô Tô, cô tha cho tôi đi. Vệ sĩ hỏi, cô Tô, xử lý người đàn ông này thế nào? Phế bỏ, sau đó đưa anh ta vào cục cảnh sát cùng với Tô Vân. Tô Yên đâm cây dao trong tay lên thân cây bên cạnh, lần này, cô sẽ không mềm lòng nữa. Nếu đã không hỏi ra được, vậy thì không cần nhiều lời nữa. Mặc kệ người đàn ông này nói thật hay nói dối, lúc nãy nếu cô không dẫn theo người tới, vậy thì tối nay cô đã gặp nguy hiểm rồi. Đàn ông kiểu này, để lại chỉ là tai họa mà thôi. Nếu đã muốn gây án, vậy thì cô sẽ phế bỏ công cụ gây án. Sao đâm vào thân cây phát ra tiếng lạch cạch, khiến Trần Hạo bị dọa đến chân cũng mềm nhũn. cô tô, cô không thể qua cầu rút ván như vậy, lúc nãy cô đã đồng ý là sẽ tha cho tôi mà. Năm đó tôi thật sự không có xâm phạm cô, không phải là tôi làm đúng là tôi có ý nghĩ đó nhưng tôi đâu có làm được trần hảo đã nhận ra mình trúng kế của tô yên rồi tô yên hoàn toàn không hề có ý định bỏ qua cho cậu ta lúc nãy cô gài bẫy cậu ta mà thôi cô tô tha mạng tha mạng a à. tô yên quay lưng đi vệ sĩ đưa dao trong tay lên rồi chém xuống trần hảo hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất đi cô tô đã đưa người đến rồi hai người lúc nãy bắt Tô Vân đưa cô ta đến đây. Tô Vân nhìn thấy Trần Hạo bị trói trên cây và vũng máu dưới đúng quần cậu ta, bị dọa đến sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. chương 77, chơi lớn một lần ngọc nát đá tan. Chân Tô Vân mềm nhún, ngồi phịch xuống đất, sợ đến mức không nói nên lời. Tô Yên đi đến trước mặt Tô Vân, nhìn từ trên cao xuống, ân oán giữa hai người chúng ta, cũng nên chấm dứt. Chị, chị, em sai rồi, Tô Vân bị dọa cho choáng váng, vội bò về phía Tô Yên, ôm lấy chân Tô Yên, đều là do Trần Hạo nảy lòng tham, không liên quan tới em, em chỉ lòng tốt giúp chị tìm người thôi. Lòng tốt? Tô Vân cười khẩy, lòng tốt của cô là muốn bi kịch 5 năm trước tái diễn lần nữa. Tô Vân, trước tôi còn chưa nghĩ ra nên chấm dứt ân oán giữa hai chúng ta thế nào, mà hôm nay chính cô đã nói cho tôi biết tôi nên làm gì. Chị, tất cả chỉ là hiểu lầm, giữa hai chúng ta quả thật có mâu thuẫn nhưng chị em gái nào mà chẳng có mâu thuẫn đâu chứ. Tô Vân run rẩy, không dám nhìn cả người dưới đầy máu kia của Trần Hạo. Tô Yên diếu cợt, hiểu lầm. Vậy sao Trần Hạo có thể đem chuyện cô hãm hại tôi 5 năm trước nói rõ từng chữ một thế? Tất cả đều là do Trần Hạo nảy lòng tham, em không có sai anh ta làm vậy, em biết 5 năm trước em quả thật đã hại chị, nhưng em không hề cố ý. Tô Vân chối bỏ toàn bộ trách nhiệm chị, chuyện đã 5 năm rồi, chị tha thứ cho em đi, về sau em không dám làm như vậy nữa chúng ta là chị em nhau mà tô vân cô cảm thấy tôi sẽ tha thứ cho cô tô yên nâng cầm tô vân lên tôi biết cô rất hận tôi thậm chí còn hận không thể giết chết tôi nhưng nếu hôm nay tôi tha cho cô vậy thì tôi sẽ có lỗi với bản thân mình lắm tô yên mày muốn xé rách mặt đúng không tô vân nhìn tô yên đáy mắt tràn đầy căm ghét tô yên mày mà động vào tao mày cũng đừng mơ biết được tung tích của đứa nhỏ kia nếu tao làm lớn chuyện này mày không những không chiếm được lợi còn tự đâm ngược lại mình giết địch một ngàn tổn hại tám trăm chuyện ngu xuẩn như thế mày sẽ không làm đi tô vân quả thật không biết ngay cả tần phương linh cũng không biết đưa người đến cục cảnh sát tô yên lạnh lùng nói với bốn tên bảo vệ sau đó nhìn tô vân tôi đã hỏi ý kiến của luật sư cô ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm không phải cô nói mình biết sai rồi vậy thì ngồi trong tù mà nhận sai đi lúc ở bữa tiệc Cô đã tha cho Tô Vân một lần, nhưng Tô Vân lại muốn tiếp tục hại cô, sao cô còn có thể nương tay được nữa? Cô cũng đâu phải Bồ Tát. Không, không, Tô Vân gào thét, Tô Yên, tao chính là con gái của Chu Hoàng Long, mày đưa tao đến cục cảnh sát, đắc tội với nhà họ Chu, mày gánh nổi hậu quả không? Mày nghĩ Lý Mộc Sinh sẽ ra mặt giúp mày? Mày là cái thá gì mà Lý Mộc Sinh sẽ vì mày đắc tội với nhà họ Chu? Vậy thử xem, vẻ mặt Tô Yên lạnh lùng, ngữ khí lại thờ ơ không chút sợ hãi. Thấy Tô Yên không phản ứng, Tô Vân luống cuống, mày đã biết tao là con gái của Chu Hoàng Long. Cô nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô hả? Tô Yên cười khẩy, Tô Vân, tôi muốn xem, cá chết, lưới rách, Chu Hoàng Long sẽ làm thế nào để xoay sở giúp con gái mình đây? Tô Vân cuồng loạn nói, mày là con điên, tất cả mọi sẽ biết chuyện 5 năm, năm trước mày bị hãm hiếp, đến lúc đó xem mày còn mặt mũi nào đi đâu không? Hình tượng của mày ở bữa tiệc sẽ sụp đổ, Lý Mộc Sinh không chừng sẽ vứt bỏ mày, mày làm như vậy, chính là đồ. Tô Yên hoàn toàn chính là ngọc nát đá tan. Đồ cái gì, Tô Yên bật cười, Tô Vân, nếu một người bị dồn nén quá lâu, khi bắt đầu đánh trả, hậu quả thế nào, cô sẽ không tưởng tượng nỗi đâu, tôi tuyệt đối không bao giờ tha cho những người đã làm tổn thương mình. Tôi chính là muốn trừng phạt cô, bắt cô phải trả giá cho những việc mình đã làm. Tô Vân ngẩn người, buông ra, Tô Vân giấy ruộng, nhưng tay chân cô ta đều bị trói chặt giấy dụa thế nào cũng vô ích cô ta sợ hãi hù dọa nói cha mẹ tao sẽ không tha cho mày à đúng rồi thiếu chút nữa quên mất năm đó tần phương linh cũng tiếp tay cho cô làm bậy tô yên lấy điện thoại ra đưa cho tô vân gọi cho mẹ cô đi tô vân ngẩn người không biết tô yên muốn làm gì nhưng cô ta không quan tâm nhiều như vậy vội chạy tới cầm điện thoại gọi cho tần phương linh mẹ cứu con Tô Yên muốn hại con, mẹ. Tô Yên lấy lại điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia, Tần Phương Linh, những gì mà mẹ con các người nợ tôi, cũng đến lúc phải trả rồi. Tần Phương Linh không khỏi bàng hoàng, bà ta có thể nghe thấy rõ sự hoảng loạn và nghẹn ngào trong giọng nói của Tô Vân. Tô Yên, cô làm gì tiểu Vân vậy? Nếu con bé có mệnh hệ, tít 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 tít. Tô Yên trực tiếp ngắt điện thoại. Lần này phải chơi thật lớn. Đưa đi, Tô Yên lạnh lùng nói. Không muốn nhiều lời vô nghĩa với cô ta nữa. Tô Vân bị đẩy lên xe, Trần Hạo cũng bị ném vào theo, nhìn thân dưới đầy máu của Trần Hạo, Tô Vân sợ đến mức hét chói tai, chỉ dám co rúm người lại nằm ở một góc. Tô Vân ghé vào cửa kính, gào thét Tô Yên, mày điên rồi hả, nhà họ Chu sẽ không bỏ qua cho mày, dù mày có đưa tao đến cục cảnh sát, chỉ cần nhà họ Chu ra mặt, bọn họ cũng sẽ không dám làm gì tao, tao sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi. Tô Yên đứng ngoài xe, lạnh lùng nhìn Tô Vân, xe bắt đầu khởi động, chạy thẳng đến cục cảnh sát. Tô Yên thở vào một hơi, bảo vệ bên cạnh nói, cô chủ Tô, chúng tôi đưa cô về. Tô Yên gọi điện cho Lý Mộc Sinh, cha nuôi, con cảm ơn cha. Tiểu Yên, nếu con cần giúp đỡ, cứ việc nói với cha. Lý Mộc Sinh không biết Tô Yên tìm mình có chuyện gì, nhưng ông biết, Tô Yên đang gặp rắc rối. Vâng, Tô Yên nói xong, ngắt điện thoại. Nhà họ Tô, cuộc điện thoại của tô vân đã phá vỡ sự yên tĩnh của nhà họ tô tần phương linh vội vã chạy xuống lầu vừa vặn đụng phải tô đình nghiêm mới từ bên ngoài trở về tô yên muốn hại tiểu vân vừa nãy tiểu vân gọi điện đến nói đã xảy ra chuyện ông mau đi hỏi xem tô yên đang ở đâu nếu cô ta dám động vào tiểu vân tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cô ta tô đình nghiêm nghe tô vân đã xảy ra chuyện một chút phản ứng cũng không có ngược lại còn nổi giận đùng đùng Tắt tần Phương Linh một cái bà tai, thứ đàn bà hèn hạ. Lúc trước Tô Yên nói thân thế của Tô Vân có vấn đề, ông ta đã cho người đi điều tra. Tô Vân căn bản không phải là con gái của ông ta. Tần Phương Linh bị đánh, hai tay che mặt Tô Đình Nghiêm, ông điên rồi hả? Tô Yên muốn hại Tiểu Vân, ông không mau đi cứu Tiểu Vân, đánh tôi làm gì? Nếu con gái chúng ta xảy ra chuyện, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Tần Phương Linh vội vã muốn đi cứu Tô Vân nào có tâm trạng so đo với Tô Đình Nghiêm, nhưng vừa đi được vài bước thì bị Tô Đình Nghiêm kéo lại. Con gái chúng ta, bà dám nói lại câu đó thử xem. Tô Đình Nghiêm cầm giấy xét nghiệm ADN hất lên mặt Tần Phương Linh, không kiềm được tức giận nói, Tần Phương Linh, bà không những cắm sừng tôi, mà hiện tại ngay cả con gái cũng không phải con ruột tôi, tôi nuôi con người ta hơn 20 năm. chương 78, bồi đến cùng. Bị vợ cắm sừng, bị đùa bớn, nuôi con người khác, dù là bất kỳ đàn ông nào trên thế gian này cũng đều sẽ không chịu nổi tô đình nghiêm muốn đánh chết tần phương linh trên đầu ông ta không chỉ có một nhánh lá xanh mà là cả một đại thảo nguyên lan bi xanh đến lóa mắt sắc mặt tần phương linh trắng bệch nhìn kết quả xét nghiệm adn biết sự việc đã bại lộ sợ đến mức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài trốn đi đâu tô đình nghiêm kéo bà ta lại hung hăng đẩy ngã xuống đất trình diễn một màn phật sơn vô ảnh cước liên tục đá vào người Tần Phương Linh. Thứ đàn bà hèn hạ, cắm sừng tao, còn bắt tao nuôi con người khác, tôi yên có phải là tạp chủng của mày và Chu Hoàng Long không? Tần Phương Linh đau đớn lăn lộn trên mặt đất, liên tục kêu la thảm thiết, cầu xin tha thứ, đừng đánh, a, à, tôi sai rồi, một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, ông Tô, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi ông, tôi là thật tâm đối với ông, a. À. Thật tâm, tô đình nghiêm giận đến tái mặt, đá một phát vào bụng Tần Phương Linh. Tần Phương Linh đau đớn, mặt mày vặn vẹo, hai tay ôm bụng, ngay cả nói cũng không nói được. Tô Đình Nghiêm khó kiềm được lửa giận, mày nghĩ Tô Đình Nghiêm tao là thằng ngu hả? Mấy năm nay mẹ con tụi mày bắt nạt Tô Yên, tao mắt nhắm mắt mở cho qua, có của ngon vật lạ gì tao cũng đều để dành cho mẹ con tụi mày, kết quả là lại nuôi con của người khác, thứ đàn bà đê tiện, tao đánh chết mày. Bất luận là phương diện tình cảm hay là mặt mũi, Tô Đình Nghiêm đều không chịu nổi đả kích này. Tần Phương Linh bị đánh rất tàn nhẫn, cuối cùng nằm trên mặt đất, ngay cả sức lực cầu xin tha thứ cũng không có. Đám người hầu nghe thấy tiếng động, chỉ dám trốn ở một góc gần đó, không ai dám bước lên. Tô Đình Nghiêm đánh xong, phẫn nộ trong lòng vẫn chưa tiêu tan, ông ta chưa từng nghĩ, hơn 20 năm nay, hóa ra chỉ là một vở kịch. Tần Phương Linh nằm trên mặt đất, Tô Đình Nghiêm lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Hoàng Long. Hơn nữa đêm nhận được điện thoại, Chu Hoàng Long cũng không nhìn màn hình, trực tiếp bắt máy, "Ai vậy?" "Chu Hoàng Long, mày ngoại tình với vợ tao không tính, mày còn bắt tao nuôi con mày hơn 20 năm, mày quả thực khinh người quá đáng." Giờ phút này Tô Đình Nghiêm hoàn toàn bộc lộ bản sắc đàn ông của mình, ông ta không còn sợ địa vị của Chu Hoàng Long, dù Tô Đình Nghiêm tao có hèn nhát thì lần này tao cũng sẽ không nhịn nữa, chẳng sợ tập đoàn Tô thị phải phá sản, tao cũng sẽ bắt mày phải trả giá. Dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cả đời Tô Đình Nghiêm A à, Dua nịnh hót, sống hèn nhát, bị vợ cắm sừng, ông ta có thể nhịn được. Nhưng ngay cả con gái cũng là con người ta, thì đã hoàn toàn đúng đến tôn nghiêm của một người đàn ông, lần này Tô Đình Nghiêm không thể nhịn được nữa. Tần Phương Linh nằm trên mặt đất bị khí thế đập nồi dìm thuyền của Tô Đình Nghiêm dọa cho một trận, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhốt con đàn bà đê tiện này vào phòng trên lầu cho tôi, ai dám thả ra thì cuốn gói cút đi. Tô Đình Nghiêm nổi giận đùng đùng dặn dò người hầu. Đám người hầu trốn ở một góc vội chạy đến kéo Tần Phương Linh lên lầu. Ông Tô, tôi biết sai rồi, thả tôi ra, tôi còn phải đi cứu Tô Vân, tôi Yên muốn hại Tô Vân. Trong lòng Tần Phương Linh vô cùng lo lắng, hiện tại bà ta chỉ muốn mau chóng đi cứu Tô Vân. Bà ta chỉ có duy nhất đứa con gái này, nhớ đến cuộc gọi cầu cứu vừa rồi của Tô Vân, trong lòng Tần Phương Linh lại càng thêm hoảng loạn. Lần này Tô Đình Nghiêm đã quyết tâm, sau khi nhốt tần phương linh lại, ông ta xoay người đi ra ngoài. Khi một người đàn ông mất đi lý trí, họ sẽ làm ra những chuyện mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Tô Đình Nghiêm ôm một bụng lửa giận, hiện tại ông ta muốn tìm Chu Hoàng Long tính sổ. Tần Phương Linh la hét trong phòng, nhưng người hầu không ai dám mở cửa cho bà ta. Bà chủ, bà đừng làm chúng tôi khó xử, lần này là bà có lỗi với tiên sinh, tiên sinh nổi giận như vậy, ai dám thả bà chứ? Đám người hầu nói xong, khóa chặt cửa, trở về phòng ngủ. Trong lòng Tần Phương Linh nóng như lửa đốt, bắt bà ta ở phòng đợi, sao bà ta đợi được chứ? Bà ta không thể ngồi ở đây chờ chết, bà ta phải đi tìm Chu Hoàng Long. Hiện tại Chu Hoàng Long chính là toàn bộ hy vọng của bà ta. Tần Phương Linh từ dưới đất đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ, tim đập mạnh, nắm lấy tấm màn, từ từ trượt xuống, được một nửa thì đuối sức, ngã thẳng xuống đất. A à, Tần Phương Linh đau đớn hét lên, nằm dưới đất thở hổn hển, một lát sau mới đứng lên, chật vật chạy ra ngoài. Ở bên này, Tô Yên đã giải quyết chuyện Tô Vân xong, định trở về thì thấy Hạ Bảo và Lý Sâm mang theo đám người chạy đến. Lý Sâm hỏi Tô Yên: "Chị, người xấu đâu?" Một tiếng chị này, nói rất trôi chảy. "Chị, chị không sao chứ?" Hạ Tiểu Bảo vô cùng lo lắng, lôi kéo Tô Yên, kiểm tra xem có bị thương ở An Nhược cũng hỏi: "Tô Yên, không có việc gì đi, Tô Vân không phải gọi cậu đến sao?" "Người đâu?" Nhìn đám người lo lắng cho mình, trong lòng Tô Yên bỗng cảm thấy ấm áp. "Giải quyết xong rồi, về thôi." Trong lòng Tô Yên hiểu rõ, chuyện không đơn giản như vậy, đây chỉ mới là bắt đầu. Tô Yên muốn đến cục cảnh sát một chuyến, "An Nhược, cậu đưa tiểu bảo về trước đi." "Chị, chị muốn đi đâu? Em đưa chị đi." Lý Sâm không phải đồ ngốc, biết Tô Yên còn có việc ngay từ đầu nhận được cuộc gọi của Hạ Bảo muốn cứu Việt Lý Sâm đã vô cùng cao hứng lập tức dẫn người đến đây đánh nhau là nghề của anh ta nhưng khi anh ta dẫn người đến thì lại không cần dùng nữa anh ta thật bất tài vô dụng khó được một lần Tiểu Bảo nhìn anh ta bằng cặp mắt khác xưa anh ta không thể bỏ qua cơ hội này được Tô Yên liếc Lý Sâm chuyện riêng của cô không muốn nhà họ Lý xen vào hỏi Lý Mộc Sinh mượn người đã là ngoại lệ cậu đưa bọn họ về đi. Hả, vậy thôi, Lý Sâm có chút mất mát. An Nhược nhìn Tô Yên còn có việc, cô không hỏi nhiều, dù sao đó cũng là nỗi đau trong lòng Tô Yên, có Lý Sâm ở đây, cô không tiện hỏi. Tô Yên, vậy mình đưa Tiểu Bảo về trước, An Nhược hỏi, còn cậu thì sao? Mình sẽ về ngay. Ừm, sau khi Tô Yên và đám người Lý Văn tách ra, cô trực tiếp lái xe đến cục cảnh sát. Cô là người bị hại, đương nhiên phải đến cục cảnh sát báo án. Từ khi Tô Vân bị đưa vào đây, vẫn luôn một mực phủ nhận chuyện mình hãm hại Tô Yên, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Trần Hạo, hơn nữa còn yêu cầu gặp Chu Hoàng Long. Chu Hoàng Long là ai? Chính là đương gia của nhà họ Chu, một trong bốn gia tộc lớn tại đế đô. Tô Vân không chỉ là cô chủ của nhà họ Tô, còn là con dâu của nhà họ Sở, miếng xương này vốn đã không dễ gặp, hiện tại Tô Vân còn gọi cả Chu Hoàng Long ra, ngay cả cục trưởng sắp đi ngủ cũng bị làm cho kinh động. Cục trưởng Vương vội vàng chạy đến, nhìn thấy Tô Yên ngồi ở đại sảnh, nhất thời không biết làm sao. Tô Yên là con gái nuôi của Lý Mục Sinh, ông ta cũng không dám đắc tội. Cô chủ Tô, cục trưởng Vương đi tới, biết rõ còn hỏi, đã muộn thế này, sao cô chủ Tô vẫn còn ở đây? Trên đường đến, cục trưởng Vương đã nghe qua đầu đuôi câu chuyện. Ngay cả cục trưởng Vương cũng bị kinh động, xem ra cô em gái kia của tôi đã gọi cả Chu Hoàng Long ra nhỉ? vẻ mặt tô yên bình tĩnh nhìn cục trưởng vương cục trưởng vương định xử lý thế nào đương nhiên phải xử lý công bằng công chính rồi cục trưởng vương khó xử chỉ là cô chủ tô ân oán hận thù giữa hai chị em các cô không bằng giải quyết riêng đi nếu không chỗ chu tiên sinh kia tôi cũng khó mà ăn nói lắm hòa thuận phát tài ân oán giữa tôi và tô yên không phải là giả nhưng tôi không chấp nhận giải quyết riêng ngữ điệu tô yên lạnh lùng nói nếu chu hoàng long muốn quản chuyện hôm nay tôi yên tôi sẽ bồi đến cùng. chương 79, Lục Cận Phong hận không thể đánh chết chính mình. Lời này tôi yên hiểu rõ. Giải quyết riêng, tuyệt đối không thể nào. Nếu không cô cho người đến cục cảnh sát làm gì chứ? Cục trưởng Vương có chút khó xử, cô Tô, đây là tôi nghĩ cho thanh danh của cô thôi, nếu như cô muốn đi con đường pháp lý đương nhiên cũng có thể được. Cảm ơn sự quan tâm của cục trưởng, Tô Yên bình thản nói, vậy thì đi theo con đường pháp lý thôi, chuyện tiếp theo tôi sẽ để luật sư của tôi đến xử lý cục trưởng vương cân nhắc hỏi cô tô ngài lý biết chuyện tối nay không đây là để xem thái độ của lý mục sinh sau đó mới quyết định đứng về phe nào đúng là một con cáo già tô yên đang muốn mở lời thì điện thoại của cục trưởng vương đã vang lên là số điện thoại lạ sau khi điện thoại được kết nối giọng nói đầu bên kia điện thoại khiến sắc mặt của ông ta thay đổi vâng ngài lý yên tâm đi Tôi biết phải làm thế nào rồi. Người gọi tới chính là Lý Mộc Sinh. Trước đó Lý Mộc Sinh không biết Tô Yên gặp phải chuyện gì nhưng ông ta không yên tâm, hỏi người được phái đi cho Tô Yên mới biết được sự việc rất nghiêm trọng. Nếu Tô Yên muốn lấy lại công bằng vậy thì ông cũng không thể ngăn cản được. Lý Mộc Sinh ra mặt, lần này cũng không phải là nhìn sắc mặc Lục Cận Phong mà là xuất phát từ tình cảm cá nhân, ông muốn giúp đỡ Tô Yên. Sau khi cúp điện thoại, Cục trưởng Vương mỉm cười nói với Tô Yên, "Cô Tô, cô yên tâm, chắc chắn sẽ xử lý công bằng chính trực." Tô Vân chuyển ra khỏi chỗ của Chu Hoàng Long, bây giờ cũng không thấy bóng dáng của Chu Hoàng Long đâu, Tô Vân cũng không phải là người nào đó của Chu Hoàng Long, sao ông ta lại quan tâm đến chuyện này chứ? Sau lưng Tô Yên là nhà họ Lý, điều này là chắc chắn rồi, điện thoại gọi tới, cục trưởng Vương nhanh chóng đứng về phía bên cô. Tô Yên nhíu mày, giờ khắc này Cô mới hiểu cái gì gọi là quyền thế phi thường. Dựa vào sức lực của một mình cô thì không thể nào tự lấy lại công bằng cho mình được, đến cuối cùng cô vẫn phải dựa vào thế lực của nhà họ Lý. Lý Mộc Sinh bằng lòng ra tay, Tô Yên rất cảm động nhưng cô cũng sẽ không lợi dụng nhà họ Lý. Tô Yên gửi tin nhắn cho Lý Mộc Sinh, Tô Vân là con gái riêng của Chu Hoàng Long. Sở dĩ Tô Yên nói bí mật này với Lý Mộc Sinh là muốn Lý Mộc Sinh cân nhắc, đừng vì cô mà đắc tội với nhà họ Chu. Nhà họ Lý. Lý Mộc Sinh đi tới đi lui trong phòng sách, tin nhắn Tô Yên gửi đến khiến ông cảm thấy chuyện lần này thực sự rất rắc rối. Lưu Tuyết Lam đưa một phần ăn khuya vào. Tiểu Vũ và Tiểu Lý đã cùng nhau trở về rồi, Tiểu Yên vẫn chưa về, Mộc Sinh, mí mắt tôi cứ giật giật, vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Sự thật là đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Lý Mộc Sinh ngưng trọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Yên và Tô Vân đã hoàn toàn xé mặt nhau rồi ẩm ý đến tận cục cảnh sát rồi. Cái gì, Lưu Tuyết Lam kinh ngạc, đặt bữa ăn khuya xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại ẩm ý đến cục cảnh sát thế, Tiểu Yên không sao chứ. Ông nhanh đến cục cảnh sát đón Tiểu Yên về đi. Chuyện lần này không đơn giản như vậy đâu. Lý Mộc Sinh nói, tối nay Tô Vân tìm người đến với ý định xâm phạm Tiểu Yên, Tiểu Yên mượn người chỗ tôi, không chỉ phế người đàn ông kia mà còn túm Tô Vân đến cục cảnh sát. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ông không nói sớm tiểu vân có bị thương ở đâu không trong lòng lưu tuyết lam chỉ quan tâm đến an nguy của tô yên tiểu yên không có chuyện gì cả lưu tuyết lam thở phào nhẹ nhóm tức giận nói làm tốt lắm tô vân kia sao lại độc ác như vậy chứ nói thế nào thì hai người cũng là chị em tiệc họp mặt gia đình trước đó cô ta hát nước bẩn tiểu yên cũng thôi đi bây giờ đến chuyện xấu xa như vậy cũng làm được lưu tuyết lam yêu thương tô yên bây giờ có nhà họ lý làm chỗ dựa Tô Vân cũng không kiêng nể gì mà bắt nạt Tô Yên như vậy, bà ta không thể tưởng tượng nổi trước kia ở nhà họ Tô, Tô Yên đã phải sinh sống như thế nào, không phải là bị bắt nạt chết sao. Chuyện này quả thực là có chút thâm độc, Lý Mộc Sinh ngồi xuống nói, sao lưng Tô Vân kia không chỉ là nhà họ sở mà còn có nhà họ Chu, cô ta đương nhiên là hung hăng càn quấy rồi. Lưu Tuyết làm nghi hoặc nhà họ Chu, liên quan gì đến nhà họ Chu chứ? Vừa rồi Tiểu Yên gửi tin nhắn đến, Tô Vân là con gái riêng của Chu Hoàng Long, Tô Vân bị tống vào nhà giam, Chu Hoàng Long sẽ không trơ mắt mặc kệ đâu. Hả, Lưu Tuyết làm trở kinh ngạc, sau đó lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, nhà họ Chu có gì đặc biệt hơn người đâu chứ, còn thực sự cho nhà họ Lý chúng ta ăn chay sao, hơn nữa, sau lưng Tiểu Yên không phải còn có người kia sao. Lý Mộc Sinh cũng nghĩ tới điều đó, chỉ là sau khi Lục Cận Phong xảy ra chuyện, vẫn luôn không có tin tức gì. Vị nhà họ Lục kia có lẽ còn chưa biết chuyện tối nay. Vậy thì nói với cậu ta là được rồi. Lưu Tuyết Lam hừ lạnh một tiếng, chuyện đêm nay, tôi ủng hộ Tiểu Yên, danh tiết của một người phụ nữ có bao nhiêu quan trọng chứ, cho dù là không thành công cũng gọi là cưỡng gian không thành, bản án phải từ 3 đến 10 năm tù. Lần trước trong bữa tiệc họp mặt gia đình tôi đã không thích Tô Vân kia lắm rồi, chuyện đêm nay muốn ẩm ý lớn thì cứ để cho ẩm ý lớn vào đi, chẳng lẽ chúng ta sợ cô ta chắc? Nhà họ Lý sợ phiền phức sao? Trừ nhà họ lục, Lý Mộc Sinh không thể trêu chọc vào thì những người khác chỉ có kiêng kỵ ông ta chứ không có người ông ta kiêng kỵ. Chỉ là có đáng không, cái giá phải trả có thể gánh vác được không? Nếu như thực sự đụng đến nhà họ chu đến cùng thì nhà họ Lý cũng không được lợi ích gì, nhưng khí thế thì không thể thua. Lý Mộc Sinh trầm tư nói, vậy tôi đi liên lạc với người kia trước. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Chuyện Tô Vân bị đưa đến đồn cảnh sát, không bao lâu đã chuyển đến nhà họ sở. Sở Hướng Nam biết được Tô Vân vào đồn cảnh sát, bị Tô Yên tống vào đấy, vẻ mặt lờ mờ khó hiểu, nhanh chóng cho người đến đồn cảnh sát hỏi thăm tình hình. Rất nhanh Sở Hướng Nam biết được rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. "Đồ ngu!" Sở Hướng Nam tức giận đến mức chửi thề. "Sao anh ta lại lấy một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy chứ?" Tạ Bảo Chân đi ngang qua cửa nhìn thấy Sở Hướng Nam tức giận như vậy, hỏi con trai, "Xảy ra chuyện gì vậy? Vợ con đâu?" sao muộn vậy rồi vẫn còn chưa về nữa. Con quản lại vợ mình đi, đừng có từ sáng đến tối làm mẹ mất mặt. Từ trong giọng nói có thể nghe ra được tạ bảo chân có bao nhiêu bất mãn với con dâu của mình. Lần này Tô Vân thực sự gặp rắc rối rồi. Sở hướng nam ảo não ngồi trên ghế sofa, người phụ nữ ngu xuẩn này, vậy mà lại tìm người đi xâm phạm Tô Yên, bây giờ bị đưa vào đồn cảnh sát, điện thoại của cục cảnh sát đã gọi đến nhà mình rồi. Cái gì, Tạ Bảo chân kinh ngạc kêu lên một tiếng, vô cùng tức giận, con trai, cha con đã biết chuyện này chưa? Ngàn vạn lần đừng để người khác biết được, nếu không mẹ con ta không có ngày ngóc đầu lên nổi, vốn muốn tìm một đứa con dâu giúp đỡ con, không ngờ Tô Vân lại là thứ ăn hại vô dụng, không nhờ và được nhà họ Chu còn gây ra chuyện nữa. Con trai, con đừng bận tâm đến chuyện này, nếu như đắc tội nhà họ Lý thì không ổn đâu. Con tự có chừng mực, sở hướng nam nói, mẹ, con ra ngoài một chuyến trước đã, có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu như lần này nhà họ Chu không ra mặt, đúng lúc chúng ta có thể vứt bỏ quân cờ Tô Vân này. Vẫn là con trai mẹ thông minh, tạ Bảo Trân nói, nếu như lúc trước không phải Tô Vân nói bản thân là con gái riêng của Chu Hoàng Long, cô ta có thể giúp con thì mẹ sẽ không muốn đứa con dâu này đâu, nếu như lúc đầu Tô Yên được gả đến đây thì không phải con đã sớm giành được quyền thừa kế rồi sao? Sở hướng nam cũng hối hận rồi. Mẹ, trước tiên con ra ngoài xem phản ứng bên kia như thế nào, có gì con sẽ gọi điện thoại cho mẹ. ném lại những lời này, sở hướng nam vội vàng đi ra ngoài. lục cận phong vừa mời từ trên đảo quay về, còn chưa kịp tới tìm tô yên thì lý mục sinh đã tới tìm trước rồi. lục cận phong biết tô yên xảy ra chuyện, sắc mặt trầm xuống, anh lập tức để vạn nhất đến cục cảnh sát một chuyến còn mình đi tìm tô yên. tô vân đáng chết, nhưng bây giờ lục cận phong quan tâm tô yên nhất. Tô Yên không trở về nhà họ Lý cũng không trở về nhà họ Tô, một mình đơn độc chiến đấu, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Cận Phong bây giờ mới biết được, anh hận không thể cho mình một cái bàn tay, không xuất hiện vào lúc Tô Yên cần anh nhất. Ba phút sau Hạ vô tìm được vị trí của Tô Yên, Lục Cận Phong lập tức đi qua đó. chương 80, lời thú tội áo ghi lê của Lục Cận Phong bị rơi. Lúc này Tô Yên đang ở trong bệnh viện, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, trực tiếp tới thăm Tô Duy chuyện xảy ra vào tối hôm nay tôi yên không nói ra một từ nào vẻ mặt vẫn rất bình thường tô duy cũng không nhìn ra điều gì kỳ lạ cả ngày mai phải phẫu thuật rồi tô duy rất căng thẳng chị ơi nếu như ngày mai em không xuống khỏi bàn phẫu thuật được thì chị cũng đừng khóc nhé em không muốn nhìn thấy chị khóc đâu tô duy làm ra vẻ thoải mái nói cùng lắm thì kiếp sau chúng ta lại làm chị em nữa thôi nói linh tinh cái gì đấy Tô Yên chừng mắt nhìn Tô Duy, phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe, lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào ngày mai. Em chỉ nói nếu như thôi mà, Tô Duy mỉm cười, mang theo mấy phần bất cần đời và cô đơn. Cho dù là chuyên gia Vương Tân Đích Thân làm bác sĩ mổ chính cũng sẽ có nguy hiểm, ai cũng không thể đảm bảo cậu ta thực sự có thể xuống khỏi bàn phẫu thuật. Không có nếu như, Tô Yên đắp chăn cho Tô Duy, nghe lời đi ngủ đi chị ơi, Tô Duy nhìn chầm chầm Tô Yên, ánh mặt ảm đạm, trong mắt ngấn lệ, trên mặt kiên cường nở ra một nụ cười, nếu như em thực sự có chuyện gì, chị có thể thay em tìm bọn họ được không, em muốn biết, tại sao họ lại không cần em, có phải là ghét bỏ em không? Bọn họ trong lời nói của Tô Yên chính là chỉ bố mẹ ruột, nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn luôn tự an ủi mình, là bởi vì cơ thể cậu ta bệnh tật mới bị vứt bỏ. Lúc Tô Yên rời khỏi phòng bệnh trời đã gần sáng rồi một trận gió lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy lạnh đến tâm can. đi xuống bậc thang, tô yên đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người lục cận phong cách đó không xa. lục cận phong chống gậy, đứng dưới đèn đường, khuôn mặt tươi cười nhìn cô. lục cận phong. trong lòng tô yên khẽ động, vụ tai nạn xe kia hiện lên trong đầu cô, cô thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên chạy về phía lục cận phong. tô yên vô cùng kích động ôm trầm lấy lục cận phong lông mi ẩm ướt, em rất sợ cả đời này không được gặp lại anh nữa. Cho dù vạn nhất đã gọi điện thoại tới, không được nhìn thấy tận mắt thì trong lòng Tô Yên vẫn không yên tâm. Thấy Lục Cận Phong sống sờ sờ đứng trước mặt mình, cảm xúc kìm nén trong lòng lâu như vậy cuối cùng cũng được bộc phát ra ngoài. Tô Yên gắt gao ôm chặt lấy Lục Cận Phong, chóp mũi đau xót. Anh quay về rồi, Lục Cận Phong mỉm cười ôm lấy Tô Yên, hận không thể khắc cô vào tận xương tủy, xin lỗi em để em phải lo lắng rồi. Tô Yên ôm anh một lúc, ổn định cảm xúc, tức giận đấm vào ngực Lục Cận Phong mấy cái, ai cho anh không cần mạng sống nữa hả? Lục Cận Phong, anh cố ý, nếu như anh thực sự có chuyện gì, không phải là muốn em ấy náy cả đời sao? Tô Yên khóc, cảm xúc hoang mang sợ hãi lúc đó, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cảm xúc lúc bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch vẫn rõ rệt như cũ, cô thực sự sợ Lục Cận Phong chết, sợ chân anh không còn nữa. Xin lỗi em lục cận phong cười cầm tay tô yên đặt vào lòng anh cho rằng chỉ một câu xin lỗi là xong sao tô yên tỏ vẻ không bằng lòng lục cận phong đột nhiên ho khan mấy tiếng cơ thế lung lay lảo đảo dường như đứng không vững lục cận phong anh không sao chứ tô yên bị dọa sợ vội vàng đỡ anh giả què thiếu chút nữa thành què thật rồi em nói có vấn đề gì không lục cận phong trêu chọc nói nếu như chết thật hay què thật vậy thì quá tiện nghi cho cha con nhà lục gia hành rồi Tô Yên ngẩn người, ánh mắt phức tạp lại khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Cận Phong. Lục Cận Phong thừa nhận rồi, anh là Lục Cận Phong người nắm quyền nhà họ Lục, căn bản không phải là tài xế công nghệ. Tô Yên hơi buông Lục Cận Phong ra, lùi về phía sau một chút, kéo khoảng cách giữa hai người ra. Cho dù đã sớm đoán được nhưng lúc Lục Cận Phong chính miệng thừa nhận, vẫn khó có thể tin được. "Yên Yên." Lục Cận Phong nhíu nhíu mày, trong lòng bắt đầu có chút hoảng sợ. Ánh mắt Tô Yên lóe lên khóe miệng mỉm cười, nhớ lại những hồi ức giữa mình và Lục Cận Phong, cô giống như một kẻ ngốc bị lừa gạt bị đùa bỡn. Tô Yên cười lạnh, tài xế lái xe công nghệ trị giá hàng tỷ. Lục Cận Phong Tô Yên lần nữa nhìn chân và khuôn mặt Lục Cận Phong, nghiến răng, cậu cả Lục chân bị què mặt bị hủy hoại trong truyền thuyết, em thấy chân anh đi lại rất nhanh nhẹn, mặt cũng trắng nõn. Lục Cận Phong Tô Yên tức giận, không phải là không sống được mấy năm sao? lục cận phong á khẩu không trả lời được yên yên đây là hiểu nhầm em nghe anh giải thích em không nghe em không nghe đâu tô yên tức giận xoay người đi dáng vẻ không vui lục cận phong lại lướt qua đi đến trước mặt tô yên 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 đối với chuyện lừa dối em anh thực sự xin lỗi em không nghe tô yên bịt tai lại lại xoay người đi lục cận phong nhẫn nại giải thích nhìn thấy cô dâu mới cứu của mình chạy mất anh cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này Nói cách khác, ngay từ đầu, Lục Cận Phong đã biết cô là ai. Tô Yên nhớ tới những chuyện trước đây cô đã làm trước mặt Lục Cận Phong, cảm thấy vô cùng mất mặt. Lúc trước ở biệt viện tiểu trù, cô vậy mà còn lo lắng Lục Cận Phong tiêu xài quá hoang phí. Cũng trách cô quá ngốc, nhiều chỗ sơ hở như vậy mà cũng không phát hiện ra. Vạn nhất chính là chỗ sơ hở lớn nhất. Cậu ấm tập đoàn điện ảnh Vạn Thị sao có thể làm bạn với một tài xế lại xe công nghệ bình thường chứ? làm đầy tớ, tùy tùng đi theo để nghe sai khiến. Trái tim nữ thần có giá 800 tệ lục cận phong tặng cô, chỉ là cô không tin mà thôi. Công ty Trịnh Anh Tài bị thu mua trong một đêm, điều này cũng không thể trùng hợp như vậy được. Còn có trước đây Chu Hoàng Long cho người tới bắt cóc cô, con trai Chu Hoàng Long bị phế một cái chân, những thứ này là lục cận phong âm thầm ở sau lưng che chở cho cô, ra mặt cho cô. Tô Yên nghĩ lại những gì đã qua, cảm thấy vừa tức giận vừa cảm động. Yên yên, thiếu chút nữa anh đã bị gãy chân rồi, có thể tha thứ cho anh không? Dục vọng cầu sinh của Lục Cận Phong rất mạnh. Hừ, đường đường là cậu chủ nhà họ Lục còn muốn ai tha thứ chứ? Tô Yên cười lạnh một tiếng, nói, nếu như anh không sao rồi vậy chúng ta thanh toán xong, tạm biệt, em muốn quay về nhà ngủ. Trong đầu Tô Yên dối bời, việc khẩn cấp trước mắt, cô cảm thấy rời khỏi đây là cách tốt nhất. Vừa cất bước, cơ thể đột nhiên bay lên cao, Lục Cận Phong bế bổng cô lên. Tô Yên theo bản năng ôm chặt cổ Lục Cận Phong, tức giận nói, "Lục Cận Phong, anh thả em xuống đi." "Không thả." Lục Cận Phong ôm Tô Yên đi về phía xe, vô cùng bá đạo nói, "Nếu như lần này anh buông tay, vậy thì anh sẽ không còn cơ hội nữa." "Tô Yên, anh hiểu em." Trong mắt không chấp nhận một chút lừa gạt nào. Lần này Lục Cận Phong quyết đánh đến cùng, mặc kệ Tô Yên phản ứng thế nào, nhất định không buông tay, chết cũng quấn lấy không buông. Lục Cận Phong ôm Tô Yên lên xe phát hiện Tô Yên không có phản ứng gì, cúi đầu nhìn người trong lòng, Tô Yên đang nhìn anh đến thẫn thờ. Tô Yên lúng ta lúng túng hỏi, Lục Cận Phong, tại sao lại là em? Anh cũng không biết, Lục Cận Phong thực sự không thể nói ra đáp án chính xác được, có lẽ, đây chính là do ông trời đã định trước rồi. Nếu không tại sao lúc Tô Yên bỏ trốn lại vừa lúc đụng chúng anh chứ? Mà đêm kia, xe anh đúng lúc chết máy. Tất cả đều trùng hợp như vậy, chắc chắn là duyên phận rồi. Tô Yên ngẩn người, không tìm được lời nào phản bác. Cô cũng không phải là vô tâm vô phế, những gì Lục Đình Thâm làm vì cô, cô đều biết hết. Một người đàn ông có thể không đếm xỉa đến tính mạng thì còn có thể nghi ngờ cái gì chứ? Tô Yên càng kinh ngạc hơn, khó tin tưởng hơn là Lục Cận Phong sẽ chọn cô, chọn một người không hoàn hảo như cô. Trên xe chỉ có hai người, cô dựa vào lòng anh, dường như có thể nghe được tiếng tim anh đang đập thình thịch. Cô cũng từng lừa dối anh thực ra cũng xem như là huề nhau. Sao anh lại tìm được đến đây vậy? Chuyện tối nay anh đã biết hết rồi. Lục Cận Phong ôm cô thật chặt, "Yên Yên, chuyện còn lại cứ để anh xử lý, dám tổn thương em, anh nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá gấp trăm lần." "Anh biết rồi sao?" Trong lòng Tô Yên căng thẳng, có một cảm giác tự ti không dám đối mặt với Lục Cận Phong. "Đừng cảm thấy tự ti vì bản thân mình không hoàn hảo, Tô Yên, Bất luận quá khứ của em như thế nào thì Lục Cận Phong anh cũng muốn em." Lục Cận Phong trầm giọng nói, "Em là người vợ mà Lục Cận Phong anh đã định." Người vợ đã định. Trong chốc lát, Tô Yên cảm thấy nước mắt lưng tròng. Chương 81: Tập thể dọn ghế ăn dưa. Thời gian dường như dừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Tô Yên nhắm mắt lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc phức tạp trong lòng đã bình ổn lại. "Yên Yên." Giọng nói của Lục Cận Phong thâm trầm cái chán nhẹ nhàng chạm vào chán cô, chóp mũi va vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở nóng bỏng đang phả lên mặt mình. Tay của người nào đó lại càng không an phận hơn. Bên trong xe bị một luồng hơi thở mập mờ vây quanh, trong lúc đang ý loạn tình mê, lục cận phong bóng dưng kêu đau một tiếng. Tô Yên vỗ phần đùi bị thương của lục cận phong một cái, đẩy anh ra, lườm anh, còn ở đó mà nói lời đường mật với em, anh muốn thật sự què chân luôn phải không, cũng không cần mạng đã là lúc nào rồi còn nghĩ tới cái chuyện kia lục cận phong thế nhưng là người đã bước qua quỷ môn quan một lần rồi suýt chút nữa chân cũng không còn nếu còn vận động kịch liệt chân không phế đi mới là lạ chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu lục cận phong cười nhẹ một tiếng nằm thẳng trên ghế xe một dáng vẻ phi tần mặc cho quân vương trà đạp tô yên tức giận đạp anh một cái nhưng không mạnh giờ khóc giờ cười nói anh muốn chết nhưng em không muốn chết nếu anh chết rồi, em với anh lại ở cùng một chỗ, chắc chắn không thoát khỏi liên can." Dứt lời, Lục Cận Phong nắm lấy một tay Tô Yên, kéo cô vào trong lồng ngực mình, hai người nằm ở trong xe. Xe rất lớn, ghế ngồi hạ xuống, hoàn toàn giống như một cái giường lớn. "Yên Yên, chúng ta quay lại đi." Lục Cận Phong hôn nhẹ lên trán Tô Yên, đây là sau khi chia tay, lần đầu tiên anh nói muốn quay lại. Nếu nói Tô Yên không xúc động, hoặc không có phản ứng vậy chắc chắn là giả có điều cô không bị lời ngon tiếng ngọt làm cho đầu óc mê muội cô rất rõ ràng hoàn cảnh của mình nói không chừng ngay ngày mai danh tiếng của cô cũng đều mất hết nhà họ lục không thể có người con dâu như vậy lúc trước trong chuyện tình cảm cô cư xử rất qua loa lần này cô không định làm theo cảm tính nữa không muốn tô yên trực tiếp nói hai chữ từ chối lục cận phong lục cận phong anh là lần đầu tiên theo đuổi phụ nữ thế nhưng lại bị từ chối. Phụ nữ bọn em chỉ được cái giả mồm, Lục Cận Phong cũng không hỏi vì sao, thông minh như anh, sao có thể đoán không ra. Tô Yên không đồng ý, không sao, anh có thể đợi. Thì làm sao, có ý kiến, Tô Yên mở to mắt, liếc anh một cái, nói xong lập tức ngồi dậy, vậy anh đi tìm người khác đi, đừng tìm em, đây chính là quyền lợi của phụ nữ giả mồm. Lục Cận Phong kéo lại người kia vào trong lòng, không dám có ý kiến dục vọng muốn sống vẫn rất mãnh liệt khóe miệng tô yên dương lên nhẹ nhàng cọ sát trong lồng ngực lục cận phong giọng nói lười biếng em mệt rồi muốn ngủ dày vò một đêm tô yên thật sự rất mệt mỏi ngày mai còn có một trận chiến ác liệt cần đánh thế nhưng cô biết có lục cận phong ở đây cô có thể yên tâm ngủ ngon lục cận phong cẩn thận mở cửa kính xe ra một chút dùng cánh tay của bản thân làm gối đầu cho tô yên không bao lâu sau tô yên đã ngủ mất rồi Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, trong lòng Lục Cận Phong có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Hóa ra, chỉ cần có cô ở bên cạnh là anh đã có thể có cảm giác thỏa mãn như thế. Tô Yên ngủ thiếp đi, mà đêm nay lại có rất nhiều người không ngủ được. Tần Phương Linh vất vả lắm mới tìm được Chu Hoàng Long, tựa như có một người tin cậy để dựa vào, lập tức nhào vào lòng Chu Hoàng Long. "Hoàng Long, mau cứu con gái của chúng ta, Tô Yên muốn hại chết Tiểu Vân rồi." Tô Đình Nghiêm vừa gọi một cuộc điện thoại kia đã làm Chu Hoàng Long cảm thấy bất an, bây giờ nhìn Tần Phương Linh bị đánh thành thế này, ông ta cũng dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có điều ông ta dám cùng Tần Phương Linh lén lút nhiều năm như vậy, đương nhiên không sợ bị Tô Đình Nghiêm biết. Ông ta không tin Tô Đình Nghiêm có can đảm khiêu chiến với ông ta. Đàn ông ai cũng thương Hoa Tiếc Ngọc, có tâm lý bảo vệ người yếu đuối. Chu Hoàng Long nhìn thấy vết thương trên người Tần Phương Linh, tức giận nói, Tô Đình Nghiêm ông ta dám đánh em, hẳn là ăn gan hùm mật gấu rồi. Tô Đình Nghiêm đánh Tần Phương Linh, như vậy đồng nghĩa với việc đang khiêu khích Chu Hoàng Long. Chu Hoàng Long sao có thể chịu được? Tần Phương Linh tủi thân khóc, Tô Đình Nghiêm đã biết hết rồi, người nhà họ Tô em chịu không nổi nữa, Hoàng Long, em chỉ có anh mà thôi, anh không thể không quan tâm hai mẹ con em, anh mau đi cứu Tiểu Vân đi. Tiểu Vân làm sao vậy? Đến bây giờ Chu Hoàng Long vẫn chưa biết chuyện của Tô Vân em cũng không rõ lắm lúc trước tiểu vân gọi điện thoại cho em nói em cứu mạng nó nói là tô yên muốn hại chết nó em đừng vội trước hết để anh cho người đi nghe ngóng đã sau khi chu hoàng long phái người đi hỏi thăm mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đó tần phương linh cũng không biết chuyện tô vân cho người làm nhục tô yên sau khi biết cũng giật mình hoàng long tiểu vân chưa từng chịu đựng khổ sở sao có thể để nó chờ ở đồn cảnh sát được anh nhanh đi đưa con bé về đi. Lúc trước ở bữa tiệc, Lý Mộc Sinh và Tô Yên đã không nể mặt như vậy, Chu Hoàng Long vẫn còn nhớ kỹ chuyện này. Đương nhiên ông ta không thể không quan tâm. Em yên tâm, anh sẽ tự mình gọi cho cục trưởng Vương, kêu ông ta mau chóng thả người. Chu Hoàng Long nói xong thì lập tức đi gọi điện thoại, với địa vị xã hội của ông ta, nộp tiền bảo lãnh cho một người chẳng lẽ còn không đơn giản. Đừng nói tới là ông ta còn tự mình gọi điện nhưng cuộc điện thoại này gọi qua chu hoàng long mới biết sự việc càng hỏng bét so với tưởng tượng của ông ta cục trưởng vương căn bản không thể nhận hối lộ khó xử nói tổng giám đốc chu tôi cũng không có cách nào khác tô vân vi phạm pháp luật chúng tôi chỉ làm việc theo như quy định mà thôi các người có thể giúp cô ấy tìm một luật sư hoặc là đi tìm tô yên nếu tô yên đồng ý rút đơn kiện vậy chúng tôi lập tức thả người chu hoàng long ngửi được một tia không thích hợp hỏi lý mộc sinh nhúng tay vào Cục trưởng Vương đau đầu, cái này đâu chỉ nhà họ Lý nhúng tay, ngay cả cái vị kia nhà họ Lục cũng nhúng tay. Sau khi cân nhắc, ông ta chỉ có thể đứng về phía nhà Hạ Lý và nhà họ Lục, nhưng cũng không thể đắc tội với nhà họ Chu. Tổng giám đốc Chu, chuyện lần này, tôi muốn làm rõ với ông là, tôi cũng không làm chủ được, trừ phi Tô Yên rút đơn kiện, nếu không Tô Vân chỉ có thể ngồi sổm trong tù 3 đến 5 năm. Ngay cả cục trưởng Vương cũng không thể làm chủ được, Chu Hoàng Long vô cùng khiếp sợ xem ra lần này không chỉ đơn giản là nhà họ lý nhúng tay vào tần phương linh ở một bên nghe được tô vân phải ngồi tù lập tức không thở nổi hôn mê bất tỉnh mà đây chỉ mới là bắt đầu tô đình nghiêm bên kia đã đang tiến hành trả thù ngày mới vừa đến tin tức chu hoàng long và tần phương linh yêu đương vụng trộm ngay cả con gái cũng sinh ra oanh tạc toàn bộ trên mạng khiến cho người ta trở tay không kịp người người nhà nhà sôi nổi ăn dưa đây chính là dưa lớn nhất năm nay, một trong bốn gia tộc lớn của đế đô, Chu Hoàng Long nhà họ Chu yêu đương vụng trộm, đối tượng còn là một phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa chuyện này bị vạch trần có nghĩa là Tô Đình Nghiêm bị đội nón xanh, sao có thể không làm người ta chấn kinh cho được. Chu Hoàng Long nhìn thấy hot search, tức giận đến nỗi huyết áp tăng cao, bà Chu cho người cha được vị trí của Chu Hoàng Long, lập tức chạy tới, đúng lúc gặp được Tần Phương Linh đang kể khổ bên cạnh Chu Hoàng Long. Chu Hoàng Long, ông lại còn mang người phụ nữ này về nhà. Bà Chu đã sớm biết tình yêu của chồng mình, chẳng qua là nhắm một mắt mở một mắt, bây giờ sự việc bị làm lớn, đương nhiên bà ta không thể giả bộ không biết nữa. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mà khi trông thấy Tần Phương Linh ở nơi này, bà Chu càng nổi trận lôi đình. Cô người phụ nữ đề tiện này, bà Chu tiến lên đánh cho Tần Phương Linh một cái tát, cũng tát Chu Hoàng Long một cái không hổ là người từng làm quân nhân. Chu Hoàng Long mơ màng, ông ta đã sắp 60 tuổi rồi, thế nhưng lại bị vợ của mình đánh. Một cái tát của bà Chu làm cho lửa giận bị đè ép cả đêm của Tần Phương Linh bùng nổ. Bà dám đánh tôi, tôi liều mạng với bà. Tần Phương Linh và bà Chu lao vào đánh nhau. Nhà họ Chu rối loạn. Sau khi tỉnh dậy tôi Yên nhìn thấy những tin tức này, khiếp sợ mấy giây, sau đó nhìn về phía Lục Cận Phong, khó tin được nói cha em thế nhưng lần này không biết sợ. chương 82, khuyên cô tô hai từ. Những người đã sợ hãi trong suốt cả phần lớn của cuộc đời đột nhiên không sợ hãi nữa, mà lại bùng phát ra sức tấn công mạnh mẽ đến như vậy, đương nhiên sẽ khiến người ta kinh ngạc. Bị cắm sừng. Nuôi con cho người khác chẳng khác nào là đang trà đạp tôn nghiêm của một người đàn ông xuống dưới chân. Chuyện xấu xa trong nhà không nên để lộ ra ngoài, nếu không phải là vì tức giận tột độ, Tô Đình Nghiêm sao có thể tự mình tung tin ra? Tô Yên lướt nhìn những bình luận trên mạng, có người đồng tình với Tô Đình Nghiêm, cũng có người chế giễu. Có không ít người đi hóng hớt, tất cả đều đang mong phần tiếp theo. Tin đồn này đủ lớn để mọi người hóng hớt một trận rồi. Lục Cận Phong nói, cha của em đã công khai xúc phạm Chu Hoàng Long, dường như đã nhất thời chút được cơn giận, nhưng hậu quả tiếp theo cha của em sẽ không thể nào gánh vác được. Ông ta có thể đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng, chắc là cũng đã cân nhắc đến hậu quả xấu nhất rồi. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, cô biết Lục Cận Phong đang đợi cô lên tiếng, một khi cô lên tiếng, Lục Cận Phong nhất định sẽ giúp. Nhưng chuyện gia đình như thế này Tô Yên làm sao có thể mở lời cho được. Huống hồ Chi Tô Đình Nghiêm cũng không tìm đến cô, thì việc gì cô lại phải xen vào? Hôm nay tiểu Duy phẫu thuật, tôi phải đến bệnh viện. Tô Yên xuống xe, cậu lục từ đâu đến thì hãy quay về chỗ đó đi. Lục Cận Phong dở khóc dở cười, thật là một người phụ nữ vô tình. Tô Yên lười phản ứng lại, quay lưng lại với Lục Cận Phong vẫy vẫy tay, xin nghỉ nửa ngày. Cái này đâu giống như là đang xin phép, căn bản chính là đang thông báo trực tiếp. Ánh mắt Lục Cận Phong nhìn bóng lưng của Tô Yên tràn đầy sự cưng chiều, tối nay cùng nhau đi ăn đi. Không đâu. Tô Yên từ chối rất dứt khoát. Cuộc phẫu thuật của Tô Duy được ấn định vào lúc 10 giờ sáng, trong lúc chờ đợi, An Hinh gọi điện thoại đến, cũng là vì chuyện Tô Đình Nghiêm đã công bố trên mạng. Tô Duy cũng nhìn thấy tin tức trên mạng, vốn dĩ cậu ta đã rất căng thẳng, nhưng tâm trạng đột nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Chị A, à, thật là quá hả giận, bây giờ bà phù thủy già tần phương linh đó đã bị chán ghét rồi, để em xem bà ta làm sao có thể ức hiếp chị tiếp nữa nữa, đúng là quả báo mà. Tâm trạng Tô Yên cũng rất vui vẻ, sau khi đưa Tô Duy vào phòng phẫu thuật, cô đã liên hệ với một vị luật sư và chính thức khởi kiện Tô Vân và Trần Hạo. Chu Hoàng Long thân mình lo chưa xong, làm gì có tâm tư đi lo chuyện của Tô Vân. Tô Vân bị tạm giam cả đêm, tinh thần cũng có hơi uể oải, cô ta chưa từng phải chịu đựng sự khổ sở như vậy. Lúc Tô Vân vừa mới đi vào, trong lòng ngực toàn là sự căm thù Tô Yên, lúc này cô ta chỉ mong chờ mình có thể ra ngoài nhưng cô ta không thể đợi Tần Phương Linh và Chu Hoàng Long đến giải cứu mình, mà lại nghe thấy tiếng người canh gác đang tán dóc về chuyện ngoại tình của Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh. Thật sự không ngờ mà, Chu Hoàng Long còn có cái sở thích này, người phụ nữ đó còn là người đã có chồng rồi chứ. Phụ nữ có chồng càng hiểu chuyện càng hơn, càng khiến người ta thấy thích hơn. Tôi nghe nói người phụ nữ đó là vợ của Tô Đình Nhiêm tập đoàn Tô Thị, chuyện này là do Tô Đình Nhiêm tự mình tung ra đấy bị cắm sừng suốt mấy chục năm còn nuôi con thay cho người khác cho dù có đổi thành người đàn ông nào cũng không chịu đựng nổi tô vân nghe thấy mà kinh hồn bạt vía các người nói nhảm cái gì vậy tôi muốn gặp chu hoàng long tôi là mợ cả của nhà họ sở tôi muốn gặp sở hướng nam các người mau gọi họ đến đi chứ có phải đã mấy người đã không thông báo cho nhà họ sở đúng không tốt hơn hết cô nên tiết kiệm chút sức lực đi chúng tôi đã thông báo cho nhà họ sở từ lâu rồi nhưng không có ai tới đây cả chu hoàng long bản thân mình còn lo chưa xong ai mà còn tới lo cho cô mà này cô thật sự là con gái ngoài riêng của chu hoàng long sao đúng vậy cha tôi là chu hoàng long bây giờ tốt hơn là mấy anh nên thả tôi ra tô vân giữ thái độ kiêu ngạo người canh gác cười cô muốn ra ngoài ư khó rồi đấy luật sư của đối phương đã khởi kiện cô rồi Tòa sẽ thẩm tra xử lý vụ án, cô cứ đợi ngồi tù là được. Cái gì, cái con nhỏ tôi yên khốn khiếp đó dám. Sau khi Tô Vân sửng sốt, cô ta liền vô cùng tức giận nói tôi muốn gặp sở hướng nam. Mấy anh thay tôi thông báo cho nhà họ sở một tiếng. Tôi có tiền, mấy người muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho mấy người. Hối lộ nhân viên chấp hành, tôi sẽ tăng thêm một bậc nữa đấy. Nếu tôi là chồng của cô, tôi cũng sẽ không tới. Thật là xui xẻo khi gặp phải một người vợ nham hiểm như cô. Không đâu, Hướng Nam sẽ không đối xử với tôi như thế đâu. Chắc chắn là do mấy anh đã không thông báo, các anh nói dối. Tô Vân vẫn đang tự lừa mình dối người. Người canh tù cũng lười quan tâm tới Tô Vân, đến giờ cơm tối liền đổi ca đi ăn cơm. Sở Hướng Nam thức trắng đêm, đợi tin tức từ nhà họ Sở, nhưng không ngờ lại đợi được tin tức như vậy. Chuyện của Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh ẩm ý tới mức ai nấy đều biết, đây không phải là chuyện tốt. Ngược lại, Chu Hoàng Long càng có thể vì thế mà không nhận Tô Vân, cho nên Tô Vân chỉ có thể là con gái riêng không bao giờ được công khai ra ngoài. Đều là đàn ông, sở hướng nam rất hiểu tâm lý của đàn ông, Phụng trộm là vì kích thích, nhưng ai lại thật sự vứt bỏ vợ ở nhà để đi lấy người tình. Hơn nữa, với một người có thân phận như Chu Hoàng Long, chuyện ly hôn liên quan đến quá nhiều lợi ích, căn bản là không thể nào ly hôn được. Sau khi bà Chu sau khi lấy chồng, tính tình trở nên nóng nảy, lúc này e rằng tự thân Chu Hoàng Long còn lo cho mình chưa xong nữa là. Nếu anh ta là Chu Hoàng Long, anh ta sẽ từ bỏ Tần Phương Linh và Tô Vân. Nói cách khác, quân cờ này của Tô Vân đã vô dụng rồi. Tạ Bảo Trân vội vàng đi tới, con trai, con đã xem tin tức trên mạng chưa, chuyện của Chu Hoàng Long với Tần Phương Linh đã ẩm ý lên rồi. Con thấy rồi, sở hướng nam trầm ngâm mẹ bên phía tô vân chúng ta không thể quan tâm được nữa bất kể tô yên làm gì chúng ta cứ làm như không biết con đã hỏi luật sư rồi tô vân đoán chừng sẽ phải ngồi tù đợi đến khi kết án con sẽ ly hôn với tô vân con trai con làm đúng lắm chúng ta phải phủi sạch quan hệ với tô vân càng sớm càng tốt tạ bảo chân nói ban đầu chúng ta chỉ muốn lợi dụng thế lực nhà họ sở sau lưng tô vân nhưng không ngờ lại dính phải phiền phức Tô Vân là con gái ngoài giá thú, làm sao có thể xứng với con trai của mẹ được. Thân thế của Tô Vân không được công khai, nên vẫn có thể lợi dụng thế lực của Chu Hoàng Long, nhưng hiện tại mọi người đều đã biết Tô Vân là con riêng rồi, thân phận cũng chẳng vẻ vang gì. Chuyện này thực sự là không nhờ vả được gì mà còn bị dính vào rắc rối. Sở hướng Nam vốn cũng là con ngoài giá thú, con hoang và con riêng, điều này sẽ khiến cho sở hướng Nam càng không thể ngẩng mặt lên trong giới được anh ta không có duyên vị trí là người thừa kế của nhà họ sở rồi. Tạ Bảo Trân càng nghĩ càng tức giận, con trai, con mau theo đuổi Tô Yên đi, trước đây hai đứa cũng đã có một khoảng thời gian bên nhau rồi. Chỉ cần con dỗ dành đàng hoàng, nếu con cưới được Tô Yên, sẽ có nhà họ Lý giúp đỡ, vậy thì những ngày tháng tốt đẹp của hai mẹ con chúng ta tại nhà họ sở đến rồi. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ đuổi theo Tô Yên lại. Vẻ mặt của sở hướng nam nói như thể chắn chắn sẽ làm được, cô ấy chỉ đang dở chút tính khí với con thôi. Con có cách để khiến cô ấy yêu con lại lần nữa. Con trai của mẹ thật là lợi hại. Mẹ tin con, tạ bảo chân cười, vậy con mau đi đi, tối hôm qua Tô Yên đã phải chịu uất ức, đúng lúc con có thể đến an ủi. Chuyện xác, Tô Yên bận rộn ở bệnh viện cả buổi sáng, cô canh ở ngoài phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật của Tô Duy rất thành công, viên đá lớn trong lòng Tô Yên cuối cùng cũng đã được hạ xuống. Tô Yên lập tức báo tin tốt này cho Lục Cận Phong, cũng chân thành cảm ơn anh qua điện thoại, Lục Cận Phong, cảm ơn anh. Nếu như không nhờ các chuyên gia mà Lục Cận Phong mời đến, đã không có kết quả tốt như vậy. Lục Cận Phong thuận thế cũng tranh công đòi phần thưởng qua điện thoại, chỉ là cảm ơn bằng miệng là xong rồi à. Không có gì khác sao. Tô Yên không biết Lục Cận Phong đang muốn gì. Anh muốn thế nào, dù sao thì cô Tô cũng nên mời anh một bữa chứ. Tô Yên nở nụ cười, được, nhưng phải đợi sau khi Tiểu Duy ra viện đã, lát nữa tôi phải trở về công ty, tôi không nói với anh nữa, bữa ăn này cứ nợ trước đã. Được, Lục Cận Phong cũng không được đằng chân lân đằng đầu. Buổi chiều Tô Yên phải đến công ty, tán gẫu một chút liền cúp máy. Tô Yên bước ra khỏi bệnh viện, đúng lúc bắt taxi ở ven đường, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên dừng lại, cửa sổ hạ xuống. Tô Yên nhìn thấy rõ người ngồi ở bên trong, trong lòng kinh ngạc và trở nên căng thẳng. chương 83, cảnh cáo lần cuối cùng. Tô Yên nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông trong xe chính là người cầm súng mà cô đã gặp ở Nghĩa Trang lần trước. Người đàn ông nhìn cô, đột nhiên cười với cô, xuống xe, đi tới trước mặt cô, rất khiêm tốn nhã nhặn Tô Yên. Người này biết cô sao? Nhằm vào cô mà tới à? Ông là, Tô Yên ổn định tâm tình lại, đương nhiên sẽ không nói ra chuyện cô đã từng gặp ông ta ở nghĩa trang trước đây hơn nữa tôi yên căn bản cũng không quen biết đối phương người đàn ông mỉm cười chú họ lệ lệ quốc minh cháu có thể gọi chú là chú lệ chú là bạn của mẹ cháu bạn của mẹ tôi yên không có chút ấn tượng nào mẹ của cô mất sớm hơn nữa khi mẹ cô còn sống rất hiếm khi nhìn thấy mẹ cô có qua lại với ai hay có bạn bè gì một người đàn ông với một khẩu súng làm sao có thể quen biết mẹ của cô được tại sao tôi chưa từng gặp ông? Lễ Quốc Minh cười nói, chú và mẹ cháu đã không gặp nhau hơn 20 năm rồi. Cách đây không lâu chú mới biết tin mẹ cháu đã qua đời rồi, biết được là bà ấy còn một người con gái, nên tôi mới đến xem thử. Cô ý đến thăm con gái của một người bạn đã qua đời, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường. Phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Yên là nghĩ rằng, ông ta có phải là người mẹ cô thích không? Tiểu Yên, có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không? Giọng điệu của Lệ Quốc Minh có vẻ mong đợi, ba tiếng nữa, máy bay của chú sẽ cất cánh. Chú muốn ăn một bữa cơm với cháu trước khi đi. Cháu trông rất giống mẹ của mình. Tô Yên không biết tại sao, cô không thể chịu nổi ánh mắt của Lệ Quốc Minh, vô thức gật đầu. Lệ Quốc Minh vui mừng khôn xiết, chú đặt nhà hàng rồi, lên xe đi. Tô Yên vừa đi theo ông ta như bị ma xui quỷ khiến, trong một căn phòng VIP to lớn, chỉ có Lệ Quốc Minh và Tô Yên. Lệ Quốc Minh nhiệt tình gắp thức ăn cho Tô Yên, Tiểu Yên, ăn nhiều một chút, mẹ cháu trước đây thích ăn nhất là cá vượt hấp đấy. Chú biết mẹ tôi thích ăn cá vượt sao? Xem ra quan hệ thực sự không bình thường, Tô Yên ngập ngừng hỏi, chú Lệ, không lẽ chú yêu thầm mẹ ruột của cháu hả? À? Nghe vậy, Lệ Quốc Minh cười to lắc đầu, con bé này, cháu thật dám nghĩ đấy, chú với mẹ của cháu là bạn, thân nhất. Không phải loại quan hệ như cháu nghĩ đâu. Xem ra thật sự không phải rồi. Xin lỗi, cháu đã hiểu lầm rồi." Tô Yên cười, rồi cô tiếp tục ăn. Lễ Quốc Minh ăn không nhiều gì, căn bản đều là xem Tô Yên ăn. "Tiểu Yên à, trong những năm tháng mẹ của cháu kết hôn với Tô Đình Nghiêm, bà ấy có hạnh phúc không?" Tô Yên nghĩ đến mẹ, trong lòng lại có chút thương cảm và hoài niệm, chắc là mẹ hạnh phúc đấy, bà ấy rất thích cười. Khi mẹ cười trông rất xinh đẹp, rất ấm áp. Trong ấn tượng của Tô Yên, mẹ cô luôn là người nhã nhặn, điềm tính, chăm lo nhà cửa tươm tất gọn gàng, trong sân trồng rất nhiều loại hoa đẹp, một khi đến mùa xuân sẽ đẹp vô cùng. Công ty của Tô Đình Nghiêm gặp khó khăn, chỉ cần mẹ ra mặt thì không có gì là không thể giải quyết được. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, bên ngoài có thể giải quyết được chuyện lớn nhỏ của công ty, giúp cho sự nghiệp của chồng ngày một đi lên, bên trong thì quán xuyến nhà cửa nề nếp gọn gàng. Trong mắt Tô Yên, mẹ cô là một người hoàn mỹ. Nhưng một người hoàn mỹ như vậy lại gặp phải kẻ phản bội như Tô Đình Nghiêm, cô không biết khi mẹ cô qua đời có biết chuyện giữa Tô Đình Nghiêm và Tần Phương Linh hay không. Tô Yên cũng không thể hiểu nổi tại sao một người xinh đẹp, dịu dàng và hiền lành như mẹ lại thích Tô Đình Nghiêm. Lễ Quốc Minh cảm khái, khi mẹ của cháu cười quả thực rất đẹp. Hơn 20 năm rồi, không ngờ rằng thứ nhận được lại là tin bà ấy đã qua đời. Lễ Quốc Minh nói mãi nói mãi, khóe mắt có hơi ươn ướt. Dáng vẻ đó không phải là diễn, trong lòng Tô Yên vô cùng tò mò. Cô không biết gì về thân thế và quá khứ của mẹ mình, không biết một chút gì cả, Tô Đình Nghiêm cũng chưa bao giờ đề cập đến. "Chú Lệ, làm sao chú và mẹ cháu lại biết nhau?" Lễ Quốc Minh né tránh câu hỏi này và cười nói, "Tiểu Yên, ăn nhiều một chút đi. Lần này đi, chú Lệ không biết lần sau đến khi nào mình mới quay lại nữa." Tô Yên cũng rất biết điều không truy hỏi nữa. Ăn xong, Tô Yên đứng ở cửa nhà hàng tiến Lệ Quốc Minh. Lệ Quốc Minh tiến lên vài bước, sau đó quay lại, lấy ra một sợi dây truyền ra, Tiểu Yên, cái này là của mẹ cháu, nên giao lại cho cháu. Của mẹ cháu sao? Tô Yên nhìn sợi dây truyền trên tay. Mặt trên sợi dây truyền vậy mà lại có thiết kế đầu mèo và thân rắn, trông rất kỳ quái, toát ra cảm giác thần bí. Cất kỹ đi. Đây là món đồ năm đó mẹ cháu để quên ở chỗ của chú. Bây giờ giao lại cho cháu, xem như là trả lại cho nguyên chủ. Lệ Quốc Minh lên xe, vẫy tay với Tô Yên, rồi nói với tài xế tới sân bay. Tâm trạng của Lệ Quốc Minh rất tốt. Ông Lệ, ngài giao sợi dây truyền cho cô cả rồi sao? Để con bé một mình ở lại đế đô, tôi cũng không yên tâm lắm. Có sợi dây truyền ở bên, nếu một ngày nào đó con bé thật sự gặp phải chuyện gì, nói không chừng nó có thể bảo vệ con bé. Ông lệ, ngài thật sự đã suy nghĩ cho cô cả rất chu đáo. Tô Yên đeo sợi dây chuyền trên cổ, nếu như đã là di vật của mẹ cô thì cô đương nhiên cô sẽ bảo quản thật tốt. Tô Yên nhìn lướt qua thời gian, cũng đã đến giờ đi làm rồi, vì vậy cô mới vội vàng đến công ty. Vừa mới ngồi xuống trước máy tính, Lưu Hạo đi tới, "Tô Yên, tổng giám đốc Lục đã đến công ty rồi." Lục Cận Phong không tiếp tục dưỡng thương mà đến công ty để làm gì chứ? Chân suýt chút nữa là bị phế luôn rồi, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy được? Cả buổi chiều, Tô yên có chút lơ đánh, vừa nghĩ đến chuyện của cô với Lục Cận Phong, cùng ông chủ Lục hẹn hò, có cảm giác như một giấc mơ vậy. Chuyện Tô Đình nghiêm tung tin Tần Phương Linh ngoại tình không ngừng sôi sục trên mạng, đồng nghiệp trong công ty cũng đang bàn tán xôn xao, nhưng khi Tô Yên đến gần, mọi người đều biết điều mà im lặng hoặc chuyển chủ đề ngay văn phòng của tổng giám đốc lục cận phong ngồi trên xe lăn lần này anh thật sự đã bị què phải ngồi xe lăn nói cho tôi biết tại sao lại đem xe đến bãi thải để xử lý cậu đang bao che cho ai vẻ mặt lục cận phong nghiêm túc lục minh khánh không dám đối mặt với lục cận phong cười nói anh à anh đang nói cái gì vậy sao em lại nghe không hiểu xe bị tông hỏng em bảo người kéo đi xử lý chỉ là một chiếc xe mà thôi anh sẽ không keo kiệt như vậy chứ lục minh khánh lục cận phong tức giận vỗ bàn vẻ mặt lạnh lẽo rốt cuộc là ai đã động tay vào chiếc xe đừng để tôi phải hỏi lại lần thứ hai lục cận phong đã cho người đi điều tra chuyện phanh xe bị hỏng hóc mới biết rằng lục minh khánh đã đem xe đi xử lý trước rồi có thể khiến cho lục minh khánh phải bảo vệ lục cận phong nhắm mắt cũng có thể đoán ra được đó là ai anh em anh lục minh khánh ánh mắt lóe sáng ấp a ấp úng anh cận phong anh đừng trách anh ấy, là em làm đấy. Tần Nhã Hân đẩy cửa bước vào, vốn dĩ em chỉ muốn dạy cho Lưu Hạo một bài học, ai mà ngờ anh ta lại rủ Tô Yên đến núi đảo hoa, hơn nữa anh Cận Phong cũng đi theo. Anh Cận Phong, em biết mình đã làm sai rồi, em cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Tần Nhã Hân rất thông minh, kéo Lưu Hạo vào để chịu tội thay, đương nhiên là cô ta không dám thừa nhận là mình đã nhắm vào Tô Yên. Sao cô lại ở công ty? Lục Cận Phong nheo mắt thật sâu, giọng điệu lạnh lùng, cô quay về đây khi nào vậy? Em đã quay về được một khoảng thời gian rồi, không phải là em muốn cho anh Cận Phong một bất ngờ sao? Tần Nhã Hân mỉm cười nắm lấy tay Lục Cận Phong, trên mặt có nét ngượng ngùng của một cô gái nhỏ, anh Cận Phong, em nhớ anh rồi. Đã lâu rồi anh không đến thăm em đấy, nên em đã đã nhờ anh Minh Khánh giúp để em vào công ty. Ánh mắt Lục Cận Phong như một con dao bắn về phía Lục Minh Khánh lục minh khánh cúi đầu đi về ngay cho tôi lục cận phong rút tay lại một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt sâu thẳm của anh em không về đâu em muốn ở lại anh cận phong anh đừng giận lần này em thực sự đã biết sai rồi em chỉ muốn dạy dỗ quản lý lưu mà thôi anh có thể nể mặt chị em mà tha thứ cho em được không sau này mỗi ngày em sẽ chăm sóc cho anh cận phong xem như là trừng phạt em có được không hả tần nhã hân nắm lấy tay lục cận phong làm núng nếu như không phải là nể mặt chị cô, bây giờ tôi đã đưa cô đến đồn cảnh sát rồi. Lục Cận Phong bóp tay Tần Nhã Hân, giọng điệu lạnh lùng, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám động vào một sợi tóc của tôi yên thì đừng trách tôi trở mặt vô tình, bây giờ cút ngay cho tôi. Lục Cận Phong không phải đồ ngốc, làm sao có thể tin lời nói dối muốn dạy dỗ lưu hạo của Tần Nhã Hân cho được. Tần Nhã Hân hoảng hốt, uất ức rơi lệ, anh Cận Phong, chị gái em vì anh mà mất cả mạng sống, vậy mà bây giờ anh lại vì một con nhỏ tội yên mà mắng em. Anh có xứng với chị gái em không? chương 84, có thể không chết. Tần Nhã Hân khóc, nước mắt như mưa, hơn nữa với gương mặt xinh đẹp kia, có người đàn ông nào nhìn thấy mà không mềm lòng. Cô ta rất đau lòng, đây là lần đầu tiên Lục Cận Phong hét to với cô ta. Lục Minh Khánh thấy Tần Nhã Hân đau lòng như vậy, nhịn không được mà nói giúp cô ta mấy câu với Lục Cận Phong, đại ca, Hân Hân cũng biết lỗi rồi, nhã nhược chỉ có một em gái là cô ấy xem như nể mặt nhã nhược lần này xem như cho qua có được không em đã dạy dỗ cô ấy rồi lục cận phong vỗ bàn một cái giọng nói lạnh lùng ánh mắt sắc bén xuyên qua người lục minh khánh đi ra ngoài cho tôi cơ thể tần nhã hân theo bản năng bị tiếng vỗ bàn đó làm cho run sợ sắc mặt trắng bệch lục minh khánh liếc nhìn tần nhã hân mím môi vâng đại ca lục minh khánh vừa đi trong lòng tần nhã hân lập tức cuống cuồng vội vàng gọi Minh Khánh. Có Lục Minh Khánh ở đây, dù ít hay nhiều anh ta cũng có thể hỗ trợ nói giúp một hai câu. Tiếng kêu của Tần Nhã Hân không thể ngăn cản bước chân đang rời đi của Lục Minh Khánh. Sự việc lần này đích thực rất nghiêm trọng, Tần Nhã Hân ngay cả một chút ăn năn cũng không có, miệng đầy lời dối trá, cũng nên được dạy dỗ. Văn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người là Lục Cận Phong và Tần Nhã Hân, không khí dường như đông cứng lại. Lục Cận Phong không nói chuyện, chỉ ngồi ở trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân trột giả trong lòng, anh Cận Phong. Lục Cận Phong châm một điếu thuốc, mặt không thay đổi nói, chuyện của chị cô, đúng là tôi phải có một phần trách nhiệm, cũng bởi vì như thế, tôi mới dùng sự ái náy với chị cô bù đắp trên người cô. Tôi vẫn cho rằng cô có thể học tập một chút sự dịu dàng thiện lương của chị mình, thật không ngờ, tâm tư của cô càng lúc càng ác độc như thế, phá hỏng phanh xe đừng nói với tôi chỉ là vì muốn dạy dỗ tô yên đây rõ ràng là muốn đẩy người vào chỗ chết tần nhã hân vội vàng nhận sai anh cận phong em thật sự không muốn hại chết tô yên em chỉ là có tranh cãi với lưu hạo cho nên muốn dạy dỗ cô ấy một chút em không ngờ sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy anh cận phong em sai rồi cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận mình nhắm vào tô yên tần nhã hân gương mặt lục cận phong lạnh lùng tức giận nói cô nên cảm thấy may mắn vì mình là em gái của nhã nhược, nếu không, cô đừng nghĩ đến chuyện toàn thân toàn vẹn rời khỏi đây. Trong lòng tần nhã hân run lên, không thể nào tin được, anh cận phong, chẳng lẽ anh vì tội yên mà muốn giết em sao? Lục cận phong gõ gõ tàn cho của điếu thuốc, đuôi lông mày lạnh lùng đè nén xuống, tôi thiếu nợ chị gái cô, bây giờ cũng đã thanh toán xong rồi, bây giờ lập tức cút về nước A cho tôi, không có sự cho phép của tôi, không được phép bước chân vào đế đô nửa bước. Lục Cận Phong bỏ lại câu nói này, xoay ghế, quay lưng lại. Chuyện đề cử, lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Vành mắt tần nhã hân đỏ lên, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, em có thể đi, chỉ hy vọng anh Cận Phong đừng quên, chị em là vì anh mà chết, hơn nữa đã 5 năm rồi, ngay cả thi thể cũng không tìm được, nợ anh thiếu chị em, vĩnh viễn cũng trả không đủ, anh đã quên chị em rồi, chính là có lỗi với chị ấy. Nói một hơi, tần nhã hân khóc chạy ra khỏi văn phòng. Lục Cận Phong một mình trầm mặc, 5 năm, năm trước, Lục thừa mẫn hạ thuốc anh, lúc đó kẻ thù của anh tìm đến, Nhã Nhược vì dẫn những kẻ đó rời đi, không trở về nữa. Tâm trạng Lục Cận Phong nặng nề nhắm mắt lại, giống như lời Tần Nhã Hân vừa nói, nợ mà anh thiếu Nhã Nhược, không chỉ không trả hết, mà còn là không có cơ hội nữa. Lục Minh Khánh thấy Tần Nhã Hân khóc chạy ra ngoài, lập tức đi theo. "Hân Hân." Tần Nhã Hân dừng lại, Vẻ mặt không được tốt nhìn Lục Minh Khánh, bây giờ anh hài lòng rồi đó, anh cận phong kêu em cút khỏi đế đô, không cho phép trở lại. Hân hân, anh chỉ là đến tặng em một lời khuyên, đừng quá tự cho mình là thông minh, xem người khác là kẻ ngốc. Hai tay Lục Minh Khánh nước túi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt chị Nhã Nhược trước đây đối xử với anh rất tốt, cho nên anh vẫn luôn nhớ đến phần tình cảm này, vừa rồi không vạch trần em, nhưng không phải đại ca cái gì cũng không biết đâu. Em chính là nhắm vào Tô Yên đó thì sao? so với chị gái em, cô ta còn kém xa. Nước mắt Tần Nhã Hân biến mất, nói từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Yên, em đã không thích cô ta rồi, chị em yêu anh Cận Phong như vậy, anh Cận Phong cũng là của chị em, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng chiếm được. Vậy còn em, giọng điệu của Lục Minh Khánh có chút nặng nề, rốt cuộc là em vì chị gái mình, hay là bởi vì em đã rung động đối với đại ca? Em, Tần Nhã Hân bị hỏi không trả lời được, một lát sau mới nói, tình cảm giữa chị và anh Cận Phong, em vẫn luôn rất hâm mộ lúc đó chị là vì cứu anh cận phong một đi không trở lại nhưng ai có thể xác định chị ấy đã thực sự chết hay chưa sắc mặt lục minh khánh cứng lại ý em là gì gần đây em luôn mơ thấy chị ấy em cảm thấy có lẽ chị em vẫn chưa chết vẻ mặt lục minh khánh lập tức trở nên nghiêm trọng nếu như nhã nhược không chết vậy chuyện kia sợ là càng nguy rồi trái tim của lục cận phong đã ở trên người tô yên nếu như xảy ra biến cố này đủ để làm cho người ta đau đầu. Có điều đã 5 năm trôi qua không có tin tức rồi, rơi vào tay những người kia, sao có thể còn sống sót. Tô Yên vội vàng làm xong chuyện trong tay, nhanh chóng tan làm. Sợ bị giữ lại, Tô Yên cầm túi chạy còn nhanh hơn thỏ. Lục Cận Phong biết được Tô Yên đi rồi, vẻ mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Mà chuyện Lục Cận Phong gọi Tần Nhã Hân tới văn phòng rất nhanh đã chuyển đến tai Lục Thừa Mẫn anh trai tôi thực sự đã mắng tần nhã hân đến nỗi khóc chạy ra ngoài thư ký gật đầu vâng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô tần khóc chạy ra ngoài cậu ba lục đuổi theo tôi nghe được hình như tổng giám đốc lục muốn cho cô tần rời khỏi đế đô bởi vì chuyện gì anh có nghe được không lục thừa mẫn vui vẻ hẳn lên hình như là bởi vì chuyện tôi yên xảy ra tai nạn đợt trước thư ký hỏi cậu hai lục cậu nói xem có phải tổng giám đốc lục có ý đó đối với tôi yên hay không tôi tìm người đến công ty con hỏi thăm biết được tô yên là do cậu ba lục tiến cử đến trụ sở chính mà cậu ba lục là người của tổng giám đốc lục có phải cũng là ý của tổng giám đốc lục hay không lục thừa mẫn nhíu mày đột nhiên anh ta nhớ ra tô yên này lúc trước suýt chút nữa đã gả vào nhà họ lục trước đó có ba người gả vào nhà họ lục đều chết không rõ nguyên do chỉ duy nhất tô yên này đào hôn mà lục cận phong lại không truy cứu lục cận phong biến mất một hồi lại đột nhiên trở về, anh ta nghe nói, Lục Cận Phong đã xảy ra chuyện, ngay cả ông nội cũng bị kinh động, mà ngày hôm Lục Cận Phong xảy ra chuyện, Tô Yên cũng xảy ra chuyện. Trên đời nào có chuyện gì trùng hợp như vậy? Lục Thừa mẫn trầm tư hồi lâu, đột nhiên cười, người anh trai này của tôi ẩn giấu rất kỹ, nhiều năm trôi qua như vậy, rốt cuộc đã để tôi tìm được điểm yếu rồi. Tô Yên đang trên đường đến bệnh viện để thăm Tô Duy, nhận được điện thoại của cảnh sát. Tô Vân đang ở trong phòng tạm giam muốn được gặp cô. Tô Yên nghĩ nghĩ, quay đầu xe đến cục cảnh sát. Chu Hoàng Long tự mình tới cục cảnh sát, đi tìm cục trưởng Vương, vẫn không có cách cứu Tô Vân ra, ông ta cũng không biết rốt cuộc là ai đang làm chỗ dựa cho Tô Yên. Trực giác nói cho Chu Hoàng Long biết, người giúp Tô Yên lần này chính là người lúc trước đã làm mất đi đôi chân của con trai ông ta. Chu Hoàng Long không thể nộp tiền bảo lãnh cho Tô Vân, vậy thì chỉ có thể đi theo trình tự tư pháp. Tô Vân cuống cuồng, sợ hãi thì thầm nói muốn gặp Tô Yên. Cảnh sát không chịu nổi, lúc này mới gọi điện thoại cho Tô Yên. Tô Yên đứng ở bên ngoài cửa sắt, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Tô Vân đang co rúm lại ở trong góc. Nghe nói cô muốn gặp tôi. Chương 85: Tiếp quản tập đoàn Tô thị. Nghe thấy giọng nói của Tô Yên, Tô Vân đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy Tô Yên, tận sâu trong đáy mắt Tô Vân hiện lên một tia sợ hãi. Chị em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, chị bỏ qua cho em đi, em cũng không dám nữa. Tô Vân quỳ xuống bỏ đến trước mặt Tô Yên, hai tay nắm chặt lấy song sắt, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên cầu xin, ở đây lạnh quá, còn có chuột, có cả rắn nữa, em rất sợ, em không muốn bị nhốt ở chỗ này, chị, chị thả em ra có được không? Tô Vân biết rõ không thể trông cậy vào nhà họ sở, cũng không thể trông cậy vào Chu Hoàng Long. Nếu cô ta muốn rời đi chỉ có thể cầu xin Tô Yên dơ cao đánh khẽ thôi. Cô ta đã bắt nạt Tô Yên hơn 10 năm, thật không ngờ tới có ngày cô ta phải quỳ xuống cầu xin Tô Yên. Tô Yên từ trên cao nhìn xuống Tô Vân, cô thấy rất rõ thân thể cô ta ướt đẫm, tóc tai bù xù, trong giọng nói mang theo tia sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Tô Yên có chút khó chịu, cô ta mới chịu đựng một đêm mà đã sợ hãi thành như vậy rồi sao? Tô Yên nhớ tới lời nói của Lục Cận Phong, xem ra anh đã phái người hỏi thăm qua người ở đây, nên đã chăm sóc đặc biệt cho Tô Vân nếu không với loại địa phương như thế này làm sao có thể có chuột với rắn được. Dáng vẻ Tô Vân bị dọa sợ, kiểu này nếu bị nhốt thêm vài ngày nữa nói không chừng tinh thần sẽ xảy ra vấn đề mất. Thế nhưng, tại sao cô phải bỏ qua cho cô ta chứ? Không được, Tô Yên lạnh lùng từ chối, tại sao tôi phải bỏ qua cho cô chứ? Năm đó cô cũng không bỏ qua cho tôi, tối hôm qua cô cũng không nương tay với tôi, cô nói xem tại sao tôi phải bỏ qua cho người đã hại mình chứ? Chị, là do em bị ma quỷ ám chị nói muốn gặp trần hạo nên em mới đi tìm anh ta em thật sự không ngờ tới anh ta vừa nhìn thấy sắc đẹp thì nổi lòng tham đã đến lúc này mà tô vân vẫn có nói dối đây chính là thái độ hối lỗi của cô sao sắc mặt tô yên không thay đổi nói vậy thì cô cứ tiếp tục ở trong này đợi đi nói xong tô yên quay người đi ra ngoài tô yên tô vân nóng nảy bám lấy cửa sắt đứng lên hét lớn về phía tô yên cô ta cắn răng nói em thừa nhận là em thuê Trần Hảo hãm hại chị, 5 năm trước và tối hôm qua đều là em làm đấy, còn có những chuyện em đã làm với chị trong những năm gần đây nữa, em biết em sai rồi, em xin lỗi chị, chị có thể tha thứ cho em được không? Tô Yên dừng lại, cô thấy có chút khó tin khi nghe thấy Tô Vân nhận sai. Tô Vân thấy Tô Yên dừng lại, trên mặt hiện lên vui vẻ, phảng phất như thấy được hy vọng chị, có phải chị tha thứ cho em không, chị sẽ rút lại đơn kiện phải không? Ánh mắt Tô Yên lạnh lùng nhìn Tô Vân, từ năm 8 tuổi khi cô bắt đầu tiến vào nhà họ Tô, hơn 10 năm rồi, tất cả mâu thuẫn lớn nhỏ giữa chúng ta, ân oán không thể đếm xuể. Tô Vân, tôi hiểu rất rõ cô, dù bây giờ cô cúi đầu nhận sai lầm nhưng lòng căm hận của cô với tôi chỉ có tăng chứ không có giảm, một khi thả cô ra, cô sẽ tìm cơ hội trả thù tôi. Tô Vân khẽ giật mình, đúng là cô ta hận Tô Yên, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, một đêm kinh hoàng chật vật vừa rồi của cô ta đều là do Tô Yên ban tặng đợi cô ta ra ngoài rồi, cô ta nhất định sẽ làm cho Tô Yên trả giá thật đắt. Thật không ngờ tới tâm tư của cô ta đều bị Tô Yên nhìn thấu. Giọng điệu của Tô Yên nhẹ nhàng nói, vậy nên cô hãy cứ ở trong này đi, tôi không phải là thánh mẫu, sẽ thả cái người đã hại tôi ra để lại tiếp tục hại tôi. Tô Yên, rốt cuộc mày muốn như thế nào? Tô Vân điên cuồng hét lên, đồ đàn bà độc ác, tao đã van xin mày đến mức này rồi, mày thực sự muốn tao chết trong này có phải không? Đồ khốn khiếp, Chờ đến khi tao ra ngoài, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Tô Yên hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì chờ đến khi cô có thể ra ngoài rồi nói tiếp, lúc nào tôi cũng sẵn sàng nghinh chiến với cô." Vừa dứt lời, Tô Yên trực tiếp rời khỏi, giọng Tô Vân tức giận gào thét mắng chửi xa dần. Khi ra khỏi cục cảnh sát, Tô Yên còn chưa kịp lên xe rời đi, Tần Phương Linh mặt mũi bầm dập hùng hùng hổ hổ lao về phía cô. "Tô Yên, cái người đàn bà độc ác này, mày nhanh thả con gái tao ra!" rồi rút đơn kiện ngay cho tao, nếu không tao sẽ không để cho mày yên đâu. Tần Phương Linh lôi kéo Tô Yên giống như một người đàn bà tranh chua, giơ tay lên định đánh Tô Yên. Bà ta không thể trông cậy vào Chu Hoàng Long, nhưng bà ta cũng không thể để cho Tô Vân ngồi tù được. Buông ra, Tô Yên đẩy Tần Phương Linh ra, giọng nói lạnh lùng, nếu bà muốn trở thành Tô Vân tiếp theo, cũng muốn vào tù ngồi một chút thì tiếp tục đánh đi. Tần Phương Linh bị khí thế của Tô Yên dọa sợ, ngẩn người không dám đánh nhìn ánh mắt Tô Yên như ngâm độc vậy mày cái con sói mắt trắng cánh cứng cáp rồi tao thực sự hối hận năm đó tại sao không đuổi mày đi ánh mắt Tần Phương Linh lảng tránh có phải mày đã nói thân thế của Tiểu Vân ra phải không Tô Yên tâm tư của mày sao có thể độc ác như vậy chứ đây không phải là học tập từ gì Tần sao Tô Yên mỉa mai nói gì Tần xem biểu hiện của tôi có thấy hài lòng không Tần Phương Linh tức giận đến mức suýt chút nữa nôn ra máu huyết áp tăng vọt. Bà có thể thuê một luật sư giỏi cho Tô Vân thay vì ở đây khóc lóc om sòm với tôi, nói không chừng còn có thể giảm án được nửa năm đấy. Tô Yên ra vẻ kinh ngạc, giả vẻ như chợt nhớ ra, đúng rồi, suýt chút nữa tôi đã quên, hiện tại gì tần đến bản thân còn khó bảo toàn, chật chật, thân thể chồng chất vết thương, thật khiến người ta nhìn, sướng con mắt. Đam mỹ sắc, mày, 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 tần phương linh tức giận đến mức toàn thân phát run. Tô Yên cười cười rồi trực tiếp lái xe rời đi. Lần này, cô muốn chơi đến cùng với Tô Vân. Tô Yên đi đến bệnh viện thăm Tô Duy, người đã tỉnh tháo rồi, vừa làm phẫu thuật xong nên thân thể còn rất yếu. Đến thăm Tô Duy xong, cô mới quay trở lại nhà họ Lý. Còn chưa vào trong Tô Yên đã nghe thấy tiếng cười của Hạ Vũ Mặc. Hôm nay là Lưu Tuyết Lam đến đón Hạ Vũ Mặc. Hạ Vũ Mặc nhìn thấy Tô Yên trở về thì vui sướng chạy tới chị. Lưu Tuyết Lam cũng cười nói, "Tiểu Yên, chưa ăn cơm phải không? Trong bếp có để phần lại cho con đấy, để mẹ cho người hâm nóng lại cho con." "Vâng, cảm ơn mẹ nuôi." Tô Yên ôm lấy Hạ Vũ Mặc, hỏi Lưu Tuyết Lam, "Cha nuôi về rồi ạ?" "Đang ở phòng làm việc đấy, ông ấy nói nếu con tìm ông ấy thì trực tiếp đến phòng làm việc tìm." "Vâng ạ." Xem ra Lý Mộc Sinh đã sớm đoán được cô sẽ đến tìm ông. Tô Yên lên lầu, mở cửa phòng làm việc ra. Lý Mộc Sinh đang ở trong phòng. Cha nuôi, Tiểu Yên đến rồi à? Lý Mộc Sinh bỏ việc đang làm dở trong tay xuống, Tiểu Duy làm phẫu thuật có thuận lợi không? Cũng thuận lợi à? Tô Yên nói, cha nuôi, cảm ơn cha lần này đã ủng hộ con. Tất nhiên Lý Mộc Sinh biết rõ Tô Yên đang nói đến việc gì. Ngay khi cô gặp chuyện không may, đã lập tức gọi điện cho Cục trưởng Vương, phần ân tình này Tô Yên sẽ nhớ kỹ. Lý Mộc Sinh cười cười, Tiểu Yên, còn bây giờ là con gái của Lý Mục Sinh, người làm cha tất nhiên là sẽ che chở cho con mình, người một nhà không cần phải khách sáo như vậy. Tô Yên đắn đo nói, cha nuôi, con muốn biết, lúc trước con đánh Lý Văn, cha không tìm con gây rắc rối, có phải là vì lục cận phong không? Lý Mục Sinh giật mình, con cũng biết rồi à? Vâng, Tô Yên cười tự diếu, con không biết đây có phải là may mắn hay không, vậy mà có thể lọt được vào mắt xanh của cậu cả nhà họ lục. Trong lần chia tay trước đó, Hai người nhìn như là đã thanh toán sạch sẽ, nhưng bây giờ tính lại, cô còn thiếu lục cận phong rất nhiều, căn bản là không thể nào phân rõ được, cũng không thể trả nổi. Tiểu Yên, con cũng không thể tự coi nhẹ bản thân được." Lý Mộc Sinh nói, cái loại tình cảm này cũng không thể quyết định bởi thân phận và bối cảnh được, đúng rồi, cha của con buổi chiều đã tới đây. Trong lòng Tô Yên siết chặt, ông ta đến đây làm gì? Nghe ý tứ của cha con, có vẻ ông ta định giao tập đoàn Tô thị cho con chương 86, Lục Cận Phong leo tường. Tô Yên nghe được tin tức này, không hề thấy thích thú, ngược lại còn thấy cõi lòng có hơi mất mát. Trước đó cô có dò hỏi Tô Đình Nghiêm giao lại quyền quản lý công ty cho mình, nhưng mà đã bị ông ta từ chối rồi. Bây giờ gặp rắc rối, Tô Đình Nghiêm biết đã hết cách đối phó với Chu Hoàng Long, sớm muộn gì rồi công ty cũng sẽ bị lụi bại, thậm chí là phá sản trong vòng một đêm. Lúc này, Ông ta mới muốn giao lại củ khoai nóng đến bỏng tay đó cho Tô Yên. Sở dĩ Tô Đình Nghiêm đổi ý như thế, chính là vì muốn để nhà họ Lý đứng ra làm chỗ dựa. Điểm này Tô Yên có thể nghĩ tới, dĩ nhiên Lý Mộc Sinh cũng có thể hiểu được dụng ý đó của Tô Đình Nghiêm. "Tiểu Yên, con định thế nào?" Tô Yên trầm tư vài giây lại nói, "Công ty đó cũng có một nửa tâm huyết của mẹ con, dĩ nhiên con không thể khoanh tay đứng nhìn công ty xảy ra chuyện." Tô Đình Nghiêm chính là nghĩ tới điểm này nên mới tìm tới cô. Lý Mộc Sinh gật đầu, ông cũng đã đoán được quyết định này của cô từ trước, bèn nói, bây giờ cũng muộn rồi, quay về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hai ngày nay con đã vất vả rồi. Vâng ạ, tôi Tô Yên rời khỏi phòng làm việc, vì không có hứng nên chỉ ăn qua loa một chút rồi quay trở về phòng. Nhìn thấy cô có tâm sự, Hạ Vũ mặc trong một bộ đồ ngủ kiểu phim hoạt hình lặng lẽ vào trong phòng Tô Yên. Thấy người kia đang ở trong phòng tắm, cậu bé lại lén lút chui vào chăn trốn kỹ. Cửa phòng tắm lạch cạch mở ra, Tô Yên trùm khăn tắm đi ra ngoài nhìn thấy chăn trên giường nhô lên một cục, còn cả cái chân ngắn ngủn tròn trịa của Hạ Vũ mặc lộ ra bên ngoài, trông đáng yêu đến không chịu được. "Tiểu Vũ, Tô Yên giờ khóc dở cười, đi tới vén chăn lên." Hạ Vũ mặc lăn một vòng trên giường, cười hì hì. "Chị Yên, tối nay em muốn ngủ cùng với chị." "Không có chị" em ngủ không được hạ vũ mặc ôm lấy chăn làm ra dáng vẻ yểu điệu như con gái nhà lành tô yên bị chọc cười quy tắc cũ không được đá chăn không được hạ vũ mặc lưu loát tiếp lời của tô yên không được lấn sang chỗ của chị không được sỗ sàng em thuộc hết rồi tô yên mỉm cười cái thằng nhóc này tối nào cũng đều kiếm đủ thứ lý do trên trời dưới đất để ngủ chung với cô lúc ngủ lại rất quậy đều là lăn vào trong lòng của cô mà ngủ da thịt của hạ vũ mặc mềm mại lại trơn nhẵn, thật ra có cậu bé ngủ cùng, tôi yên càng có thể ngủ ngon hơn. Thay vì nói hạ vũ mặc dính lấy cô, chỉ bằng nói là bây giờ cô đã càng lúc càng không thể tách khỏi thằng bé được nữa. Tô Yên thay quần áo ngủ, Hạ Vũ mặc ôm lấy eo của cô. Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh hơi phiếm hồng kia nhìn Tô Yên, cười nói chị Yên, chị có thích Tiểu Vũ không? Tiểu Vũ đáng yêu như vậy mà, chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tô Yên bẹo má thằng bé, cảm giác rất hạnh phúc, nhanh đi ngủ đi, sáng mai còn tới nhà trẻ nữa. "Chị Yên, ngủ ngon." Hạ Vũ mặc cười hì hì, chui vào trong chăn. Tô Yên đang định tắt đèn đi ngủ, điện thoại đặt ở đầu giường lại vang lên. Lục Cận Phong gửi một tin nhắn tới. Lúc tan làm, Tô Yên đã đi về rất nhanh, chính là vì muốn tránh đụng mặt anh. Cô mở điện thoại di động ra, Lục Cận Phong gửi tin nhắn thoại tới. Giọng nói nồng ấm có tính đầu độc kia đã nhanh chóng vang tới. "Yên Yên, anh không ngủ được." "Tô Yên, sao cô lại có cảm giác?" Giọng điệu nũng nịu này khá là giống với Hạ Vũ Mặc thế nhỉ. Hạ Vũ Mặc bỗng chui ra khỏi chân, "Chị Yên, là tin nhắn của chú xe lăn đúng không?" Trước đó, Hạ Vũ Mặc nhìn thấy Lục Cận Phong là lúc anh đang ngồi trên xe lăn, cho nên đã gọi anh bằng cái biệt danh như thế. "Tô Yên, đúng rồi." "Chị Yên, có thể cho em nói chuyện với chú xe lăn được không? Hạ vũ mặc chấp chấp đôi mắt đen lấy, bên trong lộ ra một nét giảo hoạt, em nhớ chú xe lăn. Trước đó hai người không phải là bất cập với nhau sao, bây giờ lại chuyển sang nhớ nhung rồi. Tô Yên cũng đang không biết trả lời tin nhắn của người kia như thế nào, đành đưa điện thoại cho Hạ Vũ Mặc. Cậu bé cười hì hì, trực tiếp gọi điện video với anh. Lục Cận Phong bên kia vừa nhìn thấy Tô Yên gọi video tới, trong lòng mừng rỡ như điên, lập tức bắt máy. Yên Yên, chú, là con nè." Hạ Vũ Mặc cười híp mắt, vẫy tay chào với Lục Cận Phong. Người kia nhìn thấy bên trong màn hình là Hạ Vũ Mặc, hơn nữa còn đang nằm trên giường, ánh mắt lại thoáng tối sầm, nhóc con, chị của con đâu?" Lục Cận Phong không nhìn thấy Tô Yên. Lục Cận Phong lúc này không có đeo mặt nạ, bởi lúc đầu anh không biết người gọi là Hạ Vũ Mặc. Cậu bé nhìn thấy khuôn mặt của anh bên kia, kinh ngạc thốt lên, chú, chú đẹp trai thật đó. Câu khen ngợi của Hạ Vũ mặc khiến Lục Cận Phong cảm thấy có chút khoái trí, giọng điệu cũng dịu dàng hẳn, nhóc con, thật là khéo nhìn. Chị của con đâu? Chị Yên ngủ cùng với con. Hạ Vũ mặc quay điện thoại về phía Tô Yên, bản thân cũng đang lười nhác mà nằm trong lồng ngực của cô, đắc ý nói với Lục Cận Phong, chú, con với chị Yên ngủ chung đó. Có nghĩa là, đừng có quấy giày. Tô Yên bị Hạ Vũ mặc chọc cười cái thằng bé này, rõ ràng là đang cố ý chọc tức lục cận phong. Quả nhiên, nhìn thấy hạ vũ mặc có có mặt nhỏ của mình ở trên người tô yên, vẻ mặt trông vô cùng hưởng thụ, lục cận phong bên này lại có cảm giác đồ của mình bị người khác cướp đoạt. Nhóc con, buông chị yên con ra, cô ấy là của chú. Hứ, không buông. Chị yên thích nhất là con đó, hai người bọn con ngày nào cũng đều ngủ chung hết. Hạ vũ mặc được dịp khoe mẽ, còn vẫy tay nói với lục cận phong, chú, ngủ ngon nha chúc chú mơ đẹp nhóc con tút điện thoại ngắt kết nối tô yên thật sự là bị hạ vũ mặc làm cho dở khóc dở cười cô cũng chưa quay lại với lục cận phong nhưng lại cảm thấy cuộc đấu tranh giữa hai người này rất thú vị tiểu vũ ngủ thôi vâng ạ à, hạ vũ mặc cười hì hì chui vào trong chăn hừ muốn cướp chị yên của cậu ư đừng có hòng chuyện đề cử phó tiên sinh và phó phu nhân ở biệt thự nam sơn sau khi gọi video xong lục cận phong không tài nào ngủ được hạ vũ đi tới nhà họ lý hạ vũ từ ngoài đi vào nghe thấy lục cận phong muốn tới nhà họ lý lại vội hỏi vâng đại ca à đại ca đã trễ vậy rồi chúng ta tới nhà họ lý làm gì tới đón người lục cận phong cầm cây gậy đi rất nhanh nếu tối nay không đưa tôi yên về anh nhất định sẽ bị mất ngủ Hạ Vũ nhanh chóng nhận ra, Tô Yên đang ở nhà họ Lý. "Đại ca, muộn như này mà chúng ta đi đón cô Tô, có được không?" Đêm đã khuya, quả thật là không thích hợp. Cũng không thể nào nói rõ với Lý Mục Sinh, như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của Tô Yên. Cho nên, Lục Cận Phong không có ý quan minh chính đại đi vào cửa lớn. Cả hai người đứng bên ngoài bức tường ở nhà họ Lý, Hạ Vũ nhìn bức tường cao 2 mét, hỏi, "Đại ca, Chúng ta nhất định phải leo tường vào sao? Chân anh vẫn còn chưa khỏi hẳn mà. Cho nên tôi mới gọi cậu tới. Lục Cận Phong thoáng nhìn xuống đất, Hạ Vũ đã nhanh chóng hiểu được ý của người kia. Anh ta ngồi xổm xuống, làm đệm cho Lục Cận Phong leo vào. Cho dù hai chân bị thương, nhưng mà bức tường cao 2 mét này cũng không làm khó được Lục Cận Phong. Sau khi anh leo vào trong, Hạ Vũ cũng lật đật leo theo. Hai người đứng đó, Vừa muốn đi tìm Tô Yên lại không biết cô ở phòng nào. Bỗng, có hai người đang đi về phía bên này, chính là Lý Mộc Sinh và Lý Văn. Nhìn thấy Lục Cận Phong, cả hai người đều ngạc nhiên đến mức ngơ ngác. Hai người này mới vừa nãy là leo tường vào sao? Trong lòng Lục Cận Phong là lúng và xấu hổ không thôi. Leo tường vào trong, không ngờ lại bị Lý Mộc Sinh bắt gặp. Oai danh cả đời này của anh coi như là bị hủy hoại rồi. Nhưng mà, Lục Cận Phong vẫn không hề biến sắc, không nhìn ra được chút xấu hổ nào cả. Lý Mộc Sinh nhanh chóng hiểu ra, hơn nửa đêm rồi mà Lục Cận Phong không đi vào từ cửa chính lại leo tường vào, nhất định là không phải tới gặp ông, mà là để gặp Tô Yên. Lý Mộc Sinh khẽ ho khan, cứ như không nhìn thấy Lục Cận Phong, ngẩng đầu nhìn trời đêm nói, mặt trăng đêm nay tròn thật, tiểu văn, chỉ con ở tầng 2 ngủ rồi chứ hả? Lý Văn ngơ ngác, vẫn là theo bản năng mà trả lời, ngủ rồi. Lục Cận Phong nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, ấn đường khẽ nhíu lại. Tầng 2. Tô Yên ở tầng 2, nhưng là phòng nào của tầng 2? Lý Mộc Sinh tựa như có thể nghe thấy được tiếng lòng của Lục Cận Phong, lại hỏi, đi như nào để tới phòng chị con nhỉ? Lý Văn, lên tầng 2 rồi quẹo trái, căn phòng thứ 3. Ừm, Lý Mộc Sinh gật đầu, đã trễ rồi, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Lý Mộc Sinh và Lý Văn làm ra vẻ như không có nhìn thấy Lục Cận Phong cứ thế mà đi vào trong. chương 87, Lục Cận Phong không tiếp tục giả què giả bị hủy dung nữa. Lý Mộc Sinh vừa đi, Lục Cận Phong đã trực tiếp đi thẳng tới lầu 2, Hạ Vũ vẫn đứng đợi ở tầng 1. Lý Mộc Sinh đã dặn người làm mở hết tất cả các cửa ra, ngay cả chìa khóa phòng của Tô Yên cũng treo ngay ở trên tay nắm cửa. Lục Cận Phong đứng ngay cửa, rất hài lòng với cách làm của Lý Mộc Sinh. Anh nhẹ nhàng vặn cửa phòng, rón rén đi vào trong. Tô Yên và Hàn Vũ Mặc đã ngủ rồi, chỉ chưa lại một cây đèn ở đầu giường là còn đang bật, bởi Hạ Vũ Mặc có thói quen đi tiểu đêm. Lục Cận Phong đứng ở đầu giường, nhìn hai người Tô Yên và Hạ Vũ Mặc đang ngủ rất say, hai khuôn mặt cùng dính sát vào nhau. Thấy cảnh đó, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy rất yên ả, vô cùng ấm áp. Hạ Vũ Mặc tinh danh hoạt bát, Lục Cận Phong bỗng có một suy nghĩ, nếu như cậu bé có thể là con ruột của anh và Tô Yên thì tốt quá rồi. Lúc Lục Cận Phong nhận ra bản thân lại bỗng có suy nghĩ này, chính anh cũng không lý giải được vì sao. Lục Cận Phong nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hạ Vũ Mặc, thằng nhóc này dám cướp người phụ nữ của anh. Lục Cận Phong cẩn thận vén chăn, nhẹ nhàng bế Tô Yên lên. Tô Yên ngủ rất say, không có dấu hiệu bị đánh thức. Lục Cận Phong lại cứ thế mà gión rén, cẩn thận như thể đang ôm vật quý giá đi xuống tầng dưới. Cửa nhà họ Lý mở ra, Lý Mộc Sinh sao lại có thể để cho Lục Cận Phong leo tường nữa? Lục Cận Phong bế người lên xe, giống như có tật giật mình mà nói với Hạ Vũ trở về Nam Sơn. "Vâng đại ca." Hạ Vũ hạ thấp giọng đáp. Xe lái rất êm, cộng thêm lồng ngực của Lục Cận Phong quá ấm áp, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Tô Yên cứ thế mà ngủ, tới lúc trở về Nam Sơn rồi vẫn không có tỉnh lại. Lý Mộc Sinh và Lý Văn đứng ở ban công tầng 2 nhìn người rời đi. Lý Văn khiếp đảm một lúc mới nói cha, không phải cậu chủ lục này bị què với bị hủy dung sao. Con thấy chỉ là chân anh ta có hơi khập khánh, nhưng mà cũng không kinh khủng như người ta đồn đãi Nhưng mà lúc đánh nhau, quả thật lại rất khủng bố. Cho tới bây giờ, Lý Văn vẫn luôn ám ảnh cú đạp kia của lục cận phong. Cậu chủ lục này là đang hạ màn kịch rồi. Thật thật giả giả, trong lòng tự hiểu là được rồi. Lý Mục sinh nhân cơ hội này mà dạy dỗ con trai, Tiểu Văn về điểm này thì con nên học tập cậu chủ lục nhiều hơn. Làm người, muốn làm chuyện lớn thì quan trọng cần phải có cái đầu mưu mẹo. Anh ta có tài giỏi như nào đi nữa thì cũng không phải chịu thua dưới chân chị con đó sao, sau này gặp con còn phải gọi một tiếng em dễ cơ. Lý Mộc Sinh Ngay sau đó, một cái đánh bốp vang lên sau gái Lý Văn, nếu không phải cha dọn sẵn đường cho con mà nhận Tiểu Yên làm con gái nuôi, con có hôm nay sao? Lý Văn xoa gáy, bĩu môi nói, nếu không phải do con lúc đầu thích chị ấy, đắc tội với cậu chủ lục, cha cũng không có cơ hội dọn đường này đâu. Cha à, đây gọi là trong họa có phúc đó. Lý Mục Sinh quả thật là không có lời lẽ nào để phản bác nữa. Ông cũng không hy vọng tiền đồ của Lý Văn có thể sáng lạn như Lục Cận Phong. Dù sao thì chỉ cần có mối liên kết với nhà họ Lục, cho dù là sau này ông có giao lại sự nghiệp trăm năm này của mình cho Lý Văn, vậy cũng không thấy lo lắng nữa. Sáng hôm sau, Hạ Vũ mặc tỉnh lại đã phát hiện Tô Yên không có ở trong phòng. Cậu bé mang giày, bì bà bì bạch chạy ra ngoài gọi, chị Yên, chị Yên. Lý Văn Thảnh thơi dựa vào tường, lên tiếng, chị ấy không có ở nhà đâu, muốn biết chị ấy đang ở đâu thì con có thể hỏi cậu, cậu biết. Hạ Vũ mặc hỏi, chị Yên ở đâu? Lý Văn mỉm cười, ra điều kiện, con gọi cậu một tiếng cậu Văn tốt bụng, cậu sẽ nói cho con biết. Không nói thì thôi. Hạ vũ mặc hừ một tiếng, kiêu hãnh bước xuống lầu dưới, ông nội đẹp trai ơi, chị Yên đâu rồi? Lý Mộc Sinh mới chạy bộ sáng về, nhìn thấy cục thịt tròn xoe hạ vũ mặc đang chạy về phía mình lại lập tức niềm nở tiểu vũ, dậy sớm vậy sao? Chị Yên của con đã đi làm rồi, đợi lát nữa bà nội sẽ dắt con tới nhà trẻ được không? Vâng ạ, à, hạ vũ mặc vẫn rất hiểu chuyện. Ở Nam Sơn, Tô Yên mơ màng, theo thói quen duỗi tay sờ qua bên cạnh. Hạ Vũ mặc lúc ngủ đều lăn lộn lung tung, lần nào cô cũng đều phải mò người cậu nhóc lôi trở vào trong chăn. Nhưng lần này, tội yên duỗi tay lại cảm thấy không đúng, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đang ở gần sát của Lục Cận Phong, cô lập tức bị dọa sợ tới giật bắn mình ngồi dậy. Lục Cận Phong, sao anh lại nằm ở trên giường của tôi? Lục Cận Phong gối hai tay ra sau đầu, cẩn trọng nhắc nhở đây là giường của anh. Tô Yên lúc này mới nhìn kỹ lại, căn phòng này vốn không phải là nhà họ Lý. Cô nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài ban công mới biết, nơi này chính là biệt thự Nam Sơn. Là nơi ở của Lục Cận Phong. Tô Yên chấn tĩnh bản thân, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ mặt hài lòng kia, lại hỏi tại sao tôi lại ở chỗ này. Không phải cô đang ở nhà họ Lý sao? Làm sao ngủ thức dậy đã là biệt thự Nam Sơn rồi? Lục Cận Phong ngậm điếu thuốc, nhưng chưa có nhóm lửa, động tác này quá mức gợi cảm, còn có mấy phần tà mị, anh vừa mở mắt đã thấy em nằm trên giường anh rồi, ai biết được có phải là vì em nhớ anh quá cho nên nửa đêm lén lút bò lên giường của anh hay không? Nhảm nhí, Tô Yên bày ra vẻ mặt, sao tôi có thể chạy xa mấy chục cây số mà bò lên giường anh chứ, tôi có bị mộng du đâu. Ngôn tình hài, nhưng mà Tô Yên không tài nào nghĩ ra được, lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Đại ca, cậu xa đã tới rồi hạ vô ở bên ngoài gõ cửa tô yên nhìn thấy mình đang mặc quần áo ngủ rồi đến quýnh quáng cả lên có quần áo cho tôi thay không không nghĩ được lý do nên cô cũng không nghĩ nữa dù sao thì cũng không có bị thiệt thòi gì lục cận phong chỉ vào trong tủ quần áo trong đó tô yên đi tới mở tủ ra giật mình trước vẻ xa hoa ở bên trong đây mà là tủ quần áo gì chứ chiều dài ít lắm cũng là mấy trăm mét vuông đồ ở bên trong rất nhiều chia loại tương ứng với bốn mùa xuân hạ thu đông đoán chừng phải hơn nghìn cái hơn nữa còn đều là quần áo cho nữ kiểu cao cấp sao anh lại mua nhiều quần áo cho nữ thế tô yên bỗng cảm thấy ghen tức đều là mua cho em đó em xem thử có thích hay không lục cận phong đi tới bên cạnh tô yên sau này mỗi mùa em có thể thay quần áo nếu như em không thích vậy cứ bảo jerry tới đây thiết kế riêng cho em Seri chính là nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng, vốn dĩ người bình thường không thể nói mời là mời được. Nhưng với Lục Cận Phong mà nói, chuyện này vốn không phải là vấn đề. Ai cũng đều nói, Tô Yên là kiểu phụ nữ mà trong tủ quần áo chỉ treo được mỗi một bộ đồ rách. Quả thật, Tô Yên vốn chưa từng vung tiền xa xỉ như thế, dĩ nhiên cũng là vì điều kiện không cho phép. Cô lại không có điều kiện kinh tế, làm sao dám so sánh với một Lục Cận Phong gia tài hơn bạc tỷ chứ? cậu chủ lục cậu như này là muốn vung tiền để theo đuổi tôi người phụ nữ của anh xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên thế gian này lục cận phong vịn hai vai của tô yên ánh mắt nhìn về phía ngực của cô trong một thoáng vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền mà cô đeo trên cổ sắc mặt lập tức đột biến sợi dây chuyền này sao có thể ở chỗ của em tô yên không hiểu móc sợi dây chuyền từ trong áo ra nói đây là di vật của mẹ tôi sao thế bên trong ánh mắt của Lục Cận Phong lại lóe lên một vẻ khiếp sợ. Lục Cận Phong, sao thế? Anh đã nhìn thấy qua sợi dây chuyền này rồi à? Tô Yên nghi ngờ. Không có, Lục Cận Phong nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói chỉ là thấy có hơi khác biệt với mấy cái khác thôi. Nếu đã là di vật của mẹ em, vậy em nên cất cẩn thận. Ừm, Tô Yên cũng không có nhắc tới lệ quốc minh, cảm thấy không cần thiết. Em thay quần áo trước đi. Sa Thành Nghị đã tới rồi. Tô Yên thay quần áo xong, đi xuống lầu đã Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị đang nói chuyện. Đây là lần đầu tiên mà Tô Yên nhìn thấy Sa Thành Nghị. Người này có thể khiến Lục Cận Phong gặp mặt với dáng vẻ thật này, vậy nhất định là một người không tầm thường. Sa Thành Nghị cũng nhanh chóng đánh giá Tô Yên một cái, quả nhiên là sắc nước hương trời. Người này có thể xuất hiện được ở chỗ ở của Lục Cận Phong? Vậy nhất định chính là Tô Yên mà Hạ Vũ và Vạn Nhất vẫn luôn một miệng nhắc tới rồi. "Chào cô Tô." Sa Thành Nghị mỉm cười chào hỏi. Tô Yên hơi kinh ngạc, người này biết cô sao? "Yên Yên, tới ngồi bên cạnh anh." Lục Cận Phong vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Tô Yên đi qua ngồi xuống, sau đó lại nghe Lục Cận Phong mở miệng nói, "Giả vờ lâu như vậy cũng đã tới lúc rồi, về sau đã có thể từ từ tháo lớp mặt nạ che mặt này xuống." Sa Thành Nghị gật đầu, "Ừm." Um tôi sẽ cho cậu một vài phương thuốc trị liệu khuôn mặt, một tháng sẽ có hiệu quả. Chỉ cần đắp tầm một tháng, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Tô Yên rơi vào mù mịt, khuôn mặt của Lục Cận Phong đang yên đang lành lại đắp thuốc làm gì. Lục Cận Phong không có ý định giả què, giả bị hủy dung nữa sao. chương 88, rất giống với nhã nhược. Lục Cận Phong giả vờ bao lâu như vậy rồi, nếu như bây giờ không ngụy trang nữa, nhất định sẽ khiến cho không ít người giật bắn mình. Cuộc nội chiến ở nhà họ Lục vô cùng gay gâu, nếu không thì Lục Cận Phong cũng đã không ngụy trang rồi. Tô Yên im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, Lục Cận Phong để cô nghe, cô cũng thoải mái ngồi nghe. Dù sao anh cũng đã ngụy trang lâu vậy rồi, cũng không thể đột nhiên khỏi hẳn được, cần phải có một quá trình. Sa Thành nghỉ ở lại biệt thự Nam Sơn, Tô Yên và Lục Cận Phong ăn sáng xong đã cùng nhau ngồi xe tới công ty lục cận phong bỗng nói người vừa nãy là sa thành nghị bọn anh là bạn trí cốt kỹ thuật chữa bệnh của anh ta rất lợi hại màn kịch này cần phải phối hợp với anh ta để diễn cho xong tô yên có hơi kinh ngạc lục cận phong lại cố tình ngồi giải thích với cô tô yên nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh mà nói nếu như anh đột nhiên không giả vờ nữa tôi đang nghĩ không chừng sẽ có cả khối phụ nữ đứng xếp hàng chờ gả cho anh lúc trước những cô chiêu ở trong giới thượng lưu vừa nghe tới lục cận phong bị què chân và bị hủy dung sẽ không sống được bao lâu nữa, cộng thêm chuyện nội bộ nhà họ lục tranh chấp gay gắt, nếu lỡ như lục cận phong chết đi thì chính là phải thủ tiết, cho nên không ai dám gả cho anh. Nhưng mà, nếu như lục cận phong đẹp lên, chuyện lại không còn giống như vậy nữa. Lục cận phong khi đó chính là một người đàn ông độc thân thuộc cấp bậc kim cương, là người đàn ông mà người phụ nữ nào đều mong muốn có được. Lục cận phong khẽ cong môi lên, yên yên, em đang ghen. Tô yên cảm thấy ghen tị lại khiến Lục cận phong cảm thấy rất vui vẻ. Tô yên bĩu môi, ai ghen chứ, tôi thuận miệng nói thôi. Tôi có quan hệ gì với anh đâu, anh yêu ai thương ai, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Đột nhiên eo lại bị ghi chặt, Tô yên bị Lục cận phong kéo vào trong ngực. Anh ghé vào tai cô, tóc mai khẽ chạm vào vành tai của cô, hỏi, ngủ cũng ngủ chung rồi, muốn quyệt nợ hửm. Chữ cuối cùng lại được Lục Cận Phong cố ý kéo dài ra, vô cùng dụ hoặc. Giọng nói của anh trầm ấm vô cùng dễ nghe, gò má của Tô Yên đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy người kia ra, ngồi đàng hoàng đi, đừng có lộn xộn nữa, còn có người đó. Hạ Vũ lái xe ở phía trước có tư tưởng sống rất mãnh liệt, lập tức chỉnh tấm ngăn cách âm kéo xuống. Tô Yên, Lục Cận Phong trầm giọng nói, được rồi, bây giờ không có ai nữa. Tô Yên khẩu thị tâm phi nói, bây giờ đã là thời đại gì rồi, đều là người trưởng thành cả rồi, ai nói ngủ chung thì nhất định phải yêu nhau. Hơn nữa, tối hôm qua nhất định là anh đã mang tôi tới, có đúng không? Vậy trước đó thì sao? Lục Cận Phong lại càng thêm dùng sức, ép chặt Tô Yên dán vào mình, giọng nói vô cùng đầu độc, Yên Yên không hài lòng với biểu hiện trước đó của anh sao? Không muốn chịu trách nhiệm. Nghị lực của anh lại bộc phát, Tô Yên chỉ thoáng suy nghĩ một chút lại không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, ngoài miệng nhắc nhở, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thấy người kia vẫn chưa hoàn toàn mở lòng ra với mình, Lục Cận Phong có hơi ủ rột. Quá khứ của Tô Yên không đẹp đẽ, lại thêm chuyện thân phận và bối cảnh của hai người rất khác biệt. Muốn để Tô Yên thoải mái với anh, còn phải cần một khoảng thời gian nữa. Tương lai còn dài, Lục Cận Phong khẽ hôn nhẹ lên trán Tô Yên, buông cô ra. Tô Yên hơi ngẩng ra, cảm giác mềm mại in trên trán đã qua một lúc lâu vẫn chưa có biến mất. Cô biết rõ tâm trạng của Lục Cận Phong, nhưng vẫn luôn là rất khó để bản thân đi bước cuối cùng này. Đến cả Tô Yên cũng đều khinh bỉ chính bản thân mình là một người không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Xe lái vào bãi đậu xe, Tô Yên và Lục Cận Phong cùng vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc mà lên chỗ làm. Thang máy dừng lại trước văn phòng làm việc của Tô Yên cô bước ra ngoài lập tức đã thu hút rất nhiều ánh mắt của đồng nghiệp tô yên là người phụ nữ đầu tiên có thể cùng tổng giám đốc đi thang máy đặc biệt đó tới chỗ làm lục cận phong ngồi trên xe lăn mặt vẫn mang mặt nạ thang máy khép lại tiếp tục đi lên trên tô yên mới vừa ngồi vào chỗ lập tức đã có đồng nghiệp đi tới nhiều chuyện tô yên sao cô lại đi cùng với tổng giám đốc lục vậy hai người có mối quan hệ gì đúng đó nhanh nói đi có thể đi cùng với tổng giám đốc Lục, cô là người đầu tiên đó. Tô Yên, gần đây cô thật sự có số đào hoa đó, chia một chút lại cho chúng tôi với. Lúc này Tô Yên mới phản ứng được, cô bị Lục Cận Phong hại rồi. Không ngờ chỉ đi chung một cái thang máy, đã có thể gây ra nhiều chuyện như vậy rồi. Tô Yên nở nụ cười, điềm đạm nói, mới nãy sắp tới muộn, tình cờ gặp tổng giám đốc Lục, cho nên cùng đi lên rất nhiều người nghĩ tới chuyện Tô Yên là con gái nuôi của Lý Mộc Sinh, nói không chừng là Lục Cận Phong nể mặt Lý Mộc Sinh nên mới chiếu cố Tô Yên một chút. Mọi người cũng không có nghĩa gì nữa. Lưu Hạo cầm một sắp tài liệu đi tới nói, Tô Yên, cô mang mấy thứ này chỉnh sửa lại một chút. Tần Nhã Hân từ trước rồi, lượng công việc của cô cũng sẽ tăng thêm một chút, vất vả rồi. Tần Nhã Hân từ trước. Giám đốc Lưu, đang yên đang lành sao Tần Nhã Hân lại từ trước tôi cũng không rõ nữa, là phòng nhân sự thông báo. Lưu Hạo nhỏ giọng nói, dường như là bị đích thân tổng giám đốc lục sa thải. Tại sao lục cận phong lại sa thải tần nhã hân? Hai người đó cũng đâu có gặp mặt nhau chứ. Tô Yên càng cảm thấy nghi ngờ. Chuyện Tô Yên và Lục Cận Phong cùng đi chung thang máy đã truyền tới tai Lục Thừa Mẫn. Xem ra, người anh trai này của tôi thật sự là rất có hứng thú với cô gái đó nha. Lục Thừa mẫn nhàn nhã chăm sóc chậu cây trúc trong phòng làm việc, nói: "Đi mời Cô Tô tới đây, tôi lại càng muốn xem thử người có thể được Lý Mộc Sinh nhận làm con gái nuôi, lại có thể lọt vào tầm mắt của anh trai tôi, rốt cuộc có bản lĩnh gì." "Vâng." Thư ký đáp một tiếng, lập tức ra ngoài. Tô Yên đang bận rộn, bỗng nhận được thông báo bảo cô tới phòng làm việc của Phó tổng giám đốc một chút. Phó tổng giám đốc Lục Thừa mẫn, con trai đầu của chi thứ nhà họ Lục, nay lại tìm cô làm gì nhỉ? Tô Yên lòng đầy hoài nghi đi qua, đây là lần đầu tiên cô vào trong phòng làm việc của Lục Thừa Mẫn. Thư ký mở cửa phòng giúp cô, cô Tô, xin mời vào. Cảm ơn, Tô Yên đi vào, nhìn thấy Lục Thừa Mẫn đang tưới nước cho cây trúc cảnh, bèn gọi, phó tổng giám đốc Lục. Lục Thừa Mẫn quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Tô Yên lại thoáng lóe lên một tia kinh ngạc trong đáy máy. Bàn tay đang cầm bình tưới nước cũng theo bản năng mà siết chặt lại, trên mặt lại tỉnh bơ nói, "Cô Tô, mời ngồi." Phó tổng giám đốc Lục tìm tôi có chuyện gì không? Tô Yên nào dám ngồi thật, trông Lục thừa mẫn hiền hòa, nhưng mà cô luôn cảm thấy người này rất khó đối phó. Tôi và tổng giám đốc Lý cũng có chút quen biết, trước đó tôi có việc bận không có mặt ở Đế Đô, cho nên bỏ lỡ mất buổi tiệc nhận thân. Nghe nói cô Tô đang ở công ty nên cố tình hỏi thăm một chút, cô Tô vẫn thích ứng được chứ? là vì có quen biết với lý mộc sinh nên bảo cô tới đây hỏi thăm thôi sao tô yên luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn trả lời vẫn rất tốt công việc rất vui vẻ cảm ơn phó tổng giám đốc lục đã quan tâm lục thừa mẫn cười cười khả năng phòng bị của cô gái này rất cứng cáp cô tô ngồi đi lục thừa mẫn đích thân rót nước cho tô yên nói một câu mang tính chất dò so hỏi tôi còn nghe nói mối quan hệ giữa cô Tô và anh trai của tôi không bình thường. Người anh trai này của tôi thật sự là đáng thương, trước đó xảy ra tai nạn giao thông trở thành dáng vẻ như hiện tại, cưới vài cô vợ đều không hiểu làm sao lại chết hết. Nếu như cô Tô có thể thành đôi cùng với anh trai của tôi, vậy tôi cũng yên lòng. Phó Tổng Giám Đốc Lục nói đùa rồi, Tổng Giám Đốc Lục là cấp trên của tôi, tôi chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Tô Yên cười nhạt, nói chuyện mà Tổng Giám Đốc Lục đã gặp quả thật khiến người ta tiếc nuối, nhưng mà tôi tin là Tổng Giám Đốc Lục sẽ tốt lại thôi. Lục thừa mẫn tỉ mỉ quan sát Tô Yên, trầm ngâm nói, thật sự là đáng tiếc. Không giấu gì cô Tô, mấy năm trước anh trai tôi đã chịu đựng nỗi đau khổ quá lớn trong chuyện tình cảm, từ đó đã không thể gượng dậy được nữa. Vừa nãy tôi nhìn thấy cô Tô rất giống với nhã nhược năm đó, hẳn là cũng bởi vì điểm này mà anh trai tôi mới đặc biệt chăm sóc cô Tô. Chương 89, cô chủ Tô ăn giấm chua. Đây là lần đầu tiên Tô Yên nghe thấy cái tên Nhã Nhược này. Lục Cận Phong từng đau khổ vì tình. Tô Yên quả thật không biết chuyện này, nhưng có thể khiến Lục Cận Phong xa suốt nửa năm, xem ra người phụ nữ tên Nhã Nhược kia vô cùng quan trọng với Lục Cận Phong. Tô Yên cũng không ngốc, đại khái hiểu được dụng ý của Lục thừa mẫn. Phó tổng giám đốc Lục thật thích nói đùa, cho dù trên đời này có hai người nhìn giống nhau thì cũng là hai người khác nhau. Tô Yên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, trên đời này chỉ có một Tô Yên. Lục thừa mẫn sừng sốt, nở nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, cô chủ Tô rất thẳng thắng, không giống với người thường, nhưng cô chủ Tô thật sự không muốn nghe tình sử của anh cả tôi. Tô Yên nhìn lục thừa mẫn, phỏng đoán dụng ý của đối phương, cười nhạt, tình sử của cậu chủ lục, nói ra chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, tôi là người phàm tục, đương nhiên cũng sẽ tò mò mấy chuyện bát quái, nếu phó tổng giám đốc lục đã muốn nói, tôi đây sẽ chăm chú lắng nghe. Nụ cười trên mặt lục thừa mẫn mang theo vài phần thâm ý, thật ra anh ta cũng không biết tâm tư của lục cận phong đối với tô yên rốt cuộc là gì. Anh ta cũng không thấy tô yên có điểm nào ghen tuông. Lục thừa mẫn ngồi xuống, chậm rãi nói, năm năm trước anh cả tôi có quen một cô bạn gái, gọi là Tần Nhã Nhược, hai người đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng ai mà biết tai họa lại dáng tới bất ngờ, kẻ thù của anh cả tôi tìm đến cửa, bắt nhã nhược đi, lành ít giữ nhiều, sau khi nhã nhược gặp chuyện không may, tình thần anh cả trở nên xa sút về sau cưới thêm mấy cô vợ, đều không ai sống được đến già, tôi hy vọng cô chủ tôi có thể giúp anh cả tôi thoát khỏi bóng ma tâm lý này. Phó Tổng Giám Đốc Lục xem trọng tôi như thế, tôi sợ mình không xứng. Tôi yên cười khẽ quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc Lục không có gì hết lục thừa mẫn đến đây dĩ nhiên là muốn thăm dò xem quan hệ giữa cô và lục cận phong có phải là người yêu hay không cho dù cô và lục cận phong có đang giận dỗi nhau thì bọn họ cũng không thể thừa nhận nếu không cô chắc chắn sẽ bị lục thừa mẫn nhắm tới cô nhớ lục cận phong từng nói một câu chỉ cần là phụ nữ của lục cận phong anh dòng bên kia của nhà họ lục chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu lục cận phong có người thừa kế sẽ trở thành mối đe dọa với dòng bên kia Lục Thừa mẫn mỉm cười, "Là tôi hiểu lầm, cô chủ Tô, thật xin lỗi, cô đừng để bụng, anh cả tôi là người trọng tình nghĩa, nhã nhược qua đời nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn nhớ mãi không quên, tôi sợ anh ấy quá đau buồn, mà không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý đó." Phó tổng giám đốc Lục quan tâm tổng giám đốc Lục như vậy, tình cảm giữa hai anh em các người, thật hiếm thấy. Tô Yên cười khen, "Phó tổng giám đốc Lục, tôi trở về gặp tổng giám đốc Lục." nhất định sẽ ở trước mặt anh ấy truyền đạt sự quan tâm của anh đến với anh ấy, không thể uổng phí một phen khổ tâm của anh được. Lời này là Tô Yên cố ý nói. Quả nhiên, vừa nghe Tô Yên muốn nói cho Lục Cận Phong, Lục Thừa Mẫn vội vàng nói, cô chủ Tô, tôi hy vọng chuyện hôm nay chỉ có hai người chúng ta biết, đừng nhắc đến nhã nhược trước mặt anh hai, gợi lên quá khứ đau buồn của anh ấy. Tô Yên cười đến vô tội, thế à, Phó Tổng Giám Đốc Lục đúng là suy nghĩ chu đáo. Vừa dứt lời, Thư ký của Lục thừa mẫn vội vã đi vào, tổng giám đốc Lục đang đến đây. Lục Cận Phong đến đây. Lục thừa mẫn nhíu mày, trong lòng mừng thầm. Anh ta vừa gọi Tô Yên tới chưa được 10 phút, Lục Cận Phong đã lập tức đến đây ngay, thật đúng là khẩn trương. Tô Yên cũng ngoài ý muốn, Lục Cận Phong đến vào lúc này, không phải càng muốn chứng tỏ quan hệ giữa hai người sao? Tô Yên, công việc tôi giao cô vẫn chưa làm xong, đến đây làm gì, trở về làm việc đi. Lục Cận Phong đẩy xe lăn đi vào, giọng nói mang theo vài phần khẩn trương. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lục, tôi yên ngoan ngoãn rời đi. Trong văn phòng, chỉ còn lại Lục Thừa Mẫn và Lục Cận Phong, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Lục Thừa Mẫn mỉm cười, anh hai, anh cần gì phải khẩn trương như thế, em chỉ tìm cô chủ tô tâm sự một chút thôi. Lục Cận Phong lạnh lùng cảnh cáo, về sau cách xa cô ấy một chút, cậu nghĩ gì, lòng tôi đều biết rõ, nếu cậu dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi cũng sẽ có cách tống cậu ra khỏi nhà họ lục. Bị tống ra khỏi nhà họ lục, đồng nghĩa với việc mất đi tất cả quyền lợi, không còn cơ hội tiếp tục tranh với Lục Cận Phong nữa. Lục Cận Phong là người đứng đầu nhà họ lục, anh có quyền này. Đáy mắt lục thừa mẫn xẹt qua một tia u ám, trên mặt lại mang theo nụ cười, anh hai, não em chưa tàn đến mức đi gây khó dễ với người phụ nữ mà anh coi trọng, đây chính là tin vui của nhà họ lục, nếu ông nội biết, chắc chắn sẽ rất cao hứng. Thái độ làm người của Lục Thừa Mẫn trong lòng Lục Cận Phong rất rõ ràng. Nếu nói Lục Gia Hành là con báo thì Lục Thừa Mẫn chính là con sói lòng muông giả thú. Nhưng dù là con báo hay con sói hung ác, cũng không có khả năng đấu lại sư tử. Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời hôm nay. Lục Cận Phong bỏ lại lời cảnh cáo, đẩy xe lăn rời đi. Đáy mắt Lục Thừa Mẫn tràn đầy ghen ghét giống như ngọn lửa cháy hừng hực anh ta siết chặt ly nước trong tay. Lục Cận Phong, sớm muộn gì tao cũng sẽ hung hăng dẫm nát mày dưới chân, người đứng đầu nhà họ Lục chỉ có một, đó là tao. Lục Cận Phong nghe Tô Yên bị Lục Thừa Mẫn gọi đến, người luôn bình tĩnh như anh ta bỗng chốc rối tung rối mù lên. Lục Cận Phong đứng trước cửa toilet, ngăn Tô Yên mới từ bên trong đi ra. Lục Thừa Mẫn nói gì với em? Tô Yên nhìn Lục Cận Phong đứng trước cửa toilet, có hơi sửng sốt, tổng giám đốc Lục, đây là toilet nữ, ngài sẽ không định ở đây trò chuyện tán gẫu chứ, ngài đừng quan tâm lo lắng cho tôi, mà hãy quan tâm lo lắng cho ngài làm sao thoát khỏi bóng ma tâm lý đi. Nghe xong, sắc mặt lục cận phong khẽ biến, lời thốt ra từ miệng của lục thừa mẫn, có thể có cái gì hay ho. Lục cận phong trầm ngâm, tội yên, lời của cậu ta nói, em đừng tin. Em không ngốc, mục đích của anh ta, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Tội yên nhún vai, Cười hỏi, anh khẩn trương như vậy, người phụ nữ tên Nhã Nhược kia, đúng là bạn gái cũ của anh. Kỳ thật Tô Yên cũng không ngại, ai mà chẳng có quá khứ. Cô từng có bạn trai, còn sinh con. Lục Cận Phong trầm mặc hồi lâu, mới gật đầu, xem như, 5 năm, năm trước, cô ấy đã chết rồi. Xem như, câu trả lời cái gì cũng được này, rốt cuộc là có hay không. Nhất thời Tô Yên không biết nên nói cái gì, dù sao đó cũng là quá khứ của Lục Cận Phong hơn nữa người đã chết 5 năm rồi, nhắc đến, không phải càng làm người ta đau buồn thêm sao. Thật xin lỗi, Tô Yên ấy náy nói. Vừa dứt lời, điện thoại Tô Yên vang lên, là bạn trai cũ gọi đến. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, mà hết người yêu cũ này đến người yêu cũ khác ám thế. Lục Cận Phong thấy Tô Yên lâu không bắt, ghen tuông hỏi, sở hướng nam. Tô Yên kinh ngạc, cô thật muốn biết mắt của Lục Cận Phong có phải nhìn thấu được tất cả không, mà đến cái này cũng đoán được. Ừm, bạn trai trước, Tô Yên thẳng thắng thú nhận, gần đây giá trị con người tăng vọt, có thể sở hướng nam cảm thấy em đầu rơm dễ lừa, đoạn thời gian trước mỗi ngày tặng hoa, em đều mang đi bán, lời được một khoản, nhưng nói tới lãng mạn, điểm này anh quá thật rất tệ, ngay cả một đóa hoa của anh, em cũng chưa nhận được. Lục cận phòng yếu ớt nói, hoa mà em bán, hơn phân nửa là anh tặng. Hả, Tô Yên mờ mịt, anh tặng khi nào? ánh mắt lục cận phong u oán nhìn chằm chằm tô yên tô yên nhanh chóng phản ứng lại thật là ấu trĩ tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào cô nghĩ một hồi lại nhịn không được bật cười sao cô có thể nghĩ lục cận sẽ tặng hoa cho mình chứ em muốn đến đến bệnh viện thăm tiểu duy trước giờ tan ca tô yên trực tiếp thông báo ánh mắt lục cận phong cương triều em là bà chủ của công ty này em nói cái gì thì chính là cái đó cái miệng này ngọt quá. Những lời này thật hiểu ý người ta." Tô Yên đang định nói, điện thoại lại vang lên, lần này không phải là Sở Hướng Nam gọi đến, mà luật sư của cô. Sau khi bắt máy, sắc mặt Tô Yên nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Chương 90, chiều gẹo Tô Yên trước mặt Lục Cận Phong. Lần này Tô Yên thật sự không tính buông tha cho Tô Vân, luật sư cũng đã nói qua, Tô Vân ít nhất cũng phải 3 năm tù, Trần Hạo 5 năm tòa án bên kia đã tiếp nhận hồ sơ và chờ xét xử nhưng ai có thể ngờ tô vân lại mang thai vào lúc này dựa theo quy định của pháp luật phạm nhân trong thời gian mang thai hoặc cho con bú có thể tại ngoại chờ xét xử cho dù trong lòng tô yên có cứng rắn thế nào cũng sẽ không thể để tô vân đang mang thai phải ngồi tù người lớn có tội đứa nhỏ không có tội tô yên lập tức đi đến cục cảnh sát lục cận phong cũng đi theo khi hai người đến tô vân đang ngồi ở đại sảnh Tần Phương Linh ở một bên làm thủ tục tại ngoại. Làm người ta không ngờ nhất chính là, sở hướng nam gọi điện cho cô không lâu đang ở đây, ngồi đối diện Tô Vân, cúi đầu hút thuốc. Vẻ mặt Tô Vân hạnh phúc, bụng còn bằng phẳng, nhưng tay vẫn vuốt ve, dường như cô ta sợ người khác không biết mình đang mang thai. Cảnh sát lý thấy Tô Yên, hô một tiếng, cô chủ Tô. Cảnh sát lý chú ý đến lục cận phòng ở bên cạnh Tô Yên, cho dù ngồi xe lăn, thì khí chất hơn người của anh, vẫn khiến người khác không thể xem thường. Xe lăn, mặt nạ, cảnh sát lý nhanh chóng đoán ra được thân phận của đối phương, vội buông việc ở trong tay xuống, giọng mang theo vài phần kính để nói cậu chủ lục. Ừm, giọng điệu lục cận phong thoải mái nói, thủ tục xong chưa? Cảnh sát lý thành thật trả lời, chỉ còn đóng dấu nữa. Lục cận phong lạnh lùng nói, vậy đợi một lát, để tôi tìm bác sĩ kiểm tra xem, sở thiếu phu nhân có thật là mang thai hay không? Nghe vậy, Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, cô cũng nghi ngờ Tô Vân đang dở trò. Lời của Lục Cận Phong khiến cho ba người sở hướng Nam, Tô Vân, Tần Phương Linh đều biến sắc. Sở hướng Nam kinh ngạc, sao Tô Yên và Lục Cận Phong lại cùng xuất hiện ở nơi này, không phải Tô Yên đã hủy hôn ước với nhà họ Lục rồi ư, thế nào mà hai người bọn họ vẫn còn dây dưa với nhau. Lục Cận Phong xuất hiện làm cho Tô Vân và Tần Phương Linh có chút luống cuống, ai mà dám chống lại nhà họ Lục chỉ cần Lục Cận Phong nói một câu, dù Tô Vân có tải cán đến mức nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở bên trong. Tô Vân vuốt vẻ bụng đứng lên, dáng vẻ tội nghiệp, nhìn Tô Yên chị, em thật sự mang thai, vì tương lai của cháu chị, chị tha thứ cho em lần này được không? Em quỳ xuống xin chị. Nói xong, Tô Vân thật sự quỳ xuống, tiếng đầu gối va vào sàn nhà, cực kỳ thanh thúy. Đáy lòng Tô Yên chấn động, Tô Vân rốt cuộc cũng đã thông suốt. Tần Phương Linh đưa tay muốn đỡ, nhưng lại không đỡ được, cúi thấp người, nói với Tô Yên, Tiểu Yên, nói thế nào thì Tiểu Vân cũng là em gái con, con bé đã biết sai rồi, con tha cho con bé lần này đi, nó sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Trong khi vợ và mẹ vợ mình đang cầu tình, Sở Hướng Nam lại thở ơ, chỉ một mực nhìn Tô Yên. Sở Hướng Nam cũng không ngờ tới, Tô Vân mang thai, kế hoạch của anh ta đều bị đứa nhỏ trong bụng Tô Vân phá nát, sao anh ta có thể vui mừng chứ? Càng đừng nói là cầu tình thay. Vẻ mặt Tô Yên bình tĩnh nhìn lướt qua Tô Vân và Tần Phương Linh, dì Tần thật thích nói đùa, cha mẹ tôi chỉ có một đứa con gái là tôi, ở đâu ra em gái, cháu ruột chứ? Lời của Tô Vân khiến hai người mặt đỏ tai hồng. Tô Vân là con gái của Chu Hoàng Long, ai cũng biết chuyện này, còn quan hệ dây dưa với Tô Yên. "Chị, Tô Vân quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã nói, em biết em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị, hiện tại em đã biết lỗi rồi." mặt tô yên không chút thay đổi nói vậy để bác sĩ kiểm tra thử trong bụng cô có thật là đang mang thai không pháp luật rất khoan dung với phụ nữ có thai tôi đương nhiên cũng không có lý do tiếp tục truy cứu tô vân âm thầm cắn chặt răng dùng ánh cầu cứu nhìn sở hướng nam sở hướng nam rốt cuộc cũng nói vậy để bác sĩ kiểm tra đi tô vân thất bại trong lòng oán hận nhưng trên mặt lại rất dịu dàng được để bác sĩ kiểm tra lại lục cận phong gọi điện nửa giờ sau Sa Thành Nghị mới đến, đối với Đông Y, Sa Thành Nghị rất am hiểu, nhưng chẩn đoán có đúng là mang thai hay không, bắt mạch rồi mới biết. Sa Thành Nghị vươn tay bắt mạch cho Tô Vân, 10 giây sau, mới gật đầu với Lục Cận Phong, là hỉ mạch. Tô Vân thật sự đang mang thai. Trong lòng sở hướng Nam không những không chút vui mừng, ngược lại còn cảm thấy mất mát, mặt mày cao có. Anh ta chỉ có một lần duy uống rượu chạm vào Tô Vân, không nghĩ tới lại mang thai sớm không có muộn không có cố tình lại mang thai ngay lúc này anh ta hoàn toàn không có cách nào vứt tô vân trên mặt tô vân lộ ý cười cả người tản ra hơi thở tình thương của mẹ còn cười hỏi sa thành nghị là con trai hay con gái tôi nghe nói đồng y bắt mạch rất lợi hại có thể chẩn đoán ra không sinh xong sẽ biết sa thành nghị đương nhiên sẽ không nói ra Tô yên nhìn chằm chằm bụng tô vân cũng không tiếp tục cản trở đồng ý tại ngoại trong thời gian chờ xét xử Tô Vân, tại ngoại trong thời gian chờ xét xử thật ra cũng chỉ là lùi ngày xét xử lại thôi, lần này vì đứa nhỏ, tôi cho cô cơ hội, nếu cô vẫn không biết sai, vậy thì đừng trách tôi. Cảm ơn chị, vẻ mặt Tô Vân cảm kích chị, hiện tại em chỉ muốn chăm sóc thai nhi thật tốt, sinh đứa nhỏ ra, sau này em sẽ là mẹ, em sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thế này nữa đâu. Tô Yên cũng không muốn ở đây thêm nữa, giúp Lục Cận Phong đẩy xe lăn, xoay người định đi, Sở Hướng Nam đột nhiên mở miệng, "Tiểu Yên, lời hứa của anh với em sẽ luôn hiệu nghiệm." Đúng là thứ đàn ông cặn bã, trước mặt vợ mình đang mang thai lại đi trêu gẹo người khác. Lục Cận Phong liếc một cái, cười nhạo nói, "Cậu Sở đúng là phong lưu đa tình, về mà quản tốt vợ mình đi, nếu để chuyện này xảy ra lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu." Vẻ mặt Sở Hướng Nam khó coi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tại sao Lục Cận Phong lại ra mặt giúp Tô Yên? Tô Yên ngay cả mắt cũng chưa nhìn sở hướng nam, trực tiếp đẩy lục cận phong đi. Sở hướng nam đứng tại chỗ nhìn theo, Tô Vân đi qua, dịu dàng nói, hướng nam, chúng ta về đi. Em tự bắt xe về đi, anh còn có việc, sở hướng nam khó chịu nói. Tần Phương Linh nhìn con gái mình chịu uất ức, không vui nói, sở hướng nam, con nói như vậy là có ý gì, Tiểu Vân đang mang thai con của con, con không chăm sóc nó thì đã đành, còn đối xử với nó như thế, có ai làm chồng như con không? Con có tin mẹ đưa Tiểu Vân về nhà, sau này ngay cả đứa nhỏ cũng không thèm liếc con một cái. Sở Hướng Nam cười khẩy một tiếng, "Cầu còn không được, nhưng mẹ vợ này, mẹ muốn về đâu? Nhà họ Tô hay nhà họ Chu?" Sở Hướng Nam, con nói chuyện với người lớn thế à? Tốt xấu mẹ cũng là mẹ vợ của con." Tần Phương Linh tức giận, sắc mặt trắng bệch, "Bà ta không thể quay về nhà họ Tô!" cũng không thể quay về nhà họ nhà họ Chu với cái mát tình nhân của Chu Hoàng Long được. Mấy ngày nay, Tần Phương Linh đều ở ngoài khách sạn. Mẹ, hướng nam, hai người đừng ẩm ý. Tô Vân dịu dàng khuyên ngủ. mẹ, mẹ về trước đi, một mình con có thể, hướng nam, nếu anh có việc thì mau đi đi, em tự bắt xe về được. Tiểu Vân, Tần Phương Linh nhìn con gái mình chịu uất ức như vậy, bà ta thật sự rất đau lòng. Mẹ, con là con dâu của nhà họ sở, lại đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ sở đương nhiên phải về nhà họ sở rồi tô vân nháy mắt với tần phương linh cô ta vất vả lắm mới có được đứa nhỏ làm ô dù nên nhất định phải tận dụng đứa nhỏ để vượt qua khó khăn này nỗi nhục mà tô yên cho cô ta sớm muộn gì cô ta cũng sẽ trả lại biệt thự nam sơn tô yên cũng cùng lục cận phong trở về vừa vào đại sảnh hạ vũ đi đến nói với lục cận phong đại ca hạ phi gọi điện đến audio điện tử võ tấn bền khế tập 4